Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 116. Sau khi Dương Diệp rời khỏi Ma Lan Đế quốc Đế Đô thì tìm một địa phương hẻo lánh, sau đó tiến vào bên trong Hồng Mông Tháp. Bên trong Hồng Mông Tháp. Lúc này, Tiểu Thiên đang giúp trợ giúp cơ thể cùng linh trí của Tiểu Bạch kết hợp. Rất nhanh, dưới cái nhìn chăm chú của Dương Diệp, lông mày của Tiểu Bạch khẽ run rẩy, tiếp theo, hai mắt nàng chậm rãi mở ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, viền mắt Dương Diệp lập tức ướt át. Rất nhanh, Tiểu Bạch nhìn thấy Dương Diệp, mắt nàng lập tức trợn tròn, dường như khó có thể tin nổi, hai móng vuốt nhỏ của nàng khẽ dụi mắt. Sau khi xác định là Dương Diệp, nàng bỗng chốc lại nhào tới trong lòng của Dương Diệp, sau đó nước mắt tràn ra giống như vỡ đê. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch. Không sao, không sao rồi. Móng vuốt của Tiểu Bạch ôm thật chặt cổ của Dương Diệp, đầu không ngừng cọ cọ trong ngực của Dương Diệp, nước mắt càng không ngừng tuôn ra, khóc rất thương tâm. Tiểu Thiên liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, sau đó khẽ nói. Linh chủ này thật đặc biệt, tự nhiên lại thích khóc như vậy, à, cũng đúng, người này còn là một tiểu hài tử. Khóc một hồi, Tiểu Bạch không ngờ đã ngủ ở trong lòng Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa đầu của Tiểu Bạch, trong mắt có chút đau lòng. Tiểu Bạch rất nhát gan, những năm gần đây, thần phượng tộc nhốt nàng, có thể tưởng tượng những năm gần đây nàng sợ hãi tới mức nào. Thần phượng tộc. Nghĩ đến đây, trên người của Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một sát ý. Mà lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên đặt tay ở trên bả vai của hắn, những sát ý này lập tức trở lại trong cơ thể của Dương Diệp. Tiểu Thiên khẽ nói, kết quả bây giờ đã rất tốt rồi. Nếu như ngươi cố ý muốn trả thù thần phượng tộc nhất định sẽ liều mạng đánh một trận khiến hai bên đều tổn thất nặng nề, nếu ngươi muốn trả thù sẽ chỉ có kết cục như vậy thôi. Hơn nữa, còn có thể sẽ liên lụy những người thân cùng bằng hữu của ngươi ở vị diện dưới. Ngươi tuyệt đối không muốn gặp phải tình cảnh đó, đúng không? Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, im lặng. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói. Ngươi chắc không muốn giết chóc liên tục, nếu tên tiểu tử này còn sống. Một bằng hữu khác của ngươi cũng còn sống, thần phượng tộc cũng đã nhận được báo ứng, ta cảm thấy chuyện này nên dừng ở đây. Hơn nữa, ta cảm thấy bây giờ ngươi chắc hẳn nên tập trung tinh thần tìm một bằng hữu khác của ngươi thì hơn, đó mới là chuyện ngươi nên làm lúc này, mà không phải đi liều chết cùng thần phượng tộc liều chết. Tử Nhi. Hai mắt Dương Diệp mở ra, hắn nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, có thể giúp ta tìm được Tử Nhi sao? Tiểu Thiên lắc đầu. Ta thậm chí còn không biết Tử Nhi là ai, làm sao tìm được chứ? Ngươi nhìn ta. Dương Diệp nói. Ngươi nhìn quá khứ của ta, từ quá khứ của ta sẽ nhìn thấy nàng. Tiểu Thiên đảo mắt. Nhìn cái quỷ à, với năng lực của ta bây giờ chỉ có thể đại khái nhìn được một phần quá khứ ngắn của một người, những chuyện chi tiết ta không có cách nào kiểm tra được. Trước đây chắc hẳn là có thể, bây giờ hình như không thể. Trước đó không phải ngươi có thể tìm được vị trí của Tiểu Bạch sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên lắc đầu. Không giống, tên tiểu tử này là linh chủ, ta quen thuộc với khí thức của linh chủ rồi. Hơn nữa, nàng lại có một không gian kia, cho nên rất dễ tìm. Bây giờ bằng hữu kia của ngươi, ta không tìm được. Đúng lúc này, Tiểu Bạch trong lòng Dương Diệp đột nhiên mở mắt, sau đó nàng vung móng nhỏ. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Ngươi nói ngươi biết ai bắt Tử Nhi đi à? Tiểu Bạch gật đầu, sau đó móng nhỏ lại bắt đầu vung vẩy. Là một nữ nhân. Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch gật đầu. Dương Diệp ôm lấy Tiểu Bạch, nói. Ngươi có thể cảm ứng được khí tức Tử Nhi sao? Tiểu Bạch lắc cái đầu nhỏ, sau đó bàn tay nhỏ bé bỗng vung vẩy. Vẻ mặt Dương Diệp trầm xuống, Tiểu Bạch vốn có thể, nhưng bây giờ thì không thể. Khí tức Tử Nhi bị đối phương lấy ra. Cuối cùng là ai mang Tử Nhi đi? Đối phương lại có mục đích gì? Dương Diệp nhíu mày. Lúc này, Tiểu Thiên nói. Ngươi cũng đừng quá sốt ruột, đối phương không giết bằng hữu của ngươi, mà dẫn theo nàng. Điều này đại biểu đối phương giữ nàng lại nhất định có mục đích gì đó, cho nên, bằng hữu của ngươi bây giờ tạm thời chắc vẫn an toàn. Thật ra, ngươi chắc hẳn nên lo lắng cho mình nhiều hơn. Bởi vì đối phương mang bằng hữu của ngươi đi, có thể mục đích là vì ngươi. Vì ta. Dương Diệp ngẩn người, lập tức dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hắn có chút âm trầm. Có thế lực đang nhằm vào hắn, người phụ nữ mang Tử Nhi đi rất có khả năng chính là người của thế lực phía sau. Tiểu Thiên đột nhiên nói. Này,
có cần ta bảo đám người Tiểu Tiểu Thiên đưa ngươi đến vũ trụ khác không? Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Có ý gì? Ngu ngốc! Tiểu Thiên đảo mắt. Tình cảnh của ngươi hiện tại rất nguy hiểm, đưa ngươi đến địa phương khác, chờ chuyện ở đây kết thúc, ngươi lại quay về, như vậy ngươi sẽ được an toàn. Chỉ có ý xấu gì không? Dương Diệp lắc đầu. Suy tính của ngươi giống như con đà điểu vậy, thế là không được. Chúng ta sống cả đời, khó tránh khỏi sẽ gặp phải đủ loại khó khăn, nếu như mỗi lần gặp phải khó khăn đều lựa chọn trốn tránh, vậy cả đời cũng chỉ có vậy. Đạo lý lớn thì nhiều nhỉ. Tiểu Thiên bĩu môi, sau đó nói. Bây giờ ngươi định làm như thế nào? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Tìm người giúp. Tiểu Bạch lập tức nhào tới ôm thật chặt Dương Diệp, hiển nhiên đang bảo Dương Diệp mang nàng theo. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để làm cho bất kỳ kẻ nào tách chúng ta ra. Nói xong, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch trực tiếp biến mất, trở lại trong hiện thực. Tiểu Thiên lắc đầu, khẽ nói. Linh chủ tự nhiên thích người này như thế. Linh chủ không phải đều thích hòa bình sao? Ái chà, người này sẽ không dạy học Linh chủ chứ? Không được, nhất định không thể để cho hắn dạy hư Linh chủ được. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Thiên nắm chặt hai tay lại, trong mắt đầy vẻ kiên định. Chấm. Trở lại hiện thực, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch bước lên con đường quay về nhân tộc. Hắn cảm thấy Tiểu Thiên nói không sai, người phụ nữ bắt Tử Nhi đi hẳn là người của thế lực thần bí. Mục đích đối phương bắt Tử Nhi đi hẳn phải là hắn. Về phần mục đích cuối cùng là gì, hắn không có cách nào biết được. Bây giờ hắn cũng không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, điều hắn cần phải làm bây giờ là tìm được thế lực phía sau. Hắn không quen với cuộc sống ở thế giới lớn, cho nên chỉ có thể tìm người giúp. Thật ra, hắn rất muốn tìm U Minh Điện, bởi vì U Minh Điện chắc chắn biết là thế lực nào đang nhằm vào các nàng, đáng tiếc hắn cũng không biết U Minh Điện ở đâu. Cho nên, hắn chỉ có thể tìm Ninh Thược Dược. Sau hai ngày, Dương Diệp đi tới Yên Giới Thành, tuy nhiên hắn cũng không phải công khai đi vào Yên Giới Thành, bây giờ có thế lực đang nhằm vào hắn nhất định phải cẩn thận. Cũng may có Tiểu Thiên, người bình thường muốn theo dõi hắn thì không làm được. Tử quán Tiểu Dương, trong mật thất. Vào giây phút Ninh Thược Dược nhìn thấy Dương Diệp, trong lòng nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã biết chuyện Dương Diệp đi ma tộc. Trước đó, nàng thật sự sợ Dương Diệp sẽ xảy ra chuyện gì ở ma tộc, cũng may là không sao. Chuyện của ta, ngươi chắc hẳn đã nhận được tin tức rồi chứ? Dương Diệp nói. Ninh Thược Dược khẽ gật đầu. Quả thật có người đang nhằm vào ngươi. Đế Tông hay là Chiến Các? Dương Diệp nói. Đế Tông và Chiến Các sao? Ninh Thược Dược khẽ cười. Hai thế lực này chẳng qua là con rối của đối phương mà thôi. Con rối? Dương Diệp nhíu mày. Ninh Thược Dược khẽ gật đầu. Ngươi cảm thấy hai thế lực này có thể chống lại U Minh Điện sao? Dương Diệp lắc đầu, Đế Tông cùng Chiến Các có thực lực không kém, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với U Minh Điện. Một huyết nữ chắc hẳn có thể đánh ngã bọn họ. Ninh Thược Dược trầm giọng nói. Đừng nói là Đế Tông cùng Chiến Các, có khả năng tất cả nhân tộc của Liên Minh Hội đều con rối của đối phương. Đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại, tất cả Liên Minh Hội nhân tộc đều con rối của đối phương. Liên Minh Hội nhân tộc là do những thế lực cao cấp nhất của loài người tạo thành, phía dưới những thế lực này lại có rất nhiều thế lực dựa vào bọn họ, có thể nói Liên Minh Hội nhân tộc đại biểu cho tất cả nhân tộc. Còn nữa... Hải Lam Tâm cùng Kha Vô Minh trước đó đã nói thế lực này có khả năng có người ở trong hải tộc cùng ma tộc. Suy nghĩ tỉ mỉ, Dương Diệp vẫn nói ra những lời của Hải Lam Tâm vẫn có Kha Vô Minh trước đó, sau khi Đinh Thược Dược nghe Dương Diệp nói, vẻ mặt cũng dần dần nghiêm trọng. Im lặng rất lâu, Đinh Thược Dược nói. Ta cảm giác đối phương đang giăng một tấm lưới rất lớn đợi U Minh Điện. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi sẽ đứng ở bên phía U Minh Điện, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Hắn không biết U Minh Điện và thế lực kia có ân oán gì, hắn chỉ biết U Minh Điện là bằng hữu của hắn. Nếu là bằng hữu, bất luận đúng sai, hắn đều sẽ đứng ở bên phía U Minh Điện. Nghe vậy, Đinh Thược Dược khẽ thở dài, nàng thật sự không muốn Dương Diệp cuốn vào giữa U Minh Điện cùng thế lực thần bí này, bởi vì nước quá sâu. Dương Diệp tuyệt đối không thể chống lại nội tình của thế lực này. Nhưng nàng biết rất rõ ràng, nếu như U Minh Điện gặp nạn, Dương Diệp chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thật ra,
bây giờ Dương Diệp muốn thoát thân cũng không kịp. Dương Diệp lắc đầu, nói. Bây giờ tạm thời không quan tâm những thứ này. Thược Dược, người mau chóng giúp ta điều tra một chút về thế lực này, bởi vì Tử Nhi có khả năng ở trên tay các nàng. Ninh Thược Dược khẽ gật đầu, nói. Bây giờ ta đang điều tra, chỉ là không dám làm lộ liễu, thế lực này vô cùng to lớn, ta sợ lộ ra dấu vết, cho nên, chỉ phái một ít tâm phúc của ta đi điều tra. Dương Diệp khẽ gật đầu và đang muốn nói, lúc này, không gian trước mặt Đinh Thược Dược đột nhiên run rẩy, ngay sau đó có một quyển trục chui ra. Đinh Thược Dược mở ra xem và nhíu mày. Thế nào? Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Linh Cung đang tìm ngươi. Linh Cung? Dương Diệp nhíu mày. Bọn họ tìm ta làm gì? Muốn đòi Linh Chủ về. Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp lúc này lạnh xuống. Đòi 18 đời tổ tông của hắn ấy, người giúp ta truyền tin cho bọn họ, Linh Chủ không có, Tinh Hà kiếm đồ có, hỏi bọn họ có muốn không, ta có thể cho bọn họ rất nhiều kiếm khí ngôi sao. Muốn đòi về Linh Chủ. Dương Diệp biết Linh Cung nhất định đã nhận được tin tức về Tiểu Bạch. Hắn sẽ giao ra Tiểu Bạch sao? Đáp án chắc chắn sẽ là không. Ninh Thược Dược liếc nhìn Dương Diệp, nói. Linh Cung này không giống với Thần Phượng tộc, có thể nói. Bọn họ là một trong những thế lực mạnh nhất ngoài mặt của thế giới này. Ta biết. Dương Diệp nói. Nhưng ta sẽ không giao ra Tiểu Bạch. Ninh Thược Dược suy nghĩ một lát, sau đó nói. Vậy không để ý tới bọn họ, chúng ta không nói giao, cũng không nói không giao, cứ kéo dài như vậy đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, đây coi như là biện pháp tốt nhất lúc này. Bây giờ hắn cũng không muốn liều mạng cùng Linh Cung. Phải biết rằng bây giờ hắn đã không có cách nào thi triển ra Tinh Hà kiếm đồ cùng Lục Đinh thần hỏa. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp ở lại trong phòng tu luyện. Tu luyện. Mặc dù thế giới lớn không có tình trạng cường giả cảnh giới luân hồi nhiều như chó, nhưng cường giả chỗ này quả thật rất nhiều, không có Tinh Hà kiếm đồ cùng Lục Đinh thần hỏa, hắn cũng chỉ tương đương với một cảnh giới luân hồi, có lẽ hắn có thể một mình giết một cường giả cảnh giới luân hồi, hai người cũng có khả năng. Nhưng ba thì hắn chắc chắn không làm được. Ba gã cường giả cảnh giới luân hồi liên thủ, hắn cũng chỉ có khả năng bỏ chạy. Bây giờ hắn cần tu luyện nhất kiếm luân hồi. Nhất kiếm luân hồi mạnh hơn luân hồi nhất kiếm, trước đó hắn không tu luyện là bởi vì kiếm ý bị hạn chế, kiếm ý không đạt được cảnh giới quy nguyên, hắn không có cách nào tu luyện được. Mặc dù bây giờ kiếm ý của hắn vẫn chưa đạt được quy nguyên, nhưng hắn có thể dùng kiếm thần ấn tăng kiếm ý lên đến cảnh giới quy nguyên sau đó lại tu luyện. Thật ra trước đây hắn đã từng nghĩ đến, nhưng bởi vì kiếm ý cắn trả thật sự quá đau khổ nên hắn mới bỏ qua biện pháp này. Mà bây giờ, hắn đã quen với nỗi đau khi bị kiếm ý cắn trả, hơn nữa tình cảnh của hắn bây giờ rất nguy hiểm, cho nên hắn quyết định tu luyện nhất kiếm luân hồi. Bên trong phòng tu luyện, kiếm kỹ này của ngươi vẫn nên tu luyện cách khác thì tốt hơn. Lúc Dương Diệp đang tu luyện kiếm kỹ lúc, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, sau đó khẽ nói. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, không hiểu. Vì sao? Tiểu Thiên lắc đầu. Kiếm kỹ này, hủy luân hồi của con người sẽ khiến trời đất oán giận. Ở trong ân oán, kết đương đại, kiếm kỹ này của ngươi hủy đời người tiếp theo, quá tuyệt. Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Thiên và nghiêm mặt nói. Tiểu Thiên! Ví dụ nếu như kẻ thù của ta là đế tông, chiến các, ngươi nói cho bọn họ một cơ hội để bọn họ giết ta, đồng thời hủy diệt con đường luân hồi của ta, ngươi nói bọn họ có thể làm không? Tiểu Thiên im lặng. Dương Diệp nói. Tiểu Thiên, đây là một thế giới hiện thực, cũng là một thế giới tàn khốc. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình. Tiểu Thiên lắc đầu và không có nói nữa. Dương Diệp lại nói. Nơi nào có người thì có lợi ích, lại có tranh đấu. Loại chuyện ngươi chết ta sống này đặc biệt bình thường. Tiểu Thiên, ta cảm thấy ngươi không nên đi quan tâm tới chuyện này chuyện kia nữa, sống không cần mệt mỏi như vậy. Tiểu Thiên im lặng rất lâu, sau đó nói. Rất lâu trước đây, thế giới bên ngoài cũng giống như ở đây vậy, bây giờ. Nói đến đây, nó lắc đầu và rời khỏi phòng tu luyện. Rất lâu trước đây, hai mắt Dương Diệp híp lại và im lặng suy nghĩ rất lâu, nhưng sau đó hắn lắc đầu thu hồi mạch suy nghĩ. Sau đó tiếp tục tu luyện nhất kiếm luân hồi. Luân hồi nhất kiếm chú ý là tinh thần cùng kiếm ý còn có linh hồn dung hợp, nhất kiếm luân hồi lại lấy ý niệm làm tốc độ, lấy cơ thể là kiếm, lấy hồn làm phụ trợ,
lấy mắt làm gió. Đơn giản mà nói, nhất kiếm luân hồi chính là xem bản thân mình thành kiếm. Không cần kiếm. Bản thân hắn chính là một thanh kiếm. Lấy thân làm kiếm, có nghĩa mình là kiếm, kiếm chính là mình, lấy hồn là phụ trợ, chính là xem linh hồn mình là hồn của kiếm linh, lấy ý niệm làm tốc độ, chính là tốc độ của một kiếm này không dựa vào huyền khí hoặc lực lượng, mà là ý niệm. Ý niệm tới đâu thì kiếm tới chỗ đó. Điểm ấy tương tự với thiên địa nhất kiếm của hắn trước đây. Đương nhiên, thiên địa nhất kiếm dĩ nhiên kém hơn nhất kiếm luân hồi này. Quan trọng nhất là cảnh giới kiếm ý quy nguyên là căn bản. Không thể không nói, cho tới bây giờ, nhất kiếm luân hồi này là kiếm kỹ khó tu luyện nhất mà Dương Diệp gặp phải. Hắn tốn gần 10 ngày mới hoàn toàn thăm dò được manh mối của nhất kiếm luân hồi này, mà ở trong lúc tu luyện, hắn đã gặp phải hết rắc rối này tới rắc rối khác. Trong 3 tháng tiếp theo, Dương Diệp ở trong Hồng Mông Tháp mỗi ngày ngoại trừ điên cuồng tu luyện nhất kiếm luân hồi ra, đều sẽ bớt chút thời gian đi ra chơi đùa cùng Tiểu Bạch và Tiểu Thiên. Không có gì bất ngờ, Tiểu Bạch rất thích Tiểu Thiên, Tiểu Thiên cũng rất thích Tiểu Bạch. Một điều đáng để nói là Tiểu Thiên hỏa có hơi sợ Tiểu Bạch. Linh chủ. Làm linh chủ thiên địa, Tiểu Bạch có uy hiếp rất lớn đối với linh vương như đám Tiểu Thiên hỏa các nàng, Tiểu Bạch không hút năng lượng của Tiểu Thiên hỏa, dù sao Tiểu Thiên hỏa và Dương Diệp cũng là một phe. Cứ như vậy, với Tiểu Thiên hỏa cùng Tiểu Thiên làm bạn, Tiểu Bạch dần dần vượt qua ám ảnh trong lòng, bây giờ, mỗi ngày nàng đều chơi vui vẻ tới quên cả trời đất. Nhất kiếm luân hồi của Dương Diệp được hắn chịu khó tu luyện đã càng ngày càng thuần thục, tuy nhiên vẫn chưa tới mức có thể đối địch, bây giờ hắn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra, nhưng so với miêu tả về uy lực của nhất kiếm luân hồi lại kém hơn rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, lại qua đi 2 tháng. Trong thế giới tầng thứ nhất, Dương Diệp đứng ở trên một khối nham thạch, ở trước mặt hắn là một mảnh biển rộng mênh mông vô bờ bến. Trên tảng đá, không biết Dương Diệp im lặng bao lâu thì đột nhiên mở mắt. Ong! Trong chớp mắt có một tiếng kiếm ngân đột nhiên phóng lên cao, xông thẳng lên trời cao. Trong phút chốc, một đường kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên, thoáng qua, Dương Diệp đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ở đó, trong chớp mắt yên lặng, rất nhanh, giữa mảnh biển rộng này đột nhiên tách ra, biến rộng tách ra càng lớn, rất nhiều nước biển không ngừng điên cuồng cuộn về hai bên, dần dần, theo nước biến chồng chất, hai bên dâng lên sóng biến thật lớn cao tới nghìn trượng. Mà chiều rộng của phần nước biển tách ra đã đến gần trăm trượng. Dương Diệp nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt có một chút hưng phấn. Uy lực của nhất kiếm luân hồi này thật lớn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đặc biệt là tốc độ này. Có thể nói bây giờ hắn muốn giết một người, chỉ cần xác định vị trí của một người, hắn có thể ở ngoài ngàn dặm giết chết đối phương trong tích tắc, thật sự là ngàn dặm lấy thủ cấp của địch. Điều duy nhất tương đối buồn bực chính là tiêu hao quá nhiều huyền khí. Một kiếm này trực tiếp rút sạch tất cả huyền khí trong cơ thể hắn, bao gồm huyền khí trong bổ thiên thạch cũng bị một lần rút sạch. Hơn nữa, cho dù vậy, hắn vẫn cảm giác không đủ, có thể nói, nếu như huyền khí vẫn còn, uy lực của một kiếm này sẽ mạnh hơn. Khoảng cách cũng có thể xa hơn, tốc độ cũng có thể nhanh hơn. Thật ra cái này cũng rất bình thường, vị kiếm tu trước đây sáng tạo ra nhất kiếm luân hồi kia đã có thực lực là cảnh giới âm dương. Đối phương dựa vào tình hình của mình lúc đó để sáng tạo ra một kiếm này, mà bây giờ Dương Diệp là thần giả, lấy cảnh giới thần giả lại thi triển ra một kiếm này, ở phương diện huyền khí nhất định sẽ không đủ. Cũng may hắn vẫn có 8 viên năng lượng châu. 8 viên năng lượng châu có nghĩa là hắn có thể thi triển 8 lần nhất kiếm luân hồi ở trong khoảng thời gian ngắn. Nói tóm lại, bây giờ hắn đã có thêm một con át chủ bài bảo toàn tính mạng. Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn qua, trong phút chốc, hắn lập tức biến mất. Trong hiện thực, trong mật thất, có tin tức của Tử Nhi sao? Trong mật thất, Dương Diệp nhìn Đinh Thược Dược trước mặt và liền vội vàng hỏi. Đinh Thược Dược lắc đầu, nói. Không có tin tức của Tử Nhi, tuy nhiên ta nhận được 2 tin tức khác, đó chính là kiếm thần các cùng Linh Cung đều đang tìm ngươi, đồng thời lên tiếng bảo ngươi đi tới tổng bộ của bọn họ một chuyến. Kiếm thần các cùng Linh Cung. Dương Diệp nhíu mày. Kiếm thần các dính dáng cùng Linh Cung từ lúc nào vậy? Ninh Thược Dược nói. Trên người ngươi có thứ bọn họ đều cần. Dương Diệp hiểu rõ, kiếm thần ấn, kiếm thần các tìm hắn, nhất định là vì kiếm thần ấn cùng tinh hà kiếm đồ. Kiếm thần ấn cùng tinh hà kiếm đồ là đồ của kiếm vô cực,
Kiếm thần các là do kiếm vô cực sáng lập, có thể tưởng tượng được kiếm thần các chắc chắn cho rằng kiếm thần ấn cùng tinh hà kiếm đồ phải thuộc về kiếm thần các. Về phần linh cung, mục đích của hắn lại càng rõ ràng. Hiển nhiên là vì Tiểu Bạch. Ta thấy ngươi nên đi một chuyến. Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Ngươi một thân một mình đi, cho bọn họ 10 lá gan, bọn họ cũng không dám động thủ với ngươi. Sở dĩ ta cảm thấy ngươi nên đi là vì ta cảm thấy ngươi có thể nói chuyện với hai thế lực này. Mục đích của bọn họ là Tiểu Bạch cùng kiếm thần ấn còn có tinh hà kiếm đồ của ngươi, nhưng chúng ta có thể suy nghĩ theo một góc độ khác, bởi vì kiếm thần ấn, tinh hà kiếm đồ, còn có Tiểu Bạch, ngươi cùng hai thế lực này đều có nguồn gốc sâu xa nhất định, có thể thử nói chuyện, nếu không, ngươi không để ý tới đối phương trong thời gian dài, ta sợ thế lực phía sau sẽ nhân cơ hội này lôi kéo kiếm thần các cùng linh cung tới đối phó ngươi. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu, nói. Được. Lúc này, Đinh Thược Dược lại nói. Ngươi đi chuyến này còn có một mục đích khác, đó chính là xem hai thế lực này có phải là con rối của thế lực bí ẩn kia không, nếu như là phải. Nói đến đây, Đinh Thược Dược hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ nghiêm trọng. Nếu như ỏ, như vậy thế lực này khó tránh khỏi quá đáng sợ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Linh cung đều là linh vật thiên địa không tham gia vào tranh đấu của thế tục, nhưng, nếu như linh cung đều con rối của đối phương, vậy quả thật quá đáng sợ. Đúng rồi, ta đã tìm được vị trí của An Nam Tĩnh. Lúc này, Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Ở đâu? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Đất Phú Mộ. Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Nàng đi đất Phú Mộ, cái gọi là đất Phú Mộ chính là một bí cảnh của thế giới lớn. Cũng là nơi từng có một vị vũ thần đã chết. Chỗ đó có linh của vũ thần, cường giả cảnh giới luân hồi cũng không dám tùy tiện bước vào. Ta đã phái người chờ ở lối ra của đất Phú Mộ, chỉ cần nàng đi ra, người của ta sẽ lập tức bảo nàng chạy tới nơi này. Dương Diệp khẽ gật đầu và thầm thở phào nhẹ nhõm, An Nam Tĩnh không sao là tốt rồi. Dương Diệp không dừng lại, sau khi từ biệt Đinh Thược Dược liền lặng lẽ rời khỏi Yên Giới Thành và đi tới kiếm thần các. Ở thế giới này, hắn không sợ nhất cái gì? Kiếm tu. Hắn không sợ nhất chính là kiếm tu. Cho tới bây giờ, ngoại trừ kiếm vô cực cùng Tiêu Dao Tử ra, hắn chưa từng gặp kiếm tu nào có kiếm ý cao hơn hẳn. Mà cho dù bên trong kiếm thần các có kiếm tu đạt tới kiếm ý cảnh giới quy nguyên, hắn cũng không sợ. Ngoại trừ kiếm, hắn còn có cơ thể. Quan trọng nhất là hắn còn có kiếm vực có thể áp chế tất cả kiếm ý. Sau khi rời khỏi Yên Giới Thành, Dương Diệp đi qua hai lần truyền tống, cuối cùng đi tới Thiên Vân Sơn. Thiên Vân Sơn cũng chính là tổng bộ của kiếm thần các. Rất lâu trước đây, vị trí ban đầu của Thiên Vân Sơn vốn là một mảnh đất bằng phẳng, một ngày nào đó, thiên thạch trên trời rơi vào đại lục thiên thiên, khối đá không lô này lại biến thành Thiên Vân Sơn bây giờ. Sau đó, kiếm vô cực đi tới thế giới lớn và nhìn chúng chỗ này, lại thành lập kiếm thần các tổng bộ ở nơi đây. Sau khi đi tới dưới chân núi Thiên Vẫn Sơn, một kiếm ý lập tức đập vào mặt, tuy nhiên những kiếm ý này đến cách Dương Diệp một trượng dường như cảm giác được điều gì, lập tức giống như thủy triều lui lại. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Thiên Vẫn Sơn rất lớn, hình thể lại giống như một thanh kiếm lớn cắm ngược trên mặt đất. Mà ở trên không trung cách đỉnh núi gần nghìn trượng lơ lửng một thanh kiếm lớn màu tím đang chậm rãi xoay tròn. Trong đó không ngừng phát ra từng kiếm khí màu tím bắn về phía Thiên Vẫn Sơn. Kiếm khí rất sắc bén, trừ khi là cường giả cảnh giới luân hồi, nếu không cho dù là cường giả cảnh giới âm dương cũng không dám tới gần không trung của Thiên Vẫn Sơn. Cấm di chuyển trên không trung. Mỗi một thế lực đều có loại trận pháp này, chính là không hy vọng có cường giả tùy tiện lướt qua ở trên không trung của địa bàn mình. Dương Diệp đi về phía Thiên Vẫn Sơn. Đột nhiên có một tiếng kiếm ngân vang lên ở cách hắn không xa, tiếp theo, một đường kiếm quang rơi vào trước mặt của hắn, kiếm quang tản đi, một nữ tử áo xanh cầm trường kiếm trong tay xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ánh mắt của nữ tử áo xanh rơi vào trên người của Dương Diệp. Người tới là ai? Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói. Dương Diệp! Dương Diệp! Nữ tử áo xanh biến sắc. Ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp! Nàng dĩ nhiên không xa lạ gì với hai chữ này, phải nói bây giờ ai trên đại lục thiên thiên mà không biết tới Dương Diệp. Hơn nữa, bây giờ người của kiếm thần các có ai không biết hai chí bảo của kiếm thần các đều đang ở trong tay của Dương Diệp.
Dương Diệp khẽ gật đầu. Dẫn ta đi gặp các chủ của các ngươi. Thanh y nữ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Đi theo ta. Dương Diệp theo nữ tử áo xanh đi về phía Vẫn Thạch Sơn, dọc đường đi, Dương Diệp không ngừng quan sát xung quanh, hắn phát hiện một ít kiếm trận ở đây nhìn rất giống với kiếm thần cung ở Đại Lục Minh Ngục, chỉ là những kiếm trận ở đây tương đối mạnh hơn. Đột nhiên, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía nữ tử áo xanh bên cạnh, lúc này, nữ tử áo xanh đang quan sát hắn. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương. Rất tò mò về ta sao? Nữ tử áo xanh hơi ngẩn người ra, lập tức khẽ gật đầu. Rất tò mò. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói. Kiếm thần các xem như là môn phái kiếm tu đứng đầu đại lục sao? Đương nhiên. Nữ tử áo xanh nói. Trên đại lục, hễ là kiếm tu đều tự hào vì được gia nhập kiếm thần các chúng ta. Nói đến đây, nàng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi là truyền nhân của tổ sư, ngươi sẽ gia nhập kiếm thần các sao? Dương Diệp cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử áo xanh lắc đầu. Không biết. Dương Diệp mỉm cười, không nói nữa. Gia nhập kiếm thần các, từ trước đến nay hắn chưa từng có suy nghĩ này. Thật ra, cho dù hắn muốn gia nhập, những cao tầng của kiếm thần các này chắc chắn đã dám cho hắn gia nhập. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, thực lực của Dương Diệp quá mạnh mẽ, tính tình cực đoan, sau khi hắn gia nhập kiếm thần các thì ai có thể quản được hắn. Thứ hai, Dương Diệp có kẻ địch quá mạnh mẽ, để cho hắn gia nhập kiếm thần các sẽ liên lụy tất cả mọi người kiếm thần các. Rất nhanh, hai người đã đi tới đỉnh núi, đứng trên đỉnh núi là một tòa lầu các uy nghiêm. Kiếm thần các. Không biết thế nào tin tức Dương Diệp đi tới kiếm thần các đã được tiết lộ ra ngoài, rất nhiều kiếm tu đi tới kiếm thần các, không bao lâu, xung quanh kiếm thần các đã tập trung gần hơn 1.000 kiếm tu. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, không thể không nói, kiếm thần các này có thực lực thật sự rất mạnh, bởi vì những kiếm tu này đều lĩnh ngộ kiếm ý, trong đó thấp nhất cũng là kiếm ý cảnh giới hư vô, kiếm ý niết bàn cảnh cũng không ít, có ít nhất chừng 11 người. Xung quanh, ánh mắt những kiếm tu kia không ngừng quan sát Dương Diệp, có kẻ tò mò, có kẻ sùng bái, cũng có kẻ lộ vẻ khiêu khích. Bây giờ, ở tất cả đại lục thiên thiên, Dương Diệp có danh hiệu đứng đầu kiếm tu thế hệ trẻ, đánh bại Dương Diệp thì tên tuổi có thể lập tức vang dội trong tất cả đại lục thiên thiên. Về phần đánh không nổi cũng không sao, dù sao không thiệt. Rất nhanh đã có một người thanh niên đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp có dám đánh một trận sao? Chỉ so với thành tựu kiếm đạo, không so kiếm ý. Ai cũng biết Dương Diệp có kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước, hắn tất nhiên sẽ không đấu kiếm ý với Dương Diệp, chỉ so với thành tựu kiếm đạo, đơn giản mà nói chính là không cần dùng kiếm ý một đấu một. Dương Diệp đi lên trước, hắn nhìn thẳng người thanh niên kia. Đến chết mới dừng, có dám không? Nghe vậy, sắc mặt của người thanh niên lập tức trở nên khó coi. Đấu với Dương Diệp đến chết mới dừng. Dám sao? Sắc mặt của người thanh niên cực kỳ khó coi, nhiều lần muốn nói chuyện những lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Lúc này, Dương Diệp vỗ nhẹ vào thanh niên vai. Muốn thành danh thì phải dựa vào thực lực, đừng giở trò vặt vãnh. Sắc mặt của người thanh niên biến đổi, rất lâu sau, hắn ôm quyền thi lễ với Dương Diệp, sau đó lui xuống. Đúng lúc này, một lão già từ trong lầu các đi ra, lão già đi thẳng tới trước mặt Dương Diệp và liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nói. Các chủ cho mời. Dương Diệp khẽ gật đầu, Salu đó đi cùng lão già bước vào kiếm thần các. Bên trong các, trong đại điện. Ở trong đại điện có 5 lão già, tất cả đều là cảnh giới luân hồi, mà ở trên đại điện lại một CN nam tử trung niên mặc áo bào xa hoa. Người nam tử này chính là các chủ của kiếm thần các Tiêu Thiên Y. Trong điện, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Dương Diệp. Ở đại lục thiên thiên bây giờ. Không hề nghi ngờ, Dương Diệp là kiếm tu nổi bật nhất, bọn họ dĩ nhiên thấy tò mò rồi. Ánh mắt Dương Diệp nhìn Tiêu Thiên Y. Kiếm thần các tìm ta, sẽ không chỉ muốn xem thử ta thế nào chứ? Tiêu Thiên Y khẽ nói. Dương Diệp, ta cũng không quanh co. Tinh hà kiếm đồ cùng kiếm thần ấn trên người ngươi là chí bảo của kiếm thần các ta, vẫn mong vật về nguyên chủ. Tinh hà kiếm đồ, kiếm thần ấn. Dương Diệp thoáng cong khóe miệng và cười khẽ, nói. Trước khi tới, ta đã đoán được mục đích của các ngươi. Ngươi nói tinh hà kiếm đồ cùng kiếm thần ấn là của kiếm thần các, câu nói này hình như nói sai rồi thì phải. Nói sai. Tiêu Thiên Y nói.
Kiếm thần ấn cùng tinh hà kiếm đồ là vật của vô cực tiền sư, không phải sao? Dương Diệp cười nói. Ngươi cũng biết đây là vật của vô cực tiền bối, vậy nó biến thành vật của kiếm thần các từ lúc nào? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt mọi người ở đây đều có chút khó coi. Rõ ràng Dương Diệp không muốn giao ra tinh hà kiếm đồ cùng kiếm thần ấn. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Trước đây ta ở Đại Lục Minh Ngục gặp phải một tia thần hồn của kiếm vô cực, lão nhân gia ta thấy ta xương cốt kỳ lạ, là một tuyệt thế kỳ tài của kiếm đạo vạn năm hiếm có, cho nên lão nhân gia ta giao tinh hà kiếm đồ cùng kiếm thần ấn cho ta, nói để cho ta có một ngày đi tới thế giới lớn, tiếp quản kiếm thần các, dẫn theo kiếm thần các đi về phía đỉnh phong. Nói đến đây, Dương Diệp liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó, nói. Đây là nguyện vọng của kiếm vô cực tiền bối, các ngươi sẽ tuân theo sao? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó càng thêm khó coi. Để cho Dương Diệp quản lý kiếm thần các sao? Bọn họ đương nhiên không muốn, kiếm thần các là thế lực 8 sao đỉnh phong, bảo bọn họ chắp tay nhường cho người ta như vậy, ai có thể bằng lòng được. Phải biết rằng, trước đây mặc dù kiếm vô cực sáng lập kiếm thần các, nhưng thật sự phát triển kiếm thần các là bọn họ. Đương nhiên nếu như kiếm vô cực còn ở đó, kiếm vô cực chắc chắn vẫn là các chủ. Bởi vì bất kể là uy vọng hay thực lực, kiếm vô cực đều hoàn toàn xứng đáng. Về phần Dương Diệp, nói khó nghe một chút thì kiếm thần các và Dương Diệp chẳng có quan hệ quái gì. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Tại sao các ngươi không nói chuyện? À, ta hiểu được, các ngươi không muốn tuân theo di ngôn của kiếm vô cực tiền bối. Tiêu Thiên Y khẽ nói. Dương Diệp, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được các chủ kiếm thần các sao? Dương Diệp nói. Ta không được, nhưng các ngươi có thể trợ giúp ta mà. Mọi người chúng ta cùng nhau liên thủ, ai không phục chúng ta lại xử lý kẻ đó, tin tưởng ta, ở dưới sự hướng dẫn của Dương Diệp ta, chúng ta rất nhanh có thể xưng bá Đại Lục Thiên Thiên. Mọi người nheo mắt, người này thật sự là Dương Diệp mà không phải là một kẻ lỗ mãng à. Đúng lúc này, Tiêu Thiên Y đột nhiên nói. Dương Diệp, ngươi là một người thông minh, cũng không cần ở đây giả vờ ngây ngốc nữa. Ta cũng không quanh co lòng vòng, kiếm thần các ta không muốn đối địch với ngươi, thật sự không muốn, dù sao ngươi coi như là người thừa kế của tổ sư. Nhưng kiếm thần ấn cùng tinh hà kiếm đồ có ý nghĩa trọng đại đối với kiếm thần các ta, vẫn mong ngươi trả lại, kiếm thần các ta vô cùng cảm kích. Dương Diệp lắc đầu. Kiếm thần ấn, tinh hà kiếm đồ không phải là của kiếm thần các cho ta, cho nên ta sẽ không trả lại cho các ngươi. Đương nhiên, ta cũng không có ý đối địch với các ngươi. Dù sao kiếm thần các là do kiếm vô cực tiền bối sáng lập, ta nghĩ tiền bối chắc chắn không muốn ta và các ngươi có mâu thuẫn. Lớn, hắn nhất định sẽ không giao ra kiếm thần ấn cùng tinh hà kiếm đồ, hai thứ này đều quan trọng nhất với hắn, không có kiếm thần ấn cùng tinh hà kiếm đồ, hắn không chỉ không thể nào uy hiếp những thế lực bát tinh, còn không có cách nào thi triển nhất kiếm luân hồi. Có thể nói, mất đi hai thứ này thì thực lực của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Có người nói, hắn đang dựa lại vào vật bên ngoài, thật ra cũng đúng, thực lực của hắn có chênh lệch lớn với những cường giả cảnh giới luân hồi lâu lắm kia, hắn chỉ có thể dùng vật bên ngoài để bù đắp. Nếu như chúng ta nhất quyết lấy thì sao? Lúc này, một lão giả áo bào đen đột nhiên nói. Vừa dứt lời, bầu không khí ở đó lập tức trở nên nghiêm trọng. Phía dưới, Dương Diệp mỉm cười và nhìn thẳng lão giả kia. Ngươi thử xem. Ở đó. Bầu không khí nghiêm trọng biến thành khẩn trương. Đừng nói, cho dù Dương Diệp bây giờ chỉ là một thần giả, nhưng kiếm thần các vẫn thật sự không dám ra tay với hắn. Dương Diệp không chỉ có tinh hà kiếm đồ, còn có kiếm ý cảnh giới quy nguyên cùng với kiếm vực, có hai thứ này, kiếm khí. Hoặc kiếm trận bình thường gì đó căn bản không có tác dụng với hắn. Mà một khi Dương Diệp phát động tinh hà kiếm đồ, cho dù là kiếm thần các cũng không chịu nổi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Hôm nay ta đến đây chỉ có một vấn đề muốn hỏi các vị. Sau khi ta đi tới thế giới lớn đã có một thế lực thần bí ở sau lưng nhằm vào ta. Theo ta được biết, Liên minh hội nhân tộc có khả năng chính là con rối của bọn họ, các ngươi là thành viên của Liên minh hội nhân tộc, các ngươi biết thế lực này không? Ở đó, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, lúc này, Tiêu Thiên Y đột nhiên nói. Các vị trưởng lão đều đi xuống đi. Năm lão già liếc nhìn Tiêu Thiên Y, sau đó thân hình run lên và lập tức biến mất. Các lão già đi rồi, Tiêu Thiên Y im lặng rất lâu, sau đó nói. Thế lực này rất thần bí.
hai mắt Dương Diệp híp lại. Ngươi biết thế lực này? Tiêu Thiên Y khẽ gật đầu. Biết một chút, năm đó Vô Cực Tổ Sư đã từng quen biết với bọn họ. Kiếm Vô Cực tiền bối đã từng quen biết với bọn họ sao? Trong mắt Dương Diệp có một tia kinh ngạc, hắn không ngờ được Kiếm Vô Cực tự nhiên đã từng quen biết với thế lực này. Tiêu Thiên Y nói, năm đó các kiếm thần các vừa sáng lập, có cường giả thần bí đã tới muốn chúng ta ra sức cho bọn họ. Vô Cực Tổ Sư tất nhiên không chịu, vì vậy hắn chiến đấu với đối phương, dĩ nhiên là Vô Cực Tổ Sư thắng. Nhưng chuyện này tuyệt đối không kết thúc, thế lực thần bí kia lại phái ra cường giả còn mạnh hơn đến đây, nhưng đối phương đều thất bại. Cuối cùng thế nào? Dương Diệp hỏi. Tiêu Thiên Y trầm giọng nói. Vô Cực Tổ Sư biến mất một thời gian, cuối cùng hắn trở về. Từ đó về sau, thế lực thần bí kia cũng không phái cường giả tới tìm kiếm thần các chúng ta gây phiền phức nữa. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, lại nói. Khi Vô Cực Tổ Sư trở về đã bị thương. Bị thương. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, không hề nghi ngờ, thực lực của Kiếm Vô Cực là rất mạnh, đối phương có thể làm cho hắn bị thương, có thể tưởng tượng được thực lực thần bí kia khủng khiếp tới mức nào. Lúc này, Tiêu Thiên Y lại nói. Trước khi Vô Cực Tổ Sư đi đã bảo chúng ta không nên đi trêu chọc đối phương, chỉ cần kiếm thần các chúng ta không động tới đối phương sẽ không tới trêu chọc chúng ta, đây là giao hẹn của Vô Cực Tổ Sư cùng thế lực này năm đó. Nói đến đây, Tiêu Thiên Y nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, năm đó thực lực của Vô Cực Tổ Sư cộng thêm tinh hà kiếm đồ cường đại tới mức nào. Nhưng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp cùng thế lực này. Ta muốn nói là trong nhân tộc có mấy nhân vật như tổ sư vậy. Mà những thế lực kia không có nhân vật như tổ sư, bọn họ có thể ngăn cản nổi thế lực thần bí kia sao? Dương Diệp im lặng. Tiêu Thiên Y lại nói. Còn nữa, U Minh Điện, năm đó thế lực này là cường đại tới mức nào? Đặc biệt là thiên nữ, huyết nữ, nữ tử mù, các nàng nghịch thiên tới mức nào? Nhưng các nàng vẫn bị thế lực này ép cho phải chạy trốn tới vị diện dưới. Nói đến đây, Tiêu Thiên Y dừng lại một lát, lại nói. Dương Diệp, ngươi xem như là truyền nhân của tổ sư, ta khuyên ngươi một câu, bây giờ lập tức rời khỏi Đại Lục Thiên Thiên, ngươi đừng tham dự vào đầm nước U Minh Điện này nữa. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp nói. Ngươi bảo năm người vừa rồi rời đi, có phải thế lực này đã cho người tiến vào kiếm thần các rồi đúng không? Tiêu Thiên Y im lặng. Ta hiểu được. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó xoay người rời đi. Sau khi Dương Diệp rời đi, Tiêu Thiên Y im lặng rất lâu, sau đó lắc đầu. Gió tanh mưa máu. Sau khi rời khỏi kiếm thần các, Dương Diệp đi tới Linh Cung. Trước đó, mặc dù Tiêu Thiên Y không nói, nhưng Dương Diệp đã đoán được. Thế lực này đã tiến vào trong kiếm thần các. Tiêu Thiên Y biết rõ đối phương đã tiến vào kiếm thần các nhưng không dám có bất kỳ động tác gì. U Minh Điện. Trước đây. Hắn đặc biệt có lòng tin vào U Minh Điện, bởi vì hắn biết rõ thực lực của đám người huyết nữ và nữ tử mù. Nhưng bây giờ, hắn bắt đầu lo lắng cho U Minh Điện. Thế lực thần bí này thật sự rất mạnh, từ tình hình trước mắt lại thấy được thế lực này đã sắp xếp tất cả chỉ chờ người U Minh Điện lên đây. Một khi U Minh Điện bắt đầu, vậy tất cả Đại Lục Thiên Thiên sẽ thật sự đại loạn. Bởi vì thế lực này trải rộng trong các thế lực lớn, đến lúc đó một khi phát sinh đại chiến, nhất định sẽ lan đến khắp đại lục. Dương Diệp lắc đầu và thu lại mạch suy nghĩ, không tiếp tục suy nghĩ về những điều này nữa. Rất nhiều chuyện có nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, hắn cũng không có năng lực đi ngăn cản những điều này. Đối với hắn mà nói, bây giờ điều quan trọng nhất với hắn là tìm đến thế lực thần bí kia, sau đó cứu Tử Nhi trở về. Về phần chuyện còn lại, chỉ có thể đi bước nào nhìn bước đó. Một ngày sau, Dương Diệp đi tới Linh Vụ Sơn. Cái gọi là Linh Vụ Sơn chính là đại bản doanh của Linh Cung, Linh Vụ Sơn không ở trên mặt đất, mà là trong mây mù trên không trung. Những mây mù này thật sự không đơn giản, là do một vị Linh Vương Sương Mù biến thành, có thể nói vị Sương Mù Linh Vương này chính là đại trận phòng ngự tự nhiên của Linh Cung, đại trận này còn có khả năng di chuyển, chỉ cần Linh Cung bằng lòng, bọn họ có thể lập tức rời đi. Ở trên đại thế giới này, ngoài mặt Linh Cung có thể nói là thế lực thần bí nhất. Mọi người đều biết tới sự tồn tại của bọn họ, nhưng không mấy người thật sự từng tiến vào Linh Cung. Ngoại trừ Linh Vương cùng Linh Vật Thiên Địa ra, bọn họ không chào đón bất kỳ kẻ nào hoặc yêu thú.
lần này bọn họ bảo Dương Diệp tới Linh Cung cũng là vì Linh Chủ ở trên người của Dương Diệp. Vừa đến phía dưới chân Linh Vụ Sơn, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa lại từ trong cơ thể Dương Diệp chui ra. Hai vật nhỏ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Linh Vụ Sơn, trong mắt kèm theo một chút tò mò, mà trong mắt Tiểu Thiên Hỏa còn kèm theo một chút hưng phấn. Dương Diệp khẽ xoa Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa. Các ngươi muốn đi tới đó chứ? Lúc này Tiểu Thiên Hỏa liền vội vàng gật đầu, Tiểu Bạch do dự một lúc cũng gật đầu. Dương Diệp cười nói. Vậy chúng ta lại đi tới đó. Nói xong, Dương Diệp ôm hai vật nhỏ và thân hình lóe lên phóng lên cao. Mà khi hắn tới gần Linh Vụ Sơn khoảng trăm trượng, xung quanh bọn họ đột nhiên xuất hiện một mảnh sương mù, những sương mù này tầng tầng lớp lớp đè xuống bọn họ, tuy nhiên nó cũng không có tổn thương bọn họ, chỉ là bao quanh bọn họ. Dương Diệp đang muốn ra tay, lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên mở cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nhẹ nhàng hút một cái, trong phút chốc, những sương mù này bị nàng hút vào trong bụng. Tiểu Thiên Hỏa chớp chớp mắt, trong mắt đầy vẻ sùng bái. Nhìn thấy vẻ sùng bái trong mắt của Tiểu Thiên Hỏa, Tiểu Bạch lập tức lộ ra ánh mắt đắc ý. Đúng lúc này, ở nơi đỉnh núi của Linh Vụ Sơn đột nhiên vang lên một tiếng kêu đầy ngạc nhiên, tiếp theo, không gian trước mặt đám người Dương Diệp run rẩy. Ngay sau đó, một nữ tử mặc váy đỏ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nữ tử mặc váy đỏ với gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, dáng người thon thả, chỉ là toàn thân nàng đều có màu đỏ rực, ngay cả tóc cùng mắt cũng là màu đỏ. Linh Vương. Ánh mắt của nữ tử trực tiếp rơi vào trên người Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa, khi thấy Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa, vẻ mặt nữ tử dần dần trở nên ôn hòa. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa cũng nhìn nữ tử, Dương Diệp phát hiện, ở trong mắt hai vật nhỏ không có sự đề phòng, chỉ có vẻ tò mò. Cuối cùng, nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Đổi một nơi khác nói chuyện. Dương Diệp khẽ gật đầu. Cứ như vậy, Dương Diệp theo nữ tử đi tới đỉnh núi Linh Vụ Sơn, trên đỉnh núi không có bất kỳ kiến trúc nào. Đỉnh núi rất lớn, ở đỉnh núi này, Dương Diệp phát hiện ra rất nhiều linh vương kỳ lạ, ví dụ như linh vương sương mù, linh vương nước, còn có linh vương lôi, linh vương phượng. Cùng với một vài linh vương hắn còn chưa từng nghe nói tới. Những linh vương đều vây quanh bọn họ không để ý tới Dương Diệp, mà nhìn về Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa, Tiểu Bạch còn có chút không nỡ rời, nhưng Tiểu Thiên Hỏa lại nhanh chóng xông vào những linh vương kia. Đến cuối cùng, Tiểu Thiên Hỏa kéo Tiểu Bạch qua, Dương Diệp phát hiện, tất cả linh vương lập tức vây quanh ở bên cạnh Tiểu Bạch. Những linh vương này hình như đặc biệt thích Tiểu Bạch, không ngừng kéo Tiểu Bạch đi chơi, dần dần Tiểu Bạch cũng thả lỏng. Chơi cùng Linh Vương. Chúng ta cũng không biết nàng bị yêu tộc gây khó dễ. Bên cạnh Dương Diệp, nữ tử y phục màu đỏ kia đột nhiên nói. Nếu như biết, chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dương Diệp im lặng. Có thể để cho nàng ở lại chỗ này được không? Nữ tử y phục màu đỏ đột nhiên nói. Vẻ mặt Dương Diệp chợt trở nên lạnh lùng, theo bản năng muốn từ chối, mà lúc này hắn đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch. Lúc này Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa đang rất cao hứng, đặc biệt cao hứng. Để cho nàng ở chỗ này. Đúng lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy Tiểu Thiên, nữ tử y phục màu đỏ lập tức nhíu mày. Mà lúc này, Tiểu Thiên lại vẫy tay nàng, cười đùa nói. Nếu như ta không đoán sai, ngươi chính là nữ nhi của Phần Thiên Đế Viêm. Ngươi biết mẫu thân của ta. Nữ tử y phục màu đỏ trầm giọng nói. Tiểu Thiên gật đầu. Xem như có quen biết, nhưng không phải quá quen, dù sao cũng không quan trọng nữa. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi để cho Tiểu Bạch ở chỗ này. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Đó là trách nhiệm của nàng, ở đây cũng là kết quả tốt nhất cho nàng. Tiểu Thiên nói. Trách nhiệm gì? Dương Diệp không hiểu. Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn về phía những linh vương kia. Nàng kìm chế những linh vương kia, nhưng nàng cũng có thể giúp đỡ những linh vương, có sự trợ giúp của nàng, những linh vương kia sẽ nhanh chóng trưởng thành. Mà nàng cũng có thể mượn năng lượng khác nhau của những linh vương để tu luyện, làm cho mình nhanh chóng trưởng thành. Giữa các nàng là tương sinh lại tương khắc. Hơn nữa, nàng ở đây cũng là an toàn nhất. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói. An toàn nhất. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử. Vì sao? Nữ tử nói. Không có bất kỳ một thế lực nào sẽ đến trêu chọc chúng ta. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Lúc này, Tiểu Thiên chỉ vào những linh vương phía xa, nói.
nếu như những tiểu tử này chỉ có một mình, nhất định sẽ không có uy hiếp gì đối với ngươi, nhưng nếu như bọn họ tập trung lại cùng một chỗ, 10 người như ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Trong linh vương bọn họ bao hàm tất cả năng lượng trên thế gian, các nàng tập trung cùng một chỗ như bây giờ, nếu như các nàng bằng lòng, các nàng có thể liên thủ trong nháy mắt làm cho tất cả năng lượng ở đây đều biến mất, làm cho ở đây biến thành một mảnh đất chết. Vẫn có tiểu bạch kia, nàng lớn hơn một chút, nàng có thể hút sạch tất cả linh khí của đại lục thiên thiên. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Không có linh khí, tất cả mọi người sẽ xong đời. Dương Diệp. Chấm. Còn nữa. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên lại nói. Các nàng là giới hạn cuối cùng của đám người Tiểu Thiên. Giới hạn cuối cùng. Dương Diệp không hiểu. Tiểu Thiên đột nhiên nói. Ngươi biết Linh Cung là do ai sáng lập ra không? Dương Diệp liếc mắt nhìn Tiểu Thiên. Không phải là ngươi chứ? Tiểu Thiên khẽ nhíu mày, suy nghĩ kỹ một hồi. Dường như đúng là ta. Dương Diệp. Chấm. Nghe thấy Tiểu Thiên nói vậy, Dương Diệp cùng nữ tử kia đều sửng sốt, Dương Diệp cùng nữ tử liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Ngươi sẽ không phải đang nói thật chứ? Tiểu Thiên xoa tay, nói. Không biết, dù sao cũng không quan trọng. Dương Diệp. Tiểu Thiên nhìn về phía Tiểu Bạch, sau đó khẽ nói. Bây giờ người ở trong một vòng xoáy lớn, rất không an toàn, nàng theo ngươi cũng sẽ không an toàn. Để cho nàng ở chỗ này là kết quả tốt nhất của nàng. Đương nhiên, quyết định thế nào là do ngươi, cũng chỉ có người mới có thể bảo nàng ở lại chỗ này. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Ta không tin tưởng Linh Cung. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta không giống nhân loại các ngươi, chỉ cần đi vào Linh Cung, mọi người là người một nhà, sẽ không tàn sát lẫn nhau. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Thế này thì sao, ta cam đoan với ngươi, Xie Nàng cùng Tiểu Thiên Hỏa ở chỗ này, ta bảo đảm các nàng sẽ không có việc gì. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Ngươi cũng không biết đánh nhau, bảo đảm cơ thế nào được. Tiểu Thiên nói. Ta có thể bảo đám người Tiểu Thiên bảo vệ giúp. Dương Diệp nói. Vậy ngươi có thể bảo đám người Tiểu Thiên bảo vệ ta một lát ca. Tiểu Thiên liếc một cái Dương Diệp. Ngươi nghĩ thật hay. Dương Diệp lắc đầu. Tiểu Thiên, ngươi quá thiên vị. Tiểu Thiên nói. Ngươi và các nàng không giống nhau, các nàng là linh vật thiên địa do trời sinh đất dưỡng, vốn được ông trời che chở. Mà ngươi lại là loài người, bản thân có quá nhiều nhân quả. Đám người Tiểu Thiên muốn bảo vệ ngươi, không cần phải nói, nhất định sẽ có rất nhiều người sẽ nghịch thiên. Dương Diệp im lặng. Tiểu Thiên nói. Ta biết tình cảm của ngươi cùng hai tiểu tử kia, ta cũng chỉ kiến nghị, bảo các nàng ở lại hay không vẫn tuét bản thân ngươi quyết định. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa, lúc này Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa đã hoàn toàn hòa cùng những linh vương kia, được rất nhiều linh vương vây quanh, Tiểu Bạch có vẻ đặc biệt cao hứng. Ở đó. Những linh vương hiển nhiên thật sự thích Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa, các nàng không sợ hãi, chỉ có thích Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng không hút loạn năng lượng của những linh vương này, trái lại thỉnh thoảng còn làm ra rất nhiều linh khí cho những linh vương. Lúc này, chính là thời điểm những linh vương kia cao hứng nhất. Nhưng sau khi các nàng hấp thu linh khí do Tiểu Bạch cho ra, các nàng sẽ làm ra rất nhiều năng lượng khác nhau đưa ngược lại cho Tiểu Bạch. Đây không phải là Tiểu Bạch mạnh mẽ hấp thu, mà là những linh vương tự nguyện đưa. Nhìn Tiểu Bạch rất lâu, trên mặt Dương Diệp khẽ cười, hắn chậm rãi đi về phía Tiểu Bạch, nhìn thấy Dương Diệp đi tới, những linh vương còn lại lập tức vây quanh Tiểu Bạch, trong mắt đầy vẻ đề phòng. Mà lúc này, Tiểu Bạch lại trực tiếp vọt đến trước mặt Dương Diệp, sau đó nắm tay của Dương Diệp đi tới trước mặt những linh vương kia. Tiểu Bạch giới thiệu Dương Diệp với những linh vương kia, cũng giới thiệu những linh vương kia với Dương Diệp. Nghe Tiểu Bạch giải thích, đề phòng của những linh vương kia với Dương Diệp dần dần biến mất. Nhưng cũng không tới gần Dương Diệp, những linh vương đều tương đối mâu thuẫn đối với loài người. Phải nói, ngoại trừ linh vật thiên địa cùng linh vương ra, bọn họ đối đều tương đối mâu thuẫn với tất cả tồn tại còn lại. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Tiểu Bạch, sau này ngươi cùng Tiểu Thiên Hỏa ở lại chỗ này, có được không? Tiểu Bạch gật đầu một cái, đột nhiên nàng dường như nghĩ tới điều gì, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, móng nhỏ chỉ vào Dương Diệp. Rõ ràng là đang hỏi Dương Diệp, ngươi thì sao? Dương Diệp mỉm cười, nói. Ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi, ta.
Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng tiến vào bên trong Hồng Mông Tháp. Biểu tình trên mặt Dương Diệp cứng đờ, rất nhanh, thần thức của hắn bước vào bên trong Hồng Mông Tháp, ở bên trong Hồng Mông Tháp, hắn tìm được Tiểu Bạch. Lúc này, móng nhỏ của Tiểu Bạch nắm chặt, nhìn hắn không hề chớp mắt, không chỉ có vậy, ở bên trong viền mắt của nàng còn có ánh nước, bộ dáng kia lại giống như Dương Diệp không cần nàng vậy. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch vào trong ngực, sau đó khẽ nói. Ngu ngốc, ta không nói muốn xa ngươi. Ý của ta là ngươi có thể ở đây chơi cùng các nàng, sau này cũng có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào, hiểu chưa? Nói đến đây, Dương Diệp dừng lại một lát, lại nói. Hơn nữa, ngươi thấy không, những người đó đều rất lợi hại. Ngươi có thể chơi cùng các nàng, sau này bảo tất cả các nàng nghe theo lời người nói, chờ sau này ta bị người khi dễ, ngươi có thể bảo các nàng tới đánh nhau giúp ta. Ngươi có chịu không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, trong mắt có chút động tâm. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch, nghiêm mặt nói. Ngươi có thể ở đây chơi với các nàng, cũng có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào, chỉ cần ngươi bằng lòng, ngươi có thể đây, cũng có thể theo ta, hiểu chưa? Tiểu Bạch nắm móng nhỏ suy nghĩ kỹ một hồi, rất nhanh, nàng vung vẩy móng nhỏ rất nhanh. Dương Diệp hiểu thú ngữ nên tất nhiên hiểu rõ Tiểu Bạch đang nói gì, Tiểu Bạch đang nói, nàng muốn giúp hắn, nhưng nàng lại không muốn xa hắn. Dương Diệp cười nói, làm gì có chuyện tốt như vậy, sau này ngoại trừ lúc có việc, thời gian còn lại ta đều tới đây cùng ngươi, nếu như ngươi nhớ ta, ngươi cũng có thể lập tức đi tìm ta, dù sao ngươi có thể tìm được ta, có phải không? Hắn cũng không muốn xa Tiểu Bạch, nhưng, hắn càng muốn Tiểu Bạch an toàn hơn. Mặc dù bây giờ vẫn rất yên tĩnh, nhưng hắn biết rõ cuồng phong bão tố rất nhanh sẽ kéo tới. Tiểu Bạch theo hắn thật sự không an toàn. Tiểu Bạch ở chỗ này có những linh vương bảo vệ, có Tiểu Thiên bảo đảm, cho dù hắn có mệnh hệ gì, Tiểu Bạch nhất định sẽ an toàn. Hắn không tin nữ tử hỏa diễm này, nhưng hắn tin tưởng Tiểu Thiên. Nếu Tiểu Thiên bảo đảm, vậy Tiểu Bạch nhất định sẽ rất an toàn. Còn có một điểm nữa, chính là Tiểu Bạch ở đây thật sự rất vui vẻ. Cho dù hắn biết, chỉ cần hắn bằng lòng, Tiểu Bạch nhất định sẽ theo hắn, nhưng hắn vẫn hy vọng Tiểu Bạch ở chỗ này. Theo hắn, quá nguy hiểm. Hắn quả thật cũng không có quá nhiều thời gian chơi với Tiểu Bạch. Rất nhanh, Tiểu Bạch đã đáp ứng. Nhưng nàng lại có một điều kiện, đó chính là Dương Diệp phải lập tức tới đây, hơn nữa nàng có thể lập tức tìm Dương Diệp. Đối với điểm ấy, nữ tử y phục màu đỏ này có chút do dự, rõ ràng nàng không muốn để cho Tiểu Bạch có liên quan với Dương Diệp, theo nàng, Dương Diệp dù sao cũng là loài người. Nhưng chẳng bao lâu, nàng lại không có ý kiến nữa. Bởi vì nếu nàng không đáp ứng, Tiểu Bạch sẽ hoàn toàn không do dự đi theo Dương Diệp. Cho dù nàng thích chỗ này, nhưng nàng càng thích Dương Diệp hơn. Ngoại trừ Tiểu Bạch cùng Tiểu Thiên Hỏa, Dương Diệp còn nghĩ tới những mồi lửa nhận được từ thần phượng tộc. Những mồi lửa có thể trưởng thành rất tốt ở Linh Cung. Sở dĩ Dương Diệp giao ra những mồi lửa là vì Tiểu Bạch. Hắn giao những mồi lửa này cho Tiểu Bạch, sau đó những mồi lửa trưởng thành lên, không hề nghi ngờ sẽ trở thành thân tín của Tiểu Bạch. Hắn nhìn ra, Linh Cung không phức tạp như thế, nhưng hắn vẫn muốn Tiểu Bạch có thể tốt hơn, an toàn hơn, còn có chút địa vị. Dương Diệp làm vậy, không thể nghi ngờ đã nhận được thiện cảm của Linh Cung, bởi vậy nữ tử kia tặng cho Dương Diệp 5 viên năng lượng châu. 5 viên năng lượng châu, hơn nữa 5 viên năng lượng châu này còn tinh thuần hơn tộc trưởng Linh Tộc đã tặng đưa hắn lúc trước. Cộng thêm 5 viên năng lượng châu này, bây giờ hắn tổng cộng có 12 viên năng lượng châu. Không hề nghi ngờ, điều này tương đương với 12 cái mạng. Là mạng của bản thân hắn, cũng là mạng của người khác. Trước khi đi, Dương Diệp còn để lại viên linh châu ẩn chứa một thế giới lớn kia cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thích nhất thì là gì? Linh khí, mà ở bên trong viên linh châu kia ẩn chứa linh khí của một thế giới lớn, có hạt châu này, Tiểu Bạch chỉ cần cố gắng, nàng khẳng định có thể nhanh chóng trưởng thành. Đối với viên linh châu kia, Tiểu Bạch hiển nhiên thích vô cùng. Ôm lại sờ, sờ lại hôn. Khi Dương Diệp tặng ra viên linh châu kia, vẻ mặt nữ tử hỏa diễm bên cạnh này lập tức thay đổi. Rõ ràng nàng nhìn ra lai lịch của viên linh châu, nàng nhìn thật sâu vào trong mắt Dương Diệp, sau đó nói. Cảm ơn. Đương nhiên cần cảm ơn. Tiểu Thiên khẽ nói. Hạt châu này ở trong tay của Tiểu Bạch, sẽ tăng thực lực chỉnh thể của linh cung các ngươi ít nhất lên một cấp bậc. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thật sự bỏ được à? Phải biết rằng,
ở vũ trụ này của chúng ta, có thể Kree có duy nhất một viên hạt châu này thôi. Dương Diệp mỉm cười, sau đó khẽ xoa đầu Tiểu Bạch. Chỉ cần ta có, nàng thích thì ta đều có thể cho nàng. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, ánh mắt Tiểu Bạch rời khỏi Linh Châu và bay đến trước mặt Dương Diệp, ôm đầu Dương Diệp khẽ cọ cọ. Lúc này, nữ tử Hỏa Diễm đột nhiên nói. Nếu như sau này ngươi gặp phải nguy hiểm thì có thể tới Linh Cung ta trốn, ở đây, ngươi sẽ được an toàn. Dương Diệp mỉm cười. Nhất định. Hắn vẫn tin tưởng vào lời nữ tử Hỏa Diễm nói. Chỗ này có rất nhiều linh vương của thiên địa, mấy linh vương thiên địa liên thủ thật sự có thể thay đổi thế giới này. Hơn nữa, Tiểu Thiên hình như rất để ý chỗ này, Tiểu Thiên sẽ không giúp hắn đánh nhau, nhưng nếu có người muốn đối phó với những linh vương này, nàng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không cần quá nhiều, chỉ cần nàng gọi tới 100 con mắt thiên đạo, cho dù là thế lực thần bí kia cũng phải kinh sợ. Trên 100 con mắt thiên đạo sẽ không phải nói đùa đâu. Hơn nữa, Tiểu Thiên còn có thể gọi ra càng nhiều hơn. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp sẽ ở lại Linh Cung. Mỗi ngày hắn ngoại trừ tu luyện chính là chơi cùng Tiểu Bạch. Mà lúc này, Tiểu Bạch đã hoàn toàn bước ra khỏi nỗi ám ảnh. Ở đây, nàng thật sự rất vui vẻ, bởi vì tất cả linh vương đều vây bắt nàng, đều chơi cùng nàng. Cái này cũng là rất bình thường, dù sao nàng cùng những linh vương kia mới là đồng loại. Dương Diệp phát hiện, Tiểu Bạch và những linh vương kia ở cùng một chỗ, tốc độ trưởng thành quả thật đặc biệt nhanh chóng, đồng thời sau khi những linh vương kia ở cùng với Tiểu Bạch, tốc độ trưởng thành cũng thay đổi nhanh vô cùng. Không chỉ những linh vương này, ngay cả nữ tử Hỏa Diễm bình thường cũng ở cùng với Tiểu Bạch, thường xuyên chuyển năng lượng Hỏa Diễm của mình cho Tiểu Bạch. Tương sinh tương khắc, bù đắp cho nhau. Đây là quan hệ giữa linh chủ cùng linh vương, đương nhiên đây là cách nói tương đối hiện thực. Bất kể là Tiểu Bạch hay những linh vương kia, giữa các nàng thật ra tuyệt đối không có ý lợi dụng lẫn nhau, tư tưởng của các nàng thật ra đều tương đối đơn thuần. Có lẽ là bởi vì các nàng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ở ngày thứ ba, Dương Diệp đột nhiên nhận được Đinh Thược Dược truyền âm. An Nam Tĩnh gặp nạn, nhanh tới đất Phú Mộ. An Nam Tĩnh gặp nạn. Lúc này, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, không cần phải nói, hẳn là thế lực thần bí kia ra tay. Lần này đối phương ra tay với An Nam Tĩnh, mục đích chính là hắn. Sau khi nhận được tin tức của Đinh Thược Dược, Dương Diệp lập tức đi tới đất Phú Mộ. Cho dù hắn có lòng tin vào thực lực của An Nam Tĩnh, nhưng không hề nghi ngờ, An Nam Tĩnh chắc chắn đánh không lại thế lực thần bí này. Đất Phú Mộ. Đất Phú Mộ ở giữa ma tộc cùng yêu tộc, nơi này đã từng có một vị vũ thần ngã xuống, đó là vũ thần thật sự, vũ thần của thế giới lớn. Vũ thần. Hai chữ này có thể nói là phân lượng rất nặng, cái danh hiệu này trên tất cả danh hiệu, bao gồm kiếm thần hoặc danh hiệu gì khác cũng không có phân lượng nặng bằng hai chữ này. Thế nào là vũ thần? Thần giả thông hiểu võ đạo chính là vũ thần. Tiêu Dao Tử sở dĩ mạnh như vậy là bởi vì kiếm đạo của hắn đã thông thần. Vũ thần của đại lục huyền giả trước đây tuyệt tổ đối không thể so sánh được với vũ thần của đại lục thiên thiên. Ở đây, có thể được phong làm thần thì tuyệt đối đều là tuyệt thế thiên kiêu thật sự. Phải biết rằng, hiện nay đại lục đã trải qua mấy vạn năm, ngoại trừ Tiêu Dao Tử cùng kiếm vô cực có tư cách được gọi là kiếm thần, đã không có người nào được phong thần. Dương Diệp rất nhanh đã đi tới đất Phú Mộ. Đất Phú Mộ ở Vũ Mộ Sơn, thật ra, Vũ Mộ Sơn này chính là đất Phú Mộ, từ hình dáng bên ngoài của ngọn núi này lại thấy được nó chính là một nghĩa địa. Có người nói đây là do cường giả tôn kính Vũ Thần đặc biệt chuẩn bị cho Vũ Thần. Vũ Mộ Sơn rất lớn, nhìn không thấy điểm cuối. Hàng năm đều có rất nhiều cường giả tới Vũ Mộ Sơn, có khi là tới chiêm ngưỡng Vũ Thần, nhưng phần nhiều chính là tới tìm bảo vật. Loại cường giả giống như vũ thần này, cho dù có ngã xuống, nhưng chắc chắn đều sẽ lưu lại rất nhiều bảo vật. Cũng đúng thôi, sau khi rất nhiều cường giả bước vào Vũ Mộ Sơn rồi ra ngoài, quả thật cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Sở dĩ An Nam Tĩnh tới đất Phú Mộ, mục đích rất đơn giản chính là muốn gặp vũ thần. Dương Diệp lặng lẽ bước vào Vũ Mộ Sơn, hắn không lãng phí thời gian, tăng nhanh tốc độ, chạy về phía sâu trong Vũ Mộ Sơn. Sâu trong Vũ Mộ Sơn có một gò núi để một quan tài bằng đá màu vàng. Ở cách quan tài bằng đá không xa có một nữ tử ngồi xếp bằng, nữ tử mặc áo bào trắng, tóc buộc thành đuôi ngựa, ở bên phải nàng lơ lửng một thanh trường thương màu vàng. Nữ tử này chính là An Nam Tĩnh. Ở trên đỉnh đầu An Nam Tĩnh lơ lửng một người tí hon màu vàng, lúc này,
người Tí Hon màu vàng này đang không ngừng luyện tập võ nghệ. Mà vào lúc này, nam tử áo bào xanh cùng nữ tử áo bào trắng đột nhiên chậm rãi đi từ phía xa tới, nam tử áo bào xanh thiếu một tay, bên thắt lưng dắt một thanh đoản đao. Nữ tử áo bào trắng cũng thiếu một tay, ở bên thắt lưng của nàng có dắt một thanh trường kiếm. Rất nhanh, nam tử áo bào xanh cùng nữ tử áo bào trắng ngừng lại, nam tử ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh rất lâu, sau đó nói. Không ngờ nàng có thể thu được ưu ái của vũ thần này. Nữ tử khẽ gật đầu. Quả thật không ngờ được. Kẻ ngu si cũng nhìn ra được, lúc này An Nam Tĩnh đang tiếp nhận truyền thừa của vũ thần. Mà bọn họ cũng biết ở đây có truyền thừa của vũ thần, nhưng bọn họ không ngờ được vũ thần này tự nhiên sẽ truyền thừa cho An Nam Tĩnh. Phải biết rằng, từ khi vũ thần này ngã xuống đến bây giờ đã có không biết bao nhiêu thiên tài từng đến trong này, nhưng đều không có thu được ưu ái của vũ thần. Thà ít mà tố. Đây là thái độ của vũ thần. An Nam Tĩnh có thể được vũ thần tán thành, có thể tưởng tượng An Nam Tĩnh ưu tú tới mức nào. Im lặng rất lâu, nam tử đột nhiên nói. Ra tay đi, không nên giết nàng, chủ nhân muốn giữ nàng lại có dũng. Vào lúc hai người muốn ra tay, đúng lúc này, một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng đột nhiên từ trong không trung xuất hiện ở trước mặt nam tử cùng nữ tử này. Ở trên trán của nam tử trung niên có một võ nho nhỏ. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn nam tử cùng nữ tử, sau đó trầm giọng nói. Kiếm đảm, đao phách. Nam tử áo bào xanh liếc mắt nhìn nam tử trung niên, sau đó nói. Chủ nhân nói không sai, cường giả cấp bậc giống như ngươi thì cho dù ngã xuống, chỉ cần bản thân muốn sẽ khiến ý niệm cùng thần hồn có thể tồn tại vĩnh viễn trên thế gian. Tuy nhiên, thứ lỗi cho ta nói thẳng, không vào luân hồi thì không có cách nào đoạt xác, sống sót giống như u linh lại có ý nghĩa sao? Vũ thần khẽ gật đầu. Không có ý nghĩa, tuy nhiên tâm nguyện chưa hoàn thành thì chỉ có thể tạm thời lấy phương thức này để ở lại thế gian. Thật may, tâm nguyện sẽ lập tức hoàn thành. Nam tử áo bào xanh liếc nhìn An Nam Tĩnh phía xa, sau đó nói. Người có lẽ không làm được đâu. Nam tử trung niên đặt tay phải ra sau lưng, hắn liếc mắt nhìn nam tử áo bào xanh cùng nữ tử. Các ngươi cùng tiến lên. Người thanh niên khẽ lắc đầu. Một mình ta là đủ vậy. Nam tử trung niên im lặng trong chớp mắt và đột nhiên cười. Trước kia không có người nào dám nói với ta câu này. Đương nhiên, lúc này không giống ngày xưa. Tới đi, để cho ta xem thử người nắm giữ thực lực của đao phách thế nào. Người thanh niên không nói gì, tay trái hắn đột nhiên cầm thanh đao bên thắt lưng, trong phút chốc đao được rút ra. Suy! Ở không gian trước mặt người thanh niên đột nhiên giống như mảnh giấy mỏng bị lưỡi dao sắc bén cắt qua, trực tiếp vỡ ra, tốc độ xé rách này rất nhanh, lập tức lan tràn đến trước mặt nam tử trung niên. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên điểm ra một cái và vạch, không gian ở đã đột nhiên chấn động mạnh, ở trên đầu ngón tay của nam tử trung niên có một đường đao khí mỏng như cánh ve, giờ phút này tất cả mọi thứ ở đó dường như đông cứng lại. Trong chớp mắt yên lặng, đầu ngón tay của nam tử trung niên nhẹ nhàng bắn ra. Ầm. Đường đao khí kia ầm ầm vỡ nát, mà lúc này, một tia sáng lạnh lẽo đột nhiên chợt lóe lên ở nơi đây, trong phút chốc, một thanh đao trực tiếp cắt ở trên ngón tay của nam tử trung niên. Mà vào giây phút đó, ngón tay của nam tử trung niên đột nhiên nhẹ nhàng chuyển động, sau đó hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy thanh đao kia. Mà vào lúc này, người thanh niên đột nhiên thả lỏng thanh đao trong tay ra, trong phút chốc, hắn lấy tay làm đao, trực tiếp chém về phía trước, mà vào lúc này, nam tử trung niên kia lại đột nhiên dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh đoản đao này, sau đó thuận thế cắt nghiêng về phía bàn tay của người thanh niên. Nếu như đánh trúng, cả cánh tay của người thanh niên có khả năng đều sẽ biến mất. Người thanh niên tự nhiên biết lợi hại trong đó, tay hắn vốn cắt về phía nam tử trung niên chợt giống như một con rắn ngoặt vào bên trong, sau đó trực tiếp giữ lại thân thanh đao kia. Nhưng vào lúc này, nam tử trung niên đột nhiên thả lỏng thanh đao kia ra. Sau đó hai ngón tay thu hồi hóa thành nắm đấm, trong phút chốc, chân phải nhẹ nhàng dẫm vào trong không gian, cả người lao về phía trước và đánh ra một quyền. Âm! Theo một tiếng nổ vang lên, người thanh niên trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng. Phía xa, người thanh niên ngẩng đầu nhìn thẳng vào nam tử trung niên. Không hổ danh là vũ thần, trên chiêu thức thật không chê vào đâu được. Đáng tiếc, ngươi là linh hồn thể, ngươi ra tay một lần sẽ tiêu hao một phần năng lượng của bản thân. Nếu không, sợ rằng chỉ có chủ nhân mới có thể đủ sức đối phó với người. Vừa dứt lời, người thanh niên đột nhiên biến mất,
lúc xuất hiện lần nữa thì hắn đã ở trước mặt nam tử trung niên, lần này, tốc độ thanh đạo của hắn ít nhất đã nhanh hơn trước gấp mấy lần, chỉ sợ cho dù là cường giả cảnh giới luân hồi cũng khó thấy rõ quỹ tích đạo của hắn. Nhưng mỗi lần nam tử trung niên đều có thể ngăn cản chính xác thanh đao của người thanh niên, đồng thời phát cho phản kích. Người thanh niên càng đánh càng kịch liệt, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như mưa rền gió dữ, nam tử trung niên trước sau vững như Thái Sơn. Nhưng cơ thể hắn lại đang dần trở nên trong suốt. Người thanh niên đang kéo dài thời gian, hắn muốn tiêu hao hết năng lượng của nam tử trung niên. Nam tử trung niên rõ ràng cũng biết đi kiểm ấy, hắn muốn giết chết người thanh niên, nhưng hắn thất bại. Thời gian trôi qua từng chút một, cơ thể của nam tử trung niên càng lúc càng mờ ảo, mà vào lúc này, Can Nam Tĩnh phía xa đột nhiên mở mắt, trong phút chốc một thanh trường thương phá không lao lên, trực tiếp công kích người thanh niên này, nhưng trường thương còn cách người thanh niên 10 trượng đã bị một thanh kiếm ngăn cản. An Nam Tĩnh chậm rãi đứng dậy, nàng vẫy tay phải một cái, liệt thiên lập tức bay trở về trong tay nàng, nàng lại muốn ra tay, mà vào lúc này, nam tử trung niên vốn đang giao đấu cùng người thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi đi trước đi. An Nam Tĩnh lắc đầu. Nam tử trung niên nói. Thực lực của bọn họ vượt qua ngươi rất nhiều, bây giờ ngươi không có khả năng địch nổi đâu, đi mau, đừng nên để cho tia u hồn của ta biến mất một cách vô nghĩa. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía người thanh niên cùng nữ tử này, trong phút chốc hắn trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt người thanh niên cùng nữ tử kia, thoáng qua, thân hình hắn run lên, trong phút chốc, ở đó xuất hiện rất nhiều đạo tàn ảnh. Người thanh niên cùng nữ tử lập tức phóng kiếm và đao ra, trong nháy mắt, rất nhiều đao khí cùng kiếm khí đan vào nhau, giờ phút này, tất cả núi vũ thần bắt đầu rạn nứt, ba hơi thở sau. Tất cả núi vũ thần bắt đầu đổ nát. Ở giây phút núi vũ thần bắt đầu đổ nát, An Nam Tĩnh đã rời khỏi đó. Nàng cũng không ở lại đó, bởi vì ở đó sẽ chỉ chịu chết. Một nam một nữ kia không chỉ có cảnh giới cao hơn nàng quá nhiều, ngay cả ở trên phương diện tu vi võ đạo cũng mạnh hơn nàng, thật ra có thể nói ngoài vũ thần, một nam một nữ kia là kẻ mạnh nhất trong những người nàng từng gặp. Nhưng vào giây phút nàng vừa rời khỏi núi vũ thần, người thanh niên cùng nữ tử kia đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Sắc mặt An Nam Tĩnh trầm xuống, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Chủ nhân cho mời. Người thanh niên nói. An Nam Tĩnh nheo mắt lại và muốn ra tay. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Có thể cũng cho ta đi cùng không? Nghe vậy, An Nam Tĩnh hơi ngẩn người ra, nàng lập tức nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có một đường kiếm quang hạ xuống, kiếm quang tản đi, Dương Diệp xuất hiện ở bên cạnh nàng. Người tới rồi. An Nam Tĩnh khẽ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Không sao chứ? An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Không sao. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn về phía một nam một nữ kia. Có thể cho ta đi cùng không? Người thanh niên khẽ lắc đầu. Chủ nhân chưa nói là mời ngươi. Dương Diệp nhún vai. Nói như vậy, nàng có thể không đi được. Người thanh niên quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, nữ tử chậm bước ra ngoài, ánh mắt nàng rơi vào trên người của Dương Diệp. Ngươi biết luân hồi nhất kiếm. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Làm sao ngươi biết? Biết ai sáng tạo ra luân hồi nhất kiếm không? Nữ tử hỏi. Một vị kiếm tu. Dương Diệp nói. Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp. Vị kiếm tu kia chính là ta. Biểu tình của Dương Diệp cứng đờ. Nhất kiếm luân hồi mạnh mẽ sao? Theo Dương Diệp nó đặc biệt rất mạnh mẽ. Đối với vị kiếm tu đã sáng tạo ra kiếm kỹ nhất kiếm luân hồi này. Dương Diệp cũng bội phục. Nhưng hắn không ngờ được, lúc này đối phương lại đứng ở trước mặt hắn. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp nói. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Nữ tử nói. Ta quả thật đã từng chết, bây giờ mạng của ta thuộc về chủ nhân. Chủ nhân. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, người chủ nhân này cuối cùng là ai? Lại có thể làm cho nữ tử trước mắt này nhận đối phương làm chủ. Lúc này, nữ tử lại nói. Trước đây ta để kiếm kỹ này ở lại trong một chỗ mật thất, hy vọng người có duyên có thể nhận được, không ngờ nó lại rơi vào trong tay của ngươi. Trong mật thất, Dương Diệp cau mày, rất nhanh Dương Diệp đại khái đã hiểu được. Nữ nhân này căn bản không phải là bằng hữu của lão già ở trong mật thất trước đây, chắc đối phương ngẫu nhiên đoạt được kiếm kỹ này.
Ta đều đã từng giao đấu với Tiêu Giao Tử và Kiếm Vô Cực, tới đi, rút ra kiếm, cho ta xem thử thành tựu kiếm đạo của ngươi đạt đến trình độ nào. Nữ tử lại nói. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Được, ta cũng muốn đánh một trận cùng kiếm tu cường đại thật sự, ngày hôm nay, cuối cùng có thể hoàn thành điều tâm nguyện này. Vừa dứt lời, Dương Diệp trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt nữ tử, trong phút chốc, hắn rút kiếm đột nhiên chém mạnh một phát. Năm đường trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất. Kiếm ra, không gian xung quanh Dương Diệp lập tức rạn nứt. Sắc mặt nữ tử không đổi, khi kiếm của Dương Diệp đi tới cách đỉnh đầu nàng khoảng 10 cm, lần này tay phải của nàng cầm kiếm đâm lên trên. Ầm. Từ chỗ hai thanh kiếm giao nhau đột nhiên bạo phát ra một sóng khí, nhưng chẳng bao lâu, sóng khí này đã bị kiếm ý do Dương Diệp phát ra làm chấn động hóa thành hư vô. Lúc này, kiếm của Dương Diệp bị kiếm của nữ tử đỡ lấy, không có cách nào tiến thêm một tấc. Lúc này, tay ngọc của nữ tử đột nhiên khẽ run lên, trong phút chốc kiếm tổ trong tay Dương Diệp lập tức chấn động mạnh, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động bay đến hơn 100 trượng. Mà lúc này, nữ tử đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Dương Diệp, tiếp theo, nữ tử đâm ra một kiếm. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn cũng đâm ra một kiếm. Tuy nhiên một kiếm này của hắn cũng không ngăn cản kiếm của nàng mà trực tiếp đâm về phía trước ngực của nữ tử. Nữ tử nhíu mày, trong phút chốc, tay ngọc của nàng chợt xoay tròn, kiếm cũng xoay theo, trực tiếp đánh vào trên thân kiếm của Dương Diệp. Kiếm của Dương Diệp bị kiếm của nàng đâm trúng, lập tức lệch ra ngoài, mà lúc này, nữ tử đột nhiên thuận thế cắt về phía trước ngực Dương Diệp. Nhưng lần này, Dương Diệp vẫn không có đi ngăn cản thanh kiếm này, mà cũng cầm kiếm cắt chéo về phía nữ tử. Vào lúc kiếm của hai người sắp chém trúng đối phương, nữ tử đột nhiên thu kiếm, sau đó vội vàng lùi đến cách đó 10 trượng, trong phút chốc, tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vung lên, kiếm trong tay nàng trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp, cùng lúc đó, một đóa kiếm sen xuất hiện ở trên không trung của Dương Diệp. Ầm, kiếm sen lập tức nổ tung ra, rất nhiều kiếm khí trút xuống, trực tiếp nhấn chìm Dương Diệp. Trong chớp mắt yên lặng, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên ở trong không trung. Rất nhiều kiếm khí đột nhiên phóng lên cao, nhưng những kiếm khí biến thành kiếm sen còn chưa biến mất, trái lại sắp hàng đặc biệt có trật tự, sau đó lần lượt rơi về phía vị trí của Dương Diệp. Ở đó, kiếm tổ trong tay Dương Diệp liên tục vung vẩy, từng kiếm khí không ngừng ra va chạm cùng những kiếm khí kia. Ở đó rất nhiều kiếm khí không ngừng đan vào nhau, không ngừng va chạm, khiến không gian xung quanh biến thành nghìn lở trăm lỗ, thoạt nhìn vô cùng kinh người. Rất lâu sau, những kiếm khí này biến mất, mà lúc này, Dương Diệp đã biến thành một người máu. Ở quanh người hắn đầy vết kiếm, mỗi một vết kiếm đều đang không ngừng tràn ra máu tươi. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói. Một kiếm này, ta đã từng giết chết cảnh giới luân hồi trong nháy mắt. Dương Diệp khẽ gật đầu. Quả thật rất mạnh, ta thiếu chút nữa cũng sắp không chịu nổi. Thân kiếm song tu. Nữ tử trầm giọng nói. Không thể không nói. Ngươi quả thật rất mạnh, bất kể là cơ thể hay là bản thân kiếm đạo. Đáng tiếc là ngươi quá trẻ tuổi, cảnh giới quá thấp, kiếm đạo cùng kiếm ý đều chưa có lắng đọng. Đương nhiên, điều này cũng rất bình thường, dù sao ngươi vẫn trẻ tuổi như vậy. Nếu như cho ngươi thời gian, đáng tiếc, ngươi có khả năng không có thời gian. Vừa dứt lời, tay ngọc của nữ tử cầm kiếm cách không chém nghiêng về phía Dương Diệp. Kiếm ra, một kiếm khí hình bán nguyệt trực tiếp phá không rời đi. Khi kiếm khí hình bán nguyệt này đi tới cách trước mặt Dương Diệp một trượng úp, đường kiếm khí kia đột nhiên chấn động mạnh, trong phút chốc, nó tự nhiên huyễn hóa ra 10 kiếm khí hình bán nguyệt lấy góc độ khác nhau xoay tròn cắt về phía Dương Diệp. Mặc dù 10 kiếm khí hình bán nguyệt lấy góc độ khác nhau cắt về phía Dương Diệp, nhưng giữa bọn họ quả thật có liên kết đầu đuôi, nếu để cho chúng hợp lại sẽ phát hiện đây thật ra chính là một đóa hoa sen. Không còn chỗ nào để trốn, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Đúng lúc này, một kiếm ý cùng sát ý khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn trào ra, trong phút chốc, Dương Diệp rút kiếm chém một phát. Ầm, một tiếng nổ lớn rung trời ầm ầm vang vọng ở nơi đây, ngay sau đó, rất nhiều kiếm khí bắt đầu điên cuồng thi triển bắn nhanh, mỗi một đường kiếm khí đều sẽ xé rách không gian lao ra, trong nháy mắt, không gian ở đây đã nghìn lở trăm lỗ. Sau một hồi, ở đó khôi phục lại sự yên tĩnh. Mà lúc này Dương Diệp lại biến thành một người máu. Những kiếm khí có thể phá phòng ngự của hắn. Nữ tử quay đầu lại nhìn về phía nam tử bên cạnh. Đi thôi.
Nam tử khẽ gật đầu, sau đó lại muốn ra tay với An Nam Tĩnh, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Còn chưa kết thúc. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Ta biết ngươi có kiếm vực, nhưng ngươi thấy ta có kiếm ý sao? Nghe vậy, đồng tử của Dương Diệp co lại, lúc này hắn mới nhớ ra, từ khi nữ tử giao đấu với hắn đến bây giờ, căn bản không có dùng kiếm ý. Kiếm vực có thể áp chế kiếm ý, nhưng người ta căn bản không có dùng kiếm ý. Vậy áp chế thế nào? Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp. Chủ nhân nói bây giờ ngươi vẫn chưa thể chết, cho nên bây giờ ngươi có thể không cần chết. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử, trong phút chốc, hắn chợt chém ra một kiếm. Nữ tử nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia sát ý, cùng lúc đó, cổ tay nàng thoáng động và chém ra một kiếm. Mà lần này, Dương Diệp không tránh không né, lại dùng đấu pháp không muốn sống trước đó. Nữ tử này có thực lực cao hơn hắn, nhưng cơ thể của đối phương tuyệt đối không mạnh bằng hắn. Một kiếm của hắn có thể lấy mạng của đối phương, nhưng đối phương có thể một kiếm phá phòng ngự của hắn, một đòn làm cho hắn bị mất mạng hay không thì khó nói được. Keng! Nữ tử dùng một kiếm đẩy lui Dương Diệp, kéo dài khoảng cách với Dương Diệp, nàng tất nhiên sẽ không giao đấu gần người với Dương Diệp. Dương Diệp không đơn thuần là một tên kiếm tu, hắn còn là một thể tu. Sau khi kéo dài khoảng cách, nữ tử lại thi triển kiếm khí, từng đạo kiếm khí cường đại nối tiếp nhau lập tức bao phủ lấy Dương Diệp. Ầm ầm ầm, theo từng tiếng nổ lớn vang lên, không gian xung quanh lập tức run rẩy, dường như muốn đổ nát, cảnh tượng vô cùng kinh người. Rất nhanh, kiếm khí tản đi, Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, lúc này Dương Diệp đã không có chuyện gì, bởi vì ở trước mặt hắn xuất hiện thêm một cái nắp quan tài. Nắp quan tài. Dương Diệp vừa đột nhiên nghĩ ra, tại sao mình phải đơn thuần so kiếm cùng nữ nhân này? Công bằng à, nếu như nữ nhân áp chế cảnh giới của bản thân mình trở thành thần giả một đấu một cùng hắn, hắn bằng lòng so kiếm đơn thuần với đối phương. Nhưng người ta là cường giả cảnh giới luân hồi đỉnh phong. Mà hắn chỉ là thần giả. Lúc này đơn thuần so kiếm với người ta không phải là muốn chết sao? Cho nên, Dương Diệp quyết đoán sử dụng nắp quan tài. Nắp quan tài ở trong tay, tất cả những kiếm khí kia đều bị nắp quan tài chống đỡ, cho dù những uy lực còn sót lại chấn động đến trên người của Dương Diệp, nhưng với hắn cũng giống như gãi ngứa vậy. Nữ tử nhìn nắp quan tài của Dương Diệp một hồi lâu, sau đó nói. Bảo vật tốt. Dương Diệp không nói nhảm, hắn trực tiếp biến mất, khi xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt nữ tử, sau đó lại một kiếm đâm ra giống như trước. Bây giờ mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn lại gần chiến đấu với nữ tử này, hắn chính là muốn liều mạng với đối phương. Cơ thể hắn mạnh hơn đối phương, hắn liều mạng lên thì đối phương không chơi nổi, một khi đối phương kéo dài khoảng cách với hắn, hắn sẽ sử dụng nắp quan tài. Có nắp quan tài, hắn sẽ không sợ công kích từ xa của đối phương. Bởi vì sau khi Dương Diệp lấy ra nắp quan tài, thế cục ở đó lập tức xoay chuyển, đương nhiên, hắn cũng không chiếm được lợi ích. Dù sao thực lực của hắn cùng đối phương chênh lệch quá rõ ràng. Tuy nhiên, nữ tử kia cũng không chiếm được lợi từ hắn. Cứ như vậy, trong giây lát cuộc chiến của hai bên biến thành cục diện bế tắc. An Nam Tĩnh cùng người thanh niên quan sát cuộc chiến lộ ra vẻ mặt có chút khó coi. An Nam Tĩnh là lo lắng, bởi vì tiếp tục đánh nữa, Dương Diệp nhất định sẽ không kiên trì nổi. Một thần giả chiến đấu trong thời gian dài với một vị cường giả cảnh giới luân hồi, sao có thể đánh thắng được? Còn nữa, bên cạnh còn có người thanh niên đeo đao kia. Đúng lúc này, ở đó đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, bởi vì vừa rồi nữ tử kia thi triển ra một kiếm, uy lực của một kiếm kia mạnh hơn trước ít nhất gấp 5 lần, nếu như không phải hắn đúng lúc lấy ra nắp quan tài, hắn có thể sẽ bị đối phương dùng một kiếm phân thây. Trên nắp quan tài này của hắn đã xuất hiện thêm một vết kiếm sâu gần 10 cm. Nắp quan tài luôn có thể ngăn cản được tất cả, lần này đã bị phá. Mặc dù không bị hoàn toàn vỡ ra, nhưng như vậy đã đủ để chứng minh một kiếm vừa rồi của đối phương là khủng khiếp tới mức nào. Lúc này, vẻ mặt nữ tử có chút khó coi, nàng vốn cho rằng giải quyết Dương Diệp chỉ là một chuyện dễ dàng đối với nàng, dù sao Dương Diệp bây giờ mới là thần giả. Nhưng càng đánh nàng mới phát hiện, Dương Diệp phải mạnh hơn nàng tưởng rất nhiều, đặc biệt Dương Diệp còn nắm giữ rất nhiều bảo vật. Không nên lãng phí thời gian nữa. Đúng lúc này, người thanh niên đột nhiên nói. Đi về trễ,
sợ rằng chủ nhân sẽ mất hứng. Ngươi nhanh chóng giải quyết hắn, ta tới bắt nữ tử này. Nói xong, hắn xoay người xông về phía An Nam Tĩnh. Nữ tử nhìn thẳng vào Dương Diệp nói. Kết thúc rồi. Vừa dứt lời, kiếm trong tay nàng đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, vào giờ phút này không gian xung quanh tự nhiên lắc lư kịch liệt giống như địa chấn. Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này lại giở trò quỷ gì vậy? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Lại bắt nạt hai hậu bối, hai người các ngươi thật không biết xấu hổ, đúng là càng sống càng tụt lại rồi. Nghe được tiếng nói này, Dương Diệp đầu tiên sửng sốt, sau đó lập tức mừng rỡ. Sở dĩ Dương Diệp mừng rỡ là bởi vì hắn rất quen thuộc với chủ nhân của giọng nói này. Chủ nhân của giọng nói này chính là huyết nữ. Tuy nhiên, huyết nữ vẫn chưa xuất hiện, bởi vì tiếng này là xuyên qua không gian truyền đến, nói cách khác lúc này huyết nữ đang chạy tới nơi này. Phía xa, nam tử kia cùng nữ tử liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh ánh mắt bọn họ rơi vào trên người An Nam Tĩnh, khi bọn họ muốn ra tay lúc, một nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nam tử áo xanh thoạt nhìn chừng 30, sau lưng hắn có đeo một thanh trường thương thật dài, ở trên thân trường thường có hình một con rồng vàng, đuôi của con rồng màu vàng ở vào chỗ mũi thương, đầu rồng kia lại vừa vặn ở vị trí cán thương. Nhìn thấy nam tử áo xanh này, vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng, đối phương cho hắn cảm giác sâu không lường được. Thực lực của nam tử này có khả năng còn cao hơn nam tử cầm đao cùng nữ tử cầm kiếm. Đây là cảm giác của hắn. Chủ nhân có lệnh. U Minh Điện hiện thân nên mau trở về. Nam tử vừa dứt lời, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Nếu muốn cứu trồn không gian, 10 ngày sau tới bản Long Sơn, quá hạn thì không chờ nữa. Nói xong, thân hình run lên và trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, người thanh niên cùng nữ tử kia cũng lập tức biến mất. Bọn họ đều rất mạnh. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Rất mạnh. Một đấu một, hắn cùng An Nam Tĩnh đều đánh không nổi bất kỳ người nào trong đối phương. Đừng thấy trước đó hắn đánh kịch liệt cùng nữ tử kia, thật ra thực lực của nữ tử kia vượt xa hắn, hơn nữa đối phương rõ ràng còn chưa thật sự nghiêm túc. Mà cho dù hắn có tinh hà kiếm đồ cùng kiếm thần ấn, nhưng hắn không nắm chắc sử dụng có thể giết chết được đối phương. Vẻ mặt Dương Diệp dần dần nghiêm trọng, cái chủ nhân thần bí kia cuối cùng là ai? Lại có thể làm cho nhiều cường giả như vậy thuần phục. Đúng lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đột nhiên run rẩy, tiếp theo có một ánh sáng máu chợt lóe lên ở nơi đây, ánh sáng máu tản đi, huyết nữ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Dương Diệp liếc nhìn phía sau huyết nữ, nói. Minh nữ các nàng đâu? Huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp. Nhìn thấy là ta mà không phải là tiểu thập, người thấy rất thất vọng sao? Biểu tình Dương Diệp cứng đờ, sau đó vội vàng nói. Làm sao có thể, ngươi? Khi thấy khóe miệng huyết nữ mỉm cười, lúc này hắn mới biết huyết nữ đang nói đùa với hắn. Dương Diệp cười gượng. Nhị tỷ cũng thích nghịch ngợm. Vẻ tươi cười của huyết nữ thu lại, sau đó nói. Xin lỗi. Dương Diệp thoáng ngẩn người ra. Vì sao? Huyết nữ xoay người nhìn về phía xa. Nếu như không phải vì chúng ta, nàng chắc chắn sẽ không nhầm vào ngươi. Bởi vì chúng ta. Nàng bắt đầu tính kế ngươi, bắt bằng hữu của ngươi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngắt lời huyết nữ nói. Nhị tỷ không biết như thế có nghĩa là gì sao? Ta cảm thấy, bây giờ giữa chúng ta nói những lời khách sáo này thật sự không có ý nghĩa gì cả. Nếu nhị tỷ thật sự lo lắng ta bị đối phương giết chết, không bằng đưa thêm cho ta mấy bảo bối, loại bảo vật cấp bậc siêu việt này, ta tuyệt đối không chê nhiều. Huyết nữ khẽ lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta cũng không có loại bảo vật này, ngươi có thể có nhiều món như vậy, thật ra, ta cũng muốn đánh cướp của ngươi. Dương Diệp. Chấm. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Ngươi thu được truyền thừa của vũ thần sao? An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Không thể nào. Huyết nữ khẽ nói. Vũ thần này không có khả năng giống như những vũ thần ở vị diện dưới, những vũ thần này nghiêm khắc mà nói, không tính là vũ thần thật sự. Vũ thần này xem là vũ thần được năm đại lục thiên thiên công nhận. Danh tiếng của hắn ở đại lục năm đó thật ra hoàn toàn không kém hơn Tiêu Giao Tử. Hắn có tầm mắt cực cao, những năm gần đây đã có không biết có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt tới đây, hy vọng nhận được truyền thừa của hắn, nhưng hắn không coi trọng.
Dương Diệp cười nói. Nếu như ngay cả An Nam Tĩnh mà hắn cũng chướng mắt, vậy ta chỉ có thể nói, hắn phải chờ tới khi hoàn toàn ngã hẳn. Huyết nữ liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh, sau đó khẽ gật đầu. Đúng là tài năng hơn người, phương diện thiên phú hoàn toàn không yếu hơn ngươi, không đúng, là còn mạnh hơn ngươi. Nếu như ngươi không phải gặp được nhiều kỳ ngộ như vậy, ngươi chắc chắn không bằng nàng. Dương Diệp đảo mắt, tuy nhiên huyết nữ nói cũng đúng, nếu hắn không có Hồng Mông Tháp, chắc chắn thật sự không bằng được An Nam Tĩnh. Tuy nhiên, mỗi người đều có cơ duyên cùng kỳ ngộ của mình, lại giống như An Nam Tĩnh, nàng một đường đi tới cũng thu được rất nhiều truyền thừa cùng kỳ ngộ. Đương nhiên, thiên phú của An Nam Tĩnh đúng là không thể nghi ngờ. Các nàng đâu? Lúc này, Dương Diệp hỏi. Các nàng, dĩ nhiên là chỉ đám người minh nữ. Tạm thời còn chưa có bắt đầu tới. Huyết nữ nói. Vậy một mình nhị tỷ tới đây sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Nhị tỷ không sợ à? Huyết nữ liếc nhìn Dương Diệp. Ta không đến thì ngươi sẽ phải chết. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thấy ấm áp, đám người huyết nữ chắc đã nhận được tin tức mình đối phó ở thế giới lớn, cho nên huyết nữ mới chạy tới. Dương Diệp khẽ nói. Một mình nhị tỷ tới đây sẽ rất nguy hiểm. Huyết nữ có thực lực rất mạnh, nhưng ba người vừa rồi cũng rất mạnh, nếu một đấu một thì huyết nữ chắc chắn không khiếp sợ, nhưng người ta chắc chắn sẽ không lựa chọn một đấu một, cho dù là hắn cũng sẽ không lựa chọn một đấu một. Huyết nữ nói, tạm thời không sao, bởi vì bọn họ muốn tiêu diệt hết chúng ta, mà không phải giết một mình ta, cho nên trước khi tỉ muội chúng ta đến đông đủ, nàng sẽ không ra tay. Dù sao, nếu ta một lòng muốn chạy trốn thì 10 cường giả mạnh hơn ta cũng không ngăn cản được ta. Dương Diệp nói, thế lực này cuối cùng là thế lực gì vậy? Còn người được gọi là chủ nhân kia rốt cuộc là ai? Huyết nữ im lặng rất lâu, sau đó nói. Sau này ngươi sẽ biết, không cần sau này, 10 ngày sau thì ngươi sẽ biết. 10 ngày sau các ngươi muốn đi cùng ta à? Dương Diệp nói. Huyết nữ nói. Đối phương cho người 10 ngày, mục đích thực sự là để cho chúng ta 10 ngày sau đi, 10 ngày, chắc hẳn cũng đủ rồi. Các ngươi tìm được đại tỷ của các ngươi rồi sao? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ khẽ lắc đầu. Chúng ta không tìm được nàng. Vậy các ngươi? Dương Diệp khẽ nói. Đánh thắng được sao? Huyết nữ khẽ nói. Đánh không nổi cũng phải đánh, dù sao cũng không thể nhìn ngươi đi chịu chết được. Dương Diệp cảm động vô cùng, lúc này, huyết nữ nói. Thực lực ngươi quá yếu. Lần này ta tới là chuẩn bị dẫn ngươi đi tới một chỗ, chỗ đó sẽ có chút giúp đỡ cho ngươi. Chỗ nào? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. U Minh Điện. U Minh Điện. Trong lòng Dương Diệp thầm dùng mình, tổng bộ trước kia của đám người huyết nữ sao? Có phải có người đã giúp ngươi hỏi thăm tin tức về thế lực kia đúng không? Huyết nữ đột nhiên hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Một người bạn của ta. Huyết nữ nhíu mày. Nàng bây giờ ở đâu? Thế nào? Dương Diệp không hiểu. Nàng có nguy hiểm, ngươi tới chỉ đường đi. Huyết nữ nói xong thì trực tiếp nắm vai của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh và lập tức biến mất. Yên Giới Thành. Một nữ tử trong tay cầm quạt lông đột nhiên xuất hiện ở chỗ cửa thành Yên Giới Thành. Sau khi nữ tử xuất hiện lập tức trở thành tiêu điểm chú ý ở đó, ánh mắt rất nhiều người ở đó đều tập trung trên người nàng. Nàng đẹp. Đẹp đến câu hồn đoạt phách. Nữ tử không để ý tới ánh mắt của mọi người, nàng đi tới tử quán Tiểu Dương. Vào lúc nàng muốn đi vào trong thì đột nhiên ngừng lại, bởi vì lúc này phía sau nàng có rất nhiều người đi theo, bọn họ cơ bản đều là nam nhân, có khoảng chừng hơn 1.000 người. Nữ tử xoay người nhìn lướt qua những người, trong phút chốc, quạt lông của nàng nhẹ nhàng vung lên, một trận gió mát thổi qua, nhìn thân thể người cứng đờ ngay tại chỗ, trong phút chốc, hơn 1.000 người này tự nhiên già đi trong nháy mắt, chẳng mấy chốc cơ thể bọn họ khô quắt và hóa thành một đống bụi bặm theo gió thổi đi. Giờ phút này, quá trình những người này từ sống đến chết chỉ không đến nửa hơi thở. Nữ tử xoay người bước vào tử quán Tiểu Dương, lúc này, một nữ tử váy xanh đi tới trước mặt nữ tử quạt lông. Tiểu thư cho mời. Nữ tử cầm quạt lông khẽ gật đầu, sau đó lập tức biến mất. Trong mật thất, Ninh Thược Dược nhìn nữ tử cầm quạt lông trước mặt. Bắt đầu từ giây phút đó giúp hắn, ta đã đoán được ngày hôm nay. Nữ tử cầm quạt lông liếc mắt nhìn Ninh Thược Dược. Cuối cùng nàng dừng lại ở giữa chân mày của Đinh Thược Dược và im lặng rất lâu mới nói.
Chí Linh, không trách được. Chí Linh, Ninh Thược Dược nhíu mày. Có ý gì? Nữ tử cầm quạt lông nói. Thế gian này thật sự có nhiều thể chất kỳ lạ, ngươi là Chí Linh thể, trời sinh trí tuệ khác hẳn với người bình thường. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát rồi nói. Ta cũng là Chí Linh thể. Ninh Thược Dược im lặng, nàng không ngờ được mình lại là Chí Linh thể gì đó. Đúng lúc này, nữ tử cầm quạt lông đột nhiên khẽ cười nói. Chúng ta là Chí Linh thể, tính toán ra không được trời đất này yêu thích, cho nên ở một thời đại chỉ sẽ xuất hiện một vị Chí Linh thể, nếu như xuất hiện hai vị, vậy chứng minh một vị trong đó sẽ phải chết, lại giống như linh chủ vậy. Ninh Thược Dược nhìn nữ tử cầm quạt lông rất lâu. Mục đích của ngươi là U Minh Điệt, ngươi sẽ bỏ qua cho Dương Diệp sao? Nữ tử cầm quạt lông hỏi ngược. Ta giết U Minh Điệt, Dương Diệp sẽ bỏ qua ta sao? Ninh Thược Dược im lặng. Nữ tử cầm quạt lông đột nhiên nói. Ta có chút tò mò, ngươi biết rõ có kết quả hôm nay, vì sao còn muốn giúp hắn? Ngươi đã từng thích một người sao? Ninh Thược Dược đột nhiên nói. Nữ tử cầm quạt lông im lặng một hồi lâu mới khẽ gật đầu. Hiểu rồi, ngươi đi với ta một chuyến, có ngươi, ta nghĩ hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả mọi giá tới. Lúc này, Ninh Thược Dược đột nhiên lấy ra một cây dược liệu hình dạng như hoa đặt ở trên bàn trước mặt. Thược Dược còn được gọi là cỏ ly biệt, giúp ta giao cái này cho hắn, nói với hắn là ta không yêu cầu nhiều, thỉnh thoảng có một ngày hắn có thể nhớ tới ta là đủ vậy. Vừa dứt lời, Ninh Thược Dược chậm rãi nhắm lại, ở khóe miệng nàng dần dần tràn ra một tia máu tươi. Một ánh sáng máu chợt lóe lên ở trên không trung của Yên Giới Thành, rất nhanh, ba người Dương Diệp xuất hiện ở trong Yên Giới Thành. Khi Dương Diệp đi tới trong tử quán Dương Thành, vẻ mặt hắn lập tức trở nên thâm trầm. Bởi vì trong tử quán đã không có một bóng người. Không đúng, vẫn có một người, ở trong tử quán vẫn có một nữ tử váy xanh. Dương Diệp nhận ra nữ tử váy xanh này, tên nàng là Tiểu Lục, là thân tín của Đinh Thược Dược. Tiểu thư của các ngươi đâu? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Tiểu Lục khẽ nói. Ngươi về muộn rồi. Tiểu Lục nhìn thẳng vào Dương Diệp. Biết không, khi giúp ngươi điều tra thế lực thần bí kia, tiểu thư đã dự đoán được kết cục của mình. Thế lực này còn khủng khiếp hơn chúng ta tưởng rất nhiều, chúng ta có nội tình quá kém. Cho dù cẩn thận thế nào cũng không thể nào lặng lẽ không một tiếng động. Chúng ta khuyên nàng thu tay lại, bởi vì không thể điều tra được, nhưng nàng không nghe. Hai mắt Dương Diệp nhắm lại. Nàng đâu? Tiểu Lục im lặng rất lâu, sau đó nói. Nàng tự biết đối phương sẽ tìm tới nàng, cho nên vào lúc đối phương tìm tới nàng, nàng lại tự hủy sự sống. Nàng không muốn mình bị bắt, để cho đối phương dùng để uy hiếp ngươi. Ở đó im lặng. Dương Diệp chẳng biết đã tuôn ra hai dòng nước mắt từ lúc nào. Rất lâu sau, Dương Diệp nói. Ở đó im lặng. Dương Diệp chẳng biết đã tuôn ra hai dòng nước mắt từ lúc nào. Rất lâu sau, Dương Diệp nói. Là ta hại chết nàng, là ta sớm nên nghĩ đến đối phương sẽ tìm đến nàng, ta sớm nên nghĩ tới. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi ra ngoài cửa, nhưng lại bị huyết nữ cùng An Nam Tĩnh ngăn cản. Huyết nữ nói. Kích động thì không thể báo thù, chỉ có thể chịu chết. An Nam Tĩnh cũng nói. Nếu ngươi chết, chẳng phải nàng đã chết vô ích sao? Lúc này, Tiểu Lục đột nhiên nói. Tiểu thư nói, nếu ngươi muốn báo thù cho nàng thì đừng kích động. Chỉ có sống sót mới có hy vọng. Hai tay Dương Diệp nắm chặt, im lặng rất lâu, hắn xoay người đi ra ngoài. Ta muốn được yên tĩnh một mình. Huyết nữ cùng An Nam Tĩnh không ngăn cản. Lúc này Dương Diệp quả thật cần được yên tĩnh. Huyết nữ liếc nhìn An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó đi theo ra ngoài. Sau khi An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp rời khỏi đây, huyết nữ nhìn về phía Tiểu Lục. Thi thể tiểu thư nhà ngươi đâu? Tiểu Lục lắc đầu. Ta không biết. Không biết. Huyết nữ nhíu mày. Tiểu Lục khẽ gật đầu. Lúc gặp nữ tử thần bí kia, tiểu thư ở trong mật thất. Nhưng khi ta trở ra thì không thấy cả tiểu thư cùng nữ tử thần bí kia, ngoại trừ tiểu thư cùng tên nữ tử thần bí kia, tất cả những người tham gia điều tra thế lực thần bí trong tử quán Dương Thành đều đã chết. Vậy vì sao ngươi không chết? Huyết nữ nhìn về phía Tiểu Lục. Tiểu Lục nhìn về phía huyết nữ. Nàng bảo ta chuyển lời cho ngươi. Nói gì? Huyết nữ hỏi. Tiểu Lục nói. Nàng nói, đã xây xong phần mộ cho tỷ muội các ngươi.
bây giờ chỉ còn thiếu có các ngươi nữa thôi. Huyết nữ khẽ gật đầu. Chúng ta sẽ cho nàng hiểu rõ cái gì gọi là tự chui đầu vào giỏ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Ở cửa tử quán Tiểu Dương, Dương Diệp ngồi dưới đất, cơ thể dựa vào trên cánh cửa, ánh mắt nhìn về phía chân trời thất thần, lại kèm theo một chút mê man. Lúc này, An Nam Tĩnh cũng ngồi ở bên cạnh của Dương Diệp nhưng không nói gì. An ủi người khác sao? Nàng sẽ không làm vậy, nàng cảm thấy lúc này những lời an ủi đều vô nghĩa. Cứ ở bên cạnh là được. Qua rất lâu, Dương Diệp khẽ nói. Ta không ngờ được nàng ấy sẽ làm như vậy. Hắn cùng Đinh Thược Dược quen biết ở linh giới, lúc đó, giữa bọn họ còn xảy ra không ít mâu thuẫn, cho dù cuối cùng đã hòa giải, hơn nữa giữa bọn họ cũng có thiện cảm với nhau, nhưng còn xa mới có thể nói là yêu. Nhưng hắn không ngờ được, Đinh Thược Dược tự nhiên làm vậy vì hắn. An Nam Tĩnh khẽ nói. Nếu như ngươi chết vì nàng, ngươi sẽ hối hận sao? Dương Diệp khẽ lắc đầu. An Nam Tĩnh không nói chuyện. Dương Diệp cũng hiểu rõ ý của An Nam Tĩnh. Sau một khắc, Dương Diệp đứng dậy, sau đó kéo tay An Nam Tĩnh, nói chúng ta cùng đi tới U Minh Điện. Thực lực. Giờ phút này, Dương Diệp nóng lòng muốn nâng cao thực lực. Chỉ có thực lực mới có thể cứu được Tử Nhi trở về, mới có thể báo thù. Bây giờ hắn căn bản không có cách nào đối đầu với thế lực thần bí này. Bây giờ điều hắn nên làm là nâng cao thực lực, mà không phải ở đây lãng phí thời gian. Cho dù trong lòng rất bi thương, lúc này cũng phải kìm nén. Rất nhanh, ba người Dương Diệp đã rời khỏi Yên Giới Thành. Qua một canh giờ sau, ở dưới sự hướng dẫn của huyết nữ, ba người đi tới một nơi hoang vu. Hoang vắng. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Ba người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh lại thấy một mảnh đổ nát xuất hiện ở trong tầm mắt của ba người. Từ quy mô của đồng đổ nát lại thấy được, nơi đây chắc chắn tồn tại rất nhiều kiến trúc hùng vĩ. Ba người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã thấy một tòa cung điện đổ nát xuất hiện ở trong tầm mắt của ba người. Ánh mắt Dương Diệp nhìn vị trí trung tâm ở ngay phía trước cung điện, ở đó có ba chữ U Minh Điện. Không cần phải nói, nơi này chính là tổng bộ của U Minh Điện. Nhìn cung điện trước mắt, huyết nữ im lặng, ánh mắt có chút xúc động, dường như nhớ lại chuyện cũ. Qua một hồi lâu, trong mắt huyết nữ khôi phục lại sự bình tĩnh. Tiến vào trong. Sau khi ba người bước vào cung điện, tia sáng lập tức tối xuống, có chút áp lực, ở trong này cho người ta cảm giác rất áp lực. Nhị tỷ, có thể nói một chút về chuyện của U Minh Điện không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Hắn rất tò mò về U Minh Điện. Thế lực này vô cùng thần bí đến mức người của thế giới lớn đều biết rất ít về các nàng. Huyết nữ im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. U Minh Điện do một người ngoại vực sáng lập ra, trong điện không chỉ có 10 điện U Minh, vẫn có phán quan U Minh, ba tư U Minh, địa Phật U Minh, hai sứ U Minh, ba thánh U Minh, ngũ quỷ U Minh vân vân, mà ở dưới còn có đoàn kỵ sĩ U Minh. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó nói. Ở trong đó, thực lực của phán quan U Minh tương đối mạnh mẽ, cũng là thần bí nhất, cho dù là chúng ta cũng chưa từng gặp. Thứ hai là địa Phật U Minh, tiếp đó là ba thánh U Minh và ngũ quỷ U Minh, cuối cùng mới là 10 điện U Minh chúng ta. Chấn động. Nghe thấy huyết nữ nói vậy, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đã hoàn toàn bị chấn động. Bọn họ đều không ngờ được 10 điện U Minh điện chỉ là một phần trong U Minh điện, hơn nữa còn là bộ phận yếu nhất trong U Minh điện. Đùa kiểu gì vậy? Thực lực đám người huyết nữ khủng khiếp thế nào? Không ngờ 10 điện U Minh ở trong U Minh Điện chỉ có thể bộ phận yếu nhất. Lúc này, huyết nữ lại nói. Tổng bộ của chúng ta cũng không ở Đại Lục Thiên Thiên. Trước đây 10 điện U Minh chúng ta tới Đại Lục Thiên Thiên chỉ là vì một nhiệm vụ, nhưng sau khi chúng ta đi tới nơi này không lâu, điện chủ U Minh Điện đột nhiên biến mất. Bên trong U Minh Điện lập tức bắt đầu loạn cả lên, tất cả mọi người tranh đoạt chức điện chủ. Đại tỷ không có ý tranh đoạt, cho nên chúng ta ở lại nơi đây không về. Nhưng, nói đến đây, vẻ mặt nàng lạnh xuống. Nhưng không ngờ được vẫn không có cách nào tránh được, cũng không lâu lắm, địa Phật U Minh đi tới Đại Lục Thiên Thiên tìm chúng ta, đối phương muốn 10 điện chúng ta theo hắn, giúp hắn cướp đoạt vị trí điện chủ U Minh Điện. Đại tỷ tự nhiên không đồng ý, địa Phật U Minh này tự nhiên bắt giới nữ cùng yên nữ tới uy hiếp chúng ta. Cuối cùng. Chúng ta được đối thủ cạnh tranh của địa Phật U Minh âm thầm trợ giúp mới cứu được giới nữ cùng yên nữ ra, đồng thời giết địa Phật U Minh. Địa Phật U Minh rất mạnh sao?
Dương Diệp hỏi. Huyết nữ khẽ gật đầu. Rất mạnh, ngoại trừ người trong U Minh Điện, nếu một đấu một, trong những người ta đã gặp qua có lẽ chỉ có ba người có thể thắng được hắn. Ba người nào? Dương Diệp hiếu kỳ nói. Huyết nữ nói. Thứ nhất là Tiêu Giao Tử đạt được cảnh giới luân hồi có thể thắng hắn, nhưng không giết được hắn. Thứ hai là người thần bí cùng sống với thế giới và vạn vật này. Người này có thể giết hắn nhưng chắc chắn sẽ không giết dễ dàng như vậy. Hơn nữa, đối phương có khả năng mượn lực lượng của vạn vật. Người cuối cùng là lão nhân mặc áo đạo sĩ đã từng giết chết Kiếm Vô Cực. Người này mạnh mẽ vượt ra khỏi nhận thức của ta. Đừng nói là địa Phật U Minh, chỉ sợ điện chủ ở thời kỳ đỉnh phong cũng không có cách nào chống lại hắn. Lão nhân mặc áo đạo sĩ. Trong lòng Dương Diệp thầm dùng mình, lão nhân mặc áo đạo sĩ cuối cùng là ai? Sợ rằng chỉ có Tiểu Thất vẫn đang ngủ say mới biết được vấn đề này. Thực lực của lão nhân mặc áo đạo sĩ kia quả thật có chút biến thái, không phải có chút mà là đặc biệt biến thái. Một tia phân thân lại giết chết Kiếm Vô Cực đã thi triển tinh hà kiếm đồ. Đây chẳng qua là một tia phân thân thôi đấy. Một tia phân thân đã mạnh mẽ như vậy, vậy bản thể còn mạnh tới mức nào? Lúc này, huyết nữ lại nói. Cho dù giết chết địa Phật U Minh, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Bây giờ nhân vật ở phía sau đối phó với chúng ta cũng là người của U Minh Điện. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Đối phương cũng là người của U Minh Điện sao? Huyết nữ khẽ gật đầu. Nàng là văn sử trong nhị sử U Minh, ở trong U Minh Điện có quyền lợi cực lớn, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ bên trong U Minh Điện đều do nàng quản lý. Trước đây chúng ta tới Đại Lục Thiên Thiên làm nhiệm vụ cũng là do nàng phái đi. Tại sao nàng lại muốn đối phó với các ngươi? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ nói. Bởi vì địa Phật U Minh là ca ca của nàng, là ca ca ruột của nàng, tình cảm của bọn họ rất tốt, vô cùng tốt. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Huyết nữ nói. Chuyện chính là như vậy, nghiêm khắc mà nói, đây cũng tính là chuyện bên trong U Minh Điện chúng ta. Chỉ là xin lỗi đã liên lụy tới ngươi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Một vấn đề cuối cùng, nhiệm vụ các ngươi tới Đại Lục Thiên Thiên là gì? Huyết nữ im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Bắt sống đứng đầu thiên đạo của thế giới này. Dương Diệp hơi ngẩn người ra và muốn nói gì đó. Đúng lúc này, một đường ánh sáng trắng chợt lóe lên. Tiếp theo, Tiểu Thiên xuất hiện ở trước mặt huyết nữ. Hừ hừ. Tiểu Thiên nhìn huyết nữ cười lạnh. Nhìn thấy Tiểu Thiên, trong mắt huyết nữ lập tức xuất hiện thêm một tia nghiêm trọng. Tiểu nữ hài này rất thần bí. Dương Diệp lôi kéo cánh tay của Tiểu Thiên, nói. Ngươi cười lạnh cái gì vậy, người ta lại không nói muốn bắt sống ngươi, còn nữa, ngươi là người đứng đầu thiên đạo sao? Tiểu Thiên khẽ nói. Không có gì, chính là muốn cười một chút thôi. Nói xong, thân hình của nàng run lên, trực tiếp tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp. Chấm. Chúng ta đi thôi. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa. Ở dưới sự hướng dẫn của huyết nữ, ba người bước vào sâu bên trong đại điện, chẳng bao lâu đã thấy trước mặt là đường cụt. Dương Diệp cùng An Nam tĩnh nhìn về phía huyết nữ. Huyết nữ nhẹ nhàng vung tay ngọc lên, trong phút chốc, bức tường trước mặt bọn họ đột nhiên biến đổi, ngay sau đó, tường kia chậm rãi tách ra hai bên. Chỉ trong giây lát, một cánh cửa xua ca tê hiện ở trước mặt ba người. Đi thôi. Huyết nữ nói. Sau khi ba người bước vào trong cánh cửa, Dương Diệp cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên mơ hồ. Cùng lúc đó, đầu hắn bắt đầu có chút ảm đạm. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp cảm giác đầu mình đã khôi phục lại bình thường. Dương Diệp mở mắt, lúc này bọn họ đã không ở trong đại điện lúc trước nữa. Xung quanh bọn họ là một nơi trống trải. Không có gì cả. Đây là đâu? Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ. Huyết nữ khẽ nói. Thế giới này của chúng ta có thật nhiều năng lượng, ví dụ như huyền khí ngũ hành, lực ngôi sao, lực thời gian, lực âm dương. Chỗ này là do đại tỷ năm đó mở ra, ở đây cắt đứt với tất cả năng lượng, phải nói là ở đây chỉ có lực âm dương, tất cả năng lượng còn lại đều bị đại tỷ hút ra. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Cảm ngộ. Bây giờ ngươi là thần giả, nếu muốn tiến thêm một bước thì chỉ có thể cảm ngộ lực âm dương, chỉ có hiểu rõ cái gì gọi là lực âm dương, ngươi mới có thể từ thần giả bước vào cảnh giới âm dương. Nếu như ở bên ngoài, ngươi muốn cảm ngộ lực âm dương sẽ vô cùng khó khăn.
nhưng ở đây sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Về phần cần bao nhiêu thời gian mới có thể cảm ngộ lực âm dương thì chỉ có thể xem vận số của chính ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Từ thần giả đến cảnh giới âm dương cần có lĩnh ngộ, lại giống như kiếm ý trước đó, hiểu thì kiếm ý lập tức đạt được một cấp bậc mới. Lại nói điều này có chút huyền diệu, nhưng muốn lĩnh ngộ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Dưới tình hình chung, chỉ có người không ngừng tích lũy theo tháng ngày mới có thể đột nhiên lĩnh ngộ ở thời điểm quan trọng. Giống như làm một chuyện, ngay từ lúc đầu vô cùng khó khăn, nhưng nếu như ngươi làm mấy nghìn lần, mấy vạn lần, có khả năng sẽ phát hiện hóa ra cũng không phải quá khó. Sở dĩ cảm thấy không phải quá khó là bởi vì ngươi nắm giữ được một ít kỹ xảo trong đó. Khi ngươi nắm giữ được vài điểm quan trọng, ngươi sẽ phát hiện thật ra nó vốn rất đơn giản. Lúc này, huyết nữ nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Ngươi cũng là thần giả đỉnh phong, có thể ở lại đây cùng hắn tìm hiểu. Thiên phú của ngươi tốt hơn hắn, ta tin tưởng ngươi sẽ không tốn thời gian quá lâu sẽ có thể bước vào cảnh giới âm dương. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Cảm ơn. Không hề nghi ngờ, nếu để cho thế lực bên ngoài biết về chỗ này, nhất định sẽ làm cho rất nhiều cường giả trở nên điên cuồng. Ở đây lại tương đương với một con đường tắt đi từ thần giả đến cảnh giới âm dương. Huyết nữ liếc nhìn An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp, sau đó nói. Ta không quấy rầy các ngươi nữa. 10 ngày sau, ta sẽ tới tìm các ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Sau khi huyết nữ rời khỏi, An Nam Tĩnh lập tức ngồi xếp bằng xuống, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Đừng ở chỗ này, chúng ta tiến vào trong. Nói xong, hắn trực tiếp kéo tay An Nam Tĩnh bước vào tầng thứ 3 của Hồng Mông Tháp. Hắn đương nhiên phải tu luyện ở bên trong Hồng Mông Tháp, hắn chỉ có 10 ngày, 10 ngày cảm ngộ lực âm dương để thăng cấp cảnh giới âm dương sao. Không thực tế, chỉ có ở bên trong Hồng Mông Tháp mới có khả năng làm được. Ở bên trong Hồng Mông Tháp, có nghĩa là hắn có hơn 3 tháng. Thêm chút thời gian lại có nghĩa là có thêm cơ hội thăng cấp cảnh giới âm dương. Cho dù Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh ở bên trong Hồng Mông Tháp, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng bọn họ cảm ngộ lực âm dương xung quanh, bởi vì lúc này vị trí của Dương Diệp là ở trong một mảnh không gian nơi này, hắn có thể cảm ứng được những lực âm dương bên ngoài. Cảm ngộ. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh bắt đầu cảm ngộ cái gọi là lực âm dương này. Không thể không nói, Dương Diệp không thích cách thức này lắm, đơn giản mà nói, bảo hắn mỗi ngày ngồi ở chỗ đó đi cảm nhận những lực âm dương xung quanh, lấy tính tình của hắn thật sự có chút khó chịu. Bởi vậy, qua mấy ngày sau, Dương Diệp bắt đầu tìm An Nam Tĩnh so tài. Đối với điều này, An Nam Tĩnh tất nhiên không có ý kiến gì, nàng đã sớm muốn so tài cùng Dương Diệp. Bên trong Hồng Mông Tháp, An Nam Tĩnh cầm liệt thiên trong tay với thần sắc bình tĩnh, ở cách phía trước nàng không xa là Dương Diệp, tay Dương Diệp cầm kiếm tổ, trên kiếm tổ cớ kiếm quang lượn lờ. Không chung, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc hai người đồng thời lập tức biến mất. Keng! Ở đó đột nhiên vang lên một tiếng kim loại va chạm, không gian xung quanh chấn động mạnh, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh chỉ vừa va chạm đã tách ra. Nhưng trong phút chốc, hai người lại chiến đấu với nhau. Hai người chỉ so chiêu thức, không dùng tới ý cảnh của từng người. An Nam Tĩnh có ý thức chiến đấu rất mạnh, Dương Diệp là kiếm tâm thông minh, hắn có thể nhanh chóng tìm được sơ hở của An Nam Tĩnh, nhưng mỗi lần hắn ra chiêu, trong một chớp mắt này An Nam Tĩnh giống như đã biết hắn sắp làm gì, luôn có thể chặn đứng chiêu thức của hắn nhanh hơn hắn một bước. Không thể không nói, điều này làm cho Dương Diệp đánh có chút bức bối. Hiểu Vũ Tịch nhìn không hề chớp mắt vào Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Không thể nghi ngờ cuộc chiến đấu giữa Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh rất đặc sắc, cho dù bọn họ cũng không có phát huy ra hết thực lực chân chính, nhưng chính vì vậy mới đặc sắc. Đây là tranh đấu về ý thức. Có thể nói, ai cận chiến cùng bọn họ thì kẻ đó gặp xui xẻo. Chiến đấu rất lâu, Dương Diệp bắt đầu sử dụng đấu pháp vô lại, cũng chính là đấu pháp không phòng ngự, hắn hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Khi hắn buông tha phòng ngự sau, thế cục lập tức chậm rãi thay đổi. Bởi vì An Nam Tĩnh có chỗ cố kỵ, dù sao nàng không có cơ thể mạnh như Dương Diệp, không có khả năng đánh liều mạng giống như Dương Diệp. Qua một canh giờ sau, hai người ngừng lại. Không phân thắng bại. Thật ra cũng không có cách nào phân ra thắng bại, bởi vì bất kể là An Nam Tĩnh hay Dương Diệp, bọn họ ra tay đều có giữ lại, sẽ không lấy ra sát chiêu. Hơn nữa, đến trình độ như bọn họ mà muốn phân ra thắng bại nói, cũng có nghĩa là phải phân ra sống chết.
Trong thời gian tiếp theo, mỗi ngày của hai người đều bắt đầu cảm ngộ. Lực âm dương. Thành thật mà nói, ban đầu ngoại trừ không khí, hắn cũng không cảm ứng được gì. Nhưng An Nam Tĩnh lại nói đã cảm ứng được. Đây là chênh lệch thiên phú. Nhưng chẳng bao lâu Dương Diệp cũng cảm ứng được, bởi vì hắn sử dụng kiếm vực. Kiếm vực vừa ra, tất cả đều không thể che giấu. Cảm ứng được nhưng không có nghĩa là có thể thăng cấp đến cảnh giới âm dương, còn phải cân nhắc về lực âm dương này, hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này, mới có thể từ thần giả bước vào âm dương. Thần giả đến cảnh giới âm dương chính là dựa vào ngộ. Nếu như ngươi không thể ngộ đạo, cho dù mỗi ngày tu luyện cũng không có khả năng đạt được cảnh giới âm dương. Hai tháng trôi qua, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cũng đều im lặng. Một ngày nào đó, Tiểu Thiên đột nhiên đi tới tầng thứ ba. Bọn họ còn đang ngộ đạo sao? Tiểu Thiên hỏi. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu. Tiểu Thiên bĩu môi. Đúng là buồn chán, trừ khi là ngủ, nếu không bảo ta ngồi mỗi ngày ta sẽ chẳng thèm. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Tiểu Thiên, sau đó khẽ nói. Tu luyện, không tu luyện sẽ bị người khi dễ. Cái này thì đúng rồi. Tiểu Thiên khẽ nói. Sau này phải bảo đám người Tiểu Thiên cũng tu luyện, nếu không cũng bị loài người bắt nạt. Mí mắt của Hiểu Vũ Tịch khẽ giật, nàng tất nhiên biết Tiểu Thiên, mà Tiểu Thiên nhắc tới là gì. Im lặng trong chớp mắt, nàng nói. Con mắt thiên đạo cũng có thể mạnh hơn sao? Đương nhiên. Tiểu Thiên đến. Tuy nhiên bọn họ hình như đều không thích tu luyện. Ôi, chủ yếu là linh trí của bọn họ còn chưa thật sự thành hình. Chờ bọn họ có thể có linh trí tương đương với loài người, bọn họ sẽ tự hiểu được cách làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Cái này thì cần có thời gian. Ôi, không nói nữa, ta đi chơi đây. Nói xong, nàng lại muốn rời đi, mà vào lúc này, nàng đột nhiên nhìn về phía An Nam Tĩnh. Lúc này một khí tức khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể An Nam Tĩnh cuồn cuộn trào ra, nhưng chẳng bao lâu khí tức này lại bị thu về. Cảnh giới âm dương. Một bên, Hiểu Vũ Tịch hỏi. An Nam Tĩnh chậm rãi mở mắt, nàng thở hắt ra một hơi và nàng nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, sau đó khẽ gật đầu. Cảnh giới âm dương. Vẻ mặt Hiểu Vũ Tịch xúc động, nàng không ngờ được An Nam Tĩnh tự nhiên nhanh chóng đạt tới cảnh giới âm dương như vậy, thiên phú này thật sự quá nghịch thiên. Tiểu Thiên đột nhiên đi tới trước mặt của An Nam Tĩnh, nàng liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh, sau đó nói. Cha cha, thể chất phũ thần, thể chất này của ngươi rất lợi hại đấy. An Nam Tĩnh liếc nhìn Tiểu Thiên. Ngươi là... Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cười hì hì. Tiểu trong lớn nhỏ, thiên trong không trung. Nói xong, nàng lại liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh, sau đó nói. Ngươi có thể chất không tệ, tuy nhiên thể chất tốt chỉ có thể nói có là một khởi điểm tốt, chủ yếu vẫn phải xem bản thân có cố gắng không. Ta nhìn ra được ngươi rất cố gắng. Còn nữa, ngươi thông minh hơn tên ngu ngốc Dương Diệp này nhiều. Tên ngu ngốc này đến bây giờ còn chưa tới cảnh giới âm dương, đúng là kẻ thất bại. Nói xong, nàng chắp tay sau lưng và nhảy ra khỏi phòng tu luyện. Nàng là ai? An Nam Tĩnh nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Một tiểu nữ hài kỳ lạ có thể gọi con mắt thiên đạo làm tay chân của nàng. An Nam Tĩnh. Chấm. Thời gian trôi qua từng chút một. Đảo mắt đã một tháng qua nhưng Dương Diệp vẫn không có động tĩnh gì. Mà lúc này, huyết nữ đã tới. An Nam Tĩnh cùng Hiểu Vũ Tịch rời khỏi Hồng Mông Tháp, ở trước mặt các nàng là huyết nữ. Hắn đâu? Huyết nữ hỏi. Còn chưa xong. An Nam Tĩnh lắc đầu. Huyết nữ nhíu mày, sau đó nói. Không có thời gian đâu, thời hạn 10 ngày đã đến. Có cần đánh thức hắn? Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nói. Không thể. Huyết nữ lắc đầu. Lúc này là thời điểm quan trọng, đánh thức hắn có khả năng sẽ phải thất bại trong gang tấc. Vậy phải làm sao? Hiểu Vũ Tịch khẽ nói. Huyết nữ liếc nhìn An Nam Tĩnh cùng Hiểu Vũ Tịch, sau đó nói. Vũ Tịch ngươi ở chỗ này với hắn, An Nam Tĩnh đi theo ta. Đi đâu? Hiểu Vũ Tịch hỏi. Huyết nữ nheo mắt lại. Ngọa Long Sơn. Những tỉ muội kia của ngươi đâu? An Nam Tĩnh hỏi. Bọn họ còn đang trên đường chạy tới, chúng ta đi trước thôi. Huyết nữ nói xong, trực tiếp nắm lấy vai của An Nam Tĩnh và lập tức biến mất. Mà một giờ sau khi huyết nữ cùng An Nam Tĩnh biến mất, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở bên trong phòng tu luyện đột nhiên mở mắt. Trong chớp mắt này,
một khí thế khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp lao ra, không gian xung quanh Dương Diệp lập tức dâng lên từng đợt chấn động giống như gợn sóng nhưng có phần đồ sộ. Rất nhanh, khí thế này giống như thủy triều rút trở về trong cơ thể của Dương Diệp. Cảnh giới âm dương. Hiểu Vũ Tịch vội vàng đi tới trước mặt Dương Diệp, nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp sâu hít sâu một hơi, sau đó khẽ gật đầu. Cuối cùng cũng đạt được cảnh giới âm dương, bây giờ cường giả cảnh giới luân hồi bình thường cũng không uy hiếp đối với hắn nữa. Nhìn thấy Dương Diệp đạt tới cảnh giới âm dương, trong lòng Hiểu Vũ Tịch thả lỏng, sau khi đạt được cảnh giới âm dương, thực lực chỉnh thể của Dương Diệp chắc chắn được tăng trưởng trên diện rộng. Điều này có nghĩa là hắn đối mặt với thế lực thần bí kia cũng có thêm mấy phần khả năng thắng lợi. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. An Nam Tĩnh đâu? Lúc này, Hiểu Vũ Tịch dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Nhanh đi, các nàng đã đi trước một bước. Dương Diệp ngẩn người, rất nhanh, hắn nhớ tới 10 ngày đã đến. Dương Diệp vừa muốn đi, đột nhiên hắn nói. Đi đâu? Ngọa Long Sơn. Hiểu Vũ Tịch nói. Ngọa Long Sơn ở đâu? Dương Diệp lại hỏi. Hiểu Vũ Tịch. Chấm. Rất nhanh, sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, bởi vì hắn căn bản không biết Ngọa Long Sơn ở đâu. Chấm. Hôm nay Đại Lục Thiên Thiên có chút không bình tĩnh. Đế Tông. Hôm nay Đế Tông đột nhiên có một vị khách không mời mà đến. Vị khách không mời mà đến này là một nữ tử mặc vải bằng váy, hai mắt khép hờ, nhìn từ ngoài tuyệt đối không có gì đặc biệt. Nữ tử đi thẳng tới trên không trung của Đế Tông, một lão già cảnh giới luân hồi lập tức xuất hiện ở trước mặt nữ tử. Lão già nhìn nữ tử, nhíu mày nói. Các hạ là người nào, vì sao tự tiện xông vào Đế Tông ta? Tới đòi nợ. Nữ tử vừa dứt lời. Đột nhiên nàng từ từ mở mắt, trong giây phút đó, một đạo tơ đỏ đột nhiên từ trong hai mắt nàng bắn ra nhanh như điện chớp. Sau khi tơ đỏ này xuất hiện, tất cả ánh sáng phía chân trời đều biến mất, nói chính xác là ánh sáng bên trong phạm vi mấy vạn dặm đều biến mất, tất cả trời đất chìm trong một mảnh tối tăm. Ở đó, tơ đỏ kia là ánh sáng duy nhất ở đó. Tốc độ của tơ đỏ kia rất nhanh, khi lão già kia còn chưa lấy lại tinh thần nó đã xuyên qua thân thể hắn. Tiếp theo, tơ đỏ kia trực tiếp tiến vào trong Đế Tông phía dưới. Trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời. Không biết qua bao lâu, trên không trung Đế Tông dần dần khôi phục lại ánh sáng, nhưng tất cả Đế Tông lại biến thành một mảnh đổ nát. Mà ở trong đống đổ nát này đã không có một người nào sống. Hơn 10 vạn đều đã chết. Chiến Các. Vào lúc Đế Tông bị diệt tông, hai nữ tử đi tới Chiến Các. Một nữ tử trong đó có gương mặt trắng bệch, trên thân mang theo oán khí cùng sát ý ngập trời, một nữ tử khác lại cưỡi một con heo lớn màu trắng, vai vác thanh đao lớn. Hai nữ tử xuất hiện ở trên không trung của Chiến Các, một cường giả cảnh giới luân hồi của Chiến Các lập tức xuất hiện ở trước mặt hai nàng. Tên cường giả cảnh giới luân hồi kia nhíu mày nói. Chúng ta đã gặp mặt chưa? Vì sao ta cảm giác hai vị có chút quen thuộc? Đương nhiên quen. Nữ tử vác thanh đao cười lạnh. U Minh Điện, biết không? Nghe vậy, sắc mặt của lão già kia chợt biến đổi. Ngươi, các ngươi! Còn chưa nói xong, hắn dường như nghĩ tới điều gì đã lập tức xoay người định chạy trốn. Mà lúc này, nữ tử cưỡi heo này cùng một nữ tử khác lại đột nhiên ra tay. Một thanh đao lớn phá không rời đi và chém thẳng vào lão già, cùng lúc đó, một sát ý cùng oán khí khủng khiếp trong phút chốc đã nhấn chìm tất cả Chiến Các. Trong nháy mắt, tất cả Chiến Các trở thành luyện ngục của nhân gian. Không chỉ Đế Tông và Chiến Các, trong cùng một lúc, rất nhiều thế lực khác đều chịu nỗi khổ bị diệt tông, diệt môn. Rất nhanh, tất cả người của Đại Lục Thiên Thiên đều biết điện hạ của U Minh Điện đã lên đây. U Minh Điện. U Minh Điện này đã từng khiến rất nhiều thế lực kiêng kỵ lại quay về thế giới lớn đòi nợ, trong giây lát, rất nhiều thế lực cảm thấy bất an. Mà cùng lúc đó, yêu tộc, man tộc, ma tộc, cùng với hải tộc đều đề phòng, đồng thời ra lệnh không cho bất kỳ tộc nhân nào bước vào phạm vi của nhân tộc. Rõ ràng, bọn họ cũng không muốn dính vào bãi nước đục này. U Minh Điện xuất hiện đã đại biểu cho Đại Lục Thiên Thiên không còn yên tĩnh. Trong nhân vực, cuộc tàn sát vẫn đang kéo dài, từng thế lực biến mất trên Đại Lục Thiên Thiên. Chấm. Hai canh giờ sau, huyết nữ cùng An Nam Tĩnh đi tới trong một dãy núi cực lớn, nếu như từ trên không trung nhìn xuống sẽ phát hiện. Dãy núi này giống như một con rồng lớn đang nằm. Bọn họ lại ở trong này sao?
Bên cạnh huyết nữ, An Nam Tĩnh hỏi. Huyết nữ khẽ gật đầu. Đợi lát nữa người phải tự mình cẩn thận một chút. Hai nàng tăng nhanh tốc độ, rất nhanh hai nàng đã ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hai nàng đột nhiên có thêm một nam tử trung niên đeo trường thương. Nhìn thấy nam tử trung niên này, vẻ mặt An Nam Tĩnh lập tức nghiêm trọng. Trước đó nàng đã từng gặp nam tử này, khi đó nàng đã cảm giác nam tử trung niên này vô cùng nguy hiểm, mà bây giờ nàng vẫn cảm giác nam tử trung niên này vô cùng nguy hiểm. Chủ nhân nói tạm thời dẫn các ngươi xem ít đồ. Nam tử nói xong câu này thì lập tức xoay người biến mất. Huyết nữ nắm vai của An Nam Tĩnh cơ thể thoáng di chuyển theo. Sau một khắc, huyết nữ cùng An Nam Tĩnh ngừng lại. Ở cách các nàng không xa có 10 ngôi mộ, 10 ngôi mộ liền cùng một chỗ, trước mỗi một ngôi mộ đều có tấm bia đá, trên tấm bia đá có chữ viết. Tấm bia đá của ngôi mộ phía ngoài cùng bên trái có khắc hai chữ thiên nữ. Tấm thứ hai viết là, huyết nữ, tấm thứ ba viết là, nữ tử mù. Trên tấm bia đá của 10 ngôi mộ khác là tên 10 điện hạ của U Minh Điện. Phía xa, nam tử đeo thương nhìn về phía huyết nữ, nói. Chủ nhân nói còn thiếu các ngươi nữa thôi. Huyết nữ cười lạnh cười. Yên tâm, chúng ta sẽ cho nàng hiểu rõ cái gì gọi là tự chui đầu vào giỏ. Nói xong, nàng nhìn về phía nam tử trung niên. Đi thôi, dẫn chúng ta đi gặp chủ nhân của ngươi. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Hắn cũng không nhiều lời vô ích đã xoay người đi về phía xa. Rất nhanh, ở dưới sự hướng dẫn của nam tử trung niên, huyết nữ cùng An Nam Tĩnh đi tới trước một căn nhà trúc. Lúc này, một nữ tử cầm quạt lông trong tay từ trong căn nhà trúc đi ra. Nữ tử cầm quạt lông nhìn huyết nữ, cười nói. Không ngờ được các ngươi vừa tới đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng thật may tất cả đều ở trong dữ liệu. Huyết nữ nhìn nữ tử cầm quạt lông rất lâu, sau đó nói. Phạm Âm Vũ, ân oán giữa chúng ta cũng nên hoàn toàn chấm dứt đi. Nữ tử tên là Phạm Âm Vũ cầm quạt lông khẽ gật đầu. Đúng là nên chấm dứt. Trước đây đi sai một nước cờ mới để cho các ngươi chạy trốn tới vị diện dưới, lần này sẽ không như vậy nữa. Huyết nữ nói. Năm đó, tỉ muội chúng ta chúng phải mưu kế của ngươi mới không tập trung lại một chỗ, bị ngươi tiêu diệt từng người, mà lần này, ngươi cố ý muốn chúng ta tập trung lại một chỗ. Ta nghĩ ngươi chắc hẳn rất có lòng tin. Phạm Âm Vũ mỉm cười. Không có lòng tin gì, chỉ là không muốn tiếp tục lãng phí thời gian mà thôi. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, im lặng rất lâu, sau đó nói. Không có khí tức thiên nữ đại tỷ của các ngươi, thế nào, lúc này nàng vẫn chưa xuất hiện sao? Nàng vừa dứt lời, phía chân trời đột nhiên xuất hiện 9 đường ánh sáng, rất nhanh. 9 đường ánh sáng rơi vào bên cạnh huyết nữ, ánh sáng lấp lánh tản đi, đám người nữ tử mù xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. An Nam Tĩnh nhìn lướt qua đám người nữ tử mù và lập tức thầm rùng mình, bởi vì nàng phát hiện trong đám người nữ tử mù, cảnh giới thấp nhất cũng là cảnh giới âm dương, phải nói chỉ có một cảnh giới âm dương, đó chính là thiếu nữ cưỡi heo, còn lại tất cả đám người minh nữ đã là cảnh giới luân hồi. Tất cả là cảnh giới luân hồi. Phạm Âm Vũ nhìn lướt qua đám người nữ tử mù, sau đó khẽ gật đầu. Không trách được dám lên đây, hóa ra tất cả đều khôi phục lại thực lực của trước kia. Cũng đúng, đã lâu như vậy, nếu như vẫn không thể khôi phục tất cả thực lực, khó tránh khỏi lại quá kém cỏi đi. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó lại nói. Đáng tiếc, còn chưa đủ. Đủ hay không đủ, đánh mới biết được, không phải sao. Huyết nữ đứng dậy, nói. Phạm Âm Vũ, chúng ta đấu vài chiêu chứ? Phạm Âm Vũ lắc đầu. Đối thủ của ta là đại tỷ của ngươi, trong các ngươi cũng chỉ có nàng có tư cách làm đối thủ của ta. Ta không có ý hạ thấp ngươi, nhưng sự thật chính là như vậy. Đúng lúc này, nam tử trung niên đeo trường thương đột nhiên đứng dậy, nói. Huyết nữ điện hạ nếu muốn đấu vài chiêu, ta có thể theo hầu. Huyết nữ nhìn về phía nam tử trung niên kia. Trong phút chốc có một ánh sáng máu bắn ra nhanh như điện chớp, tốc độ của ánh sáng máu rất nhanh, lập tức lại đi tới trước mặt nam tử trung niên. Sắc mặt nam tử trung niên không thay đổi, tay phải nắm chặt thành quyền và sau đó đánh ra một quyền. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, sáng máu kia của huyết nữ ánh ầm ầm vỡ nát, mà lúc này, huyết nữ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên, trong phút chốc, một uy áp khủng khiếp trực tiếp nghiền ép về phía nam tử trung niên. Đúng lúc này, tay phải của nam tử trung niên đột nhiên hóa thành trường,
sau đó chợt một chưởng vỗ ở trên không gian trước mặt mình. Ầm. Không gian xung quanh chấn động mạnh, uy áp do huyết nữ phát ra ầm ầm tiêu tan, trong phút chốc, lại truyền tới một tiếng nổ lớn do đối chưởng. Vừa dứt lời, huyết nữ trở lại chỗ cũ, nam tử trung niên kia lùi về phía sau gần ba trượng. Huyết nữ nheo mắt lại, mà vào lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đường kiếm quang, rất nhanh, kiếm quang rơi vào bên cạnh huyết nữ, kiếm quang tản đi, Dương Diệp xuất hiện ở bên cạnh huyết nữ. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, thật may không có tới muộn. Sở dĩ hắn có thể tìm được nơi này dĩ nhiên là bởi vì Tiểu Thiên giúp. Cảnh giới âm dương. Minh nữ đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn liếc mắt nhìn Minh nữ, sau đó nói. Ngươi đã là luân hồi. Minh nữ khẽ gật đầu. Thực lực đã khôi phục lại. Dương Diệp khẽ gật đầu cũng không thấy kỳ quái, Minh nữ căn bản không giống với hắn và An Nam Tĩnh, dù sao Minh nữ nàng vốn chính là cường giả cảnh giới luân hồi. Đúng lúc này, Phạm Âm Vũ đột nhiên nói. Nếu đại tỷ của các ngươi không hiện thân, vậy ta giải quyết các ngươi trước tiên. Giải quyết các ngươi xong, ta nghĩ nàng nhất định sẽ hiện thân thôi. Không được. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Vừa dứt lời, trước ngực Dương Diệp đột nhiên hiện ra một đường ánh sáng trắng tản đi, Tiểu Thiên xuất hiện ở đó. Tiểu Thiên nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phạm Âm Vũ. Không thể đánh nhau ở đây, thực lực các ngươi mạnh mẽ, đại chiến ở đây sẽ đánh cho đại lục bị tàn phế mất. Không đúng, có thể sẽ đánh tới không còn. Phạm Âm Vũ mỉm cười. Nếu như ta không muốn. Tiểu Thiên đột nhiên đi về phía Phạm Âm Vũ, rất nhanh, nàng đi tới trước mặt Phạm Âm Vũ, sau đó nhìn thẳng Phạm Âm Vũ. Ai dám ra tay ở trong này, ta lại giết chết kẻ đó. Nói, nàng thò tay điểm một cái vũ trước ngực Phạm Âm. Ngươi muốn thử một chút không? Sùng bái. Giờ phút này, Dương Diệp quả thực sùng bái Tiểu Thiên tới mức không thể tăng thêm được nữa. Nữ tử cầm quạt công này là ai? Đây chính là một trong U Minh Nhị Sử đấy. Hắn không biết U Minh Nhị Sử là khái niệm thế nào, nhưng hắn biết U Minh Điện đều thiếu chút nữa bị nàng tiêu diệt sạch. Còn nữa, hai nam tử cùng nữ tử cụt tay và cả nam tử cõng trường thương này đều cam tâm nhận nàng làm chủ. Có thể tưởng tượng được thực lực của bản thân nàng mạnh mẽ đến trình độ nào. Mà bây giờ, Tiểu Thiên không ngờ ngang nhiên khiêu khích nữ nhân này, vẫn khiêu khích triệt để như vậy, không để cho đối phương một chút mặt mũi nào. Không chỉ Dương Diệp, tất cả mọi người ở đó đều đã sửng sốt. Rõ ràng, bọn họ cũng không nghĩ tới Tiểu Thiên sẽ làm như vậy. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ồn ào nói. Tiểu Thiên, ngươi đừng làm khó dễ nàng. Nàng chắc chắn không dám ra tay đâu, nàng làm sao dám ra tay ở trước mặt ngươi? Đây không phải là muốn chết sao? Cho dù miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn đã điên cuồng kêu gào, ra tay ra tay. Hắn thật sự hy vọng này nữ tử cầm quạt lông ra tay, nếu nữ tử cầm quạt lông ra tay ở đây với Tiểu Thiên, không cần phải nói, Tiểu Thiên nhất định sẽ gọi giúp đỡ, thậm chí sẽ giải phóng năng lực đánh nhau của mình. Mà nếu như nữ tử cầm quạt lông này không ra tay ở trong này, Tiểu Thiên có lẽ sẽ không ra tay hỗ trợ. Mặc dù quan hệ giữa Tiểu Thiên và hắn không tệ, nhưng lại là một người rất có nguyên tắc. Cho nên, muốn Tiểu Thiên ra tay giúp đỡ thì cũng chỉ có thể làm cho nữ tử cầm quạt lông này ra tay. Nữ tử cầm quạt lông vẫn không nói chuyện, nam tử vác thương này đột nhiên muốn ra tay với Tiểu Thiên, mà vào lúc này, nữ tử cầm quạt lông đột nhiên khẽ lắc đầu. Nhìn thấy nữ tử cầm quạt lông lắc đầu, nam tử vác thương lập tức lui trở lại. Nữ tử cầm quạt lông nhìn thẳng vào trước mặt Tiểu Thiên rất lâu, nàng đột nhiên nhíu mày. Ta đã từng nhận được một món bảo vật này khiến cho ta nắm giữ một ít năng lực, một vài năng lực có thể nhìn thấy tương lai ngắn. Cho tới bây giờ, ở trong thế giới này chỉ có hai người làm cho ta hoàn toàn không có cách nào thăm dò, một người là ngươi. Nói đến đây, nàng liếc nhìn Dương Diệp. Còn có một người nữa là ngươi. Dương Diệp nhún vai, không cần phải nói. Đối phương không có cách nào thăm dò hắn là bởi vì Hồng Mông Tháp. Nữ tử cầm quạt lông nhìn về phía Tiểu Thiên. Có phải chúng ta đã từng gặp mặt đúng không? Vì sao ta cảm giác ngươi có chút quen thuộc? Không biết. Tiểu Thiên lui trở về bên cạnh của Dương Diệp, sau đó nàng nhìn lướt qua xung quanh. Nhân loại các ngươi muốn đánh, đây là chuyện của các ngươi. Nhưng trời đất này là của tất cả các tộc, không thể bị các ngươi tùy ý phá hủy được.
Muốn đánh thì đi ngoài chiến trường không trung mà đánh. Ở nơi đó, tùy các ngươi đánh như thế nào cũng được. Nhưng, ở đây thì không được. Lúc này, nữ tử cầm quạt lông đột nhiên cười nói. Trời đất này có liên quan gì đến ta? Nghe vậy, Dương Diệp hơi ngẩn người ra, trong lòng lập tức vui mừng, nữ nhân này là cố ý muốn chọc giận Tiểu Thiên à. Tuy nhiên cũng tốt, rất hợp ý của hắn. Ở đó, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nhìn thẳng vào nữ tử cầm quạt lông, trong phút chốc, nàng nhẹ nhàng giẫm chân phải một cái, sau đó ngẩng đầu kêu. Đi ra cho ta. Ở trong ánh mắt mọi người, không trung phía chân trời đột nhiên tách ra, ngay sau đó, một con mắt cực lớn từ trong đó chui ra, sau khi con mắt cực lớn này ra ngoài lập tức phong tỏa nữ tử cầm quạt lông ở phía dưới. Con mắt thiên đạo. Ở đó, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ngoại trừ Dương Diệp cùng huyết nữ ra, mọi người còn lại cũng không nghĩ tới Tiểu Thiên tự nhiên có thể gọi ra con mắt thiên đạo. Nữ tử cầm quạt lông nheo mắt lại, nàng nhìn Tiểu Thiên rất lâu, sau đó lắc đầu. Nếu như con át chủ bài của ngươi chỉ là nó, ta chỉ có thể nói ngươi sẽ phải thất vọng. Tiểu Thiên nhìn về phía con mắt thiên đạo ở chân trời kia, nói. Gọi giúp đỡ. Phía chân trời, con mắt thiên đạo chấn động mạnh, trong phút chốc, khắp không gian phía chân trời bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, từng con mắt thiên đạo từ trong không gian chui ra. Không bao lâu, khắp bầu trời đầy con mắt thiên đạo. Giờ phút này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều thay đổi. Bầu trời có ít nhất hơn 100 con mắt thiên đạo, không chỉ có vậy, số lượng này vẫn đang không ngừng tăng thêm. Tiểu Thiên nhìn nữ tử cầm quạt lông này. Bây giờ đủ chưa? Phạm Âm Vũ nhìn phía chân trời rất lâu, cuối cùng nàng dường như nghĩ tới điều gì, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên. Ta đại khái biết ngươi là ai rồi. Là ai? Người hỏi là Dương Diệp, hắn đã sớm muốn biết thân phận của Tiểu Thiên. Phạm Âm Vũ không để ý tới Dương Diệp, nàng nhìn Tiểu Thiên rất lâu, sau đó mỉm cười. Ta nể mặt ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía đám người huyết nữ. Đi thôi, đi ra ngoài chiến trường không gian. Khoan đã. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng dậy, nhìn thẳng vào Phạm Âm Vũ. Tử Nhi đâu? Thiếu chút nữa đã quên mất. Phạm Âm Vũ khẽ gật đầu, sau đó tay ngọc của nàng vung lên. Một tia sáng màu tím lập tức từ trong căn nhà trúc này bay ra, ánh sáng màu tím tản đi, Tử Nhi xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, Tử Nhi lập tức nhào tới trong ngực của hắn, sau đó nói. Tiểu bạch nàng. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó khẽ nói. Không sao, bây giờ nàng đã không sao rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Phạm Âm Vũ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lấy nàng uy hiếp ta. Uy hiếp? Phạm Âm Vũ thoáng cong khóe miệng và cười khẽ. Ta cần phải đi uy hiếp một kẻ cảnh giới âm dương sao? Dương Diệp, người có thiên phú không tệ, thực lực cũng không tệ, 10 năm sau, người ở chỗ này sẽ không ai là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ còn không phải là thời đại ngươi ngang dọc vô địch, cuộc chiến đấu ngày hôm nay, ngươi chỉ có thể là một người đứng xem. Dương Diệp nói, bất kể như thế nào, ngày hôm nay ta muốn tự tay báo thù cho Thực Dược. Phạm Âm Vũ khẽ gật đầu. Ngươi cứ việc thử. Nói xong, nàng nhìn về phía đám người huyết nữ ở đó. Đi thôi, ngày hôm nay tất cả đều nên kết thúc rồi. Vừa dứt lời, cơ thể nàng thoáng di chuyển và trực tiếp phóng lên cao, nam tử vác thương này cùng nam tử cụt tay và có nữ tử cụt tay theo sát phía sau. Huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp. Nàng nói rất đúng, bây giờ thực lực của ngươi còn chưa đủ. Đây là chuyện nội bộ của U Minh Điện chúng ta. Cứ để cho bản thân chúng ta giải quyết. Nói xong, cơ thể nàng thoáng động và phóng lên cao. Thiếu nữ cưỡi heo đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó vỗ nhẹ vào vai của Dương Diệp. Nghe rõ chưa, là các nàng có ý nói ngươi quá yếu, ôi, không có cách nào, ai bảo ngươi thật sự yếu. Nói xong, cơ thể nàng thoáng động phóng lên cao. Dương Diệp. Chấm. Minh nữ đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Bảo trọng. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất. Chỉ trong giây lát, 10 nàng đã lập tức biến mất. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh và đang muốn nói, An Nam Tĩnh lại dẫn đầu nói. Người đi, ta đi, người không đi, ta không đi. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó khẽ gật đầu. Chúng ta cùng đi. Các ngươi tốt nhất vẫn nên đừng đi. Đúng lúc này,
một bên Tiểu Thiên đột nhiên nói. Nữ nhân kia rất mạnh, các ngươi bây giờ thật sự không thể đối phó được. Cho dù là nhị tỷ của ngươi cũng đánh không nổi nàng. Về phần ngươi, vậy càng không cần nói. Dương Diệp nói, nếu như ta thật sự không có thực lực, ta chắc chắn sẽ không đi lên, bởi vì như vậy chỉ làm liên lụy các nàng. Nhưng Tiểu Thiên, nếu ta dốc hết toàn lực, ta cảm thấy ta vẫn không kém, ít nhất có thể giúp được các nàng. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đại tỷ của các nàng còn chưa xuất hiện, nhưng các nàng lại tới thế giới lớn, vì sao? Bởi vì ta, nữ tử cầm quạt lông lợi dụng ta ép các nàng hiện thân, các nàng vốn có thể không cần hiện thân bây giờ, nhưng các nàng vẫn tới. Người không phụ ta, ta sao có thể phụ người được? Tiểu Thiên im lặng rất lâu, sau đó nói. Xin lỗi, ta không thể giúp người đánh nhau. Ta hiểu. Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Thiên. Người có nguyên tắc cùng kiên trì của ngươi, ta hiểu. Cho dù ngươi không thể giúp ta đánh nhau, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không thể thành bạn thân. Hơn nữa, cho dù ngươi không giúp ta đánh nhau, nhưng ngươi đã giúp ta rất nhiều chuyện. Hắn nói không sai, từ khi biết Tiểu Thiên đến bây giờ, Tiểu Thiên thật sự đã giúp hắn rất nhiều chuyện. Mà hắn ngoại trừ để cho Tiểu Thiên ở bên trong Hồng Mông Tháp thì tuyệt đối chưa từng giúp qua Tiểu Thiên chuyện gì. Nghiêm khắc mà nói, Tiểu Thiên không nợ hắn, trái lại là hắn nợ Tiểu Thiên rất nhiều. Chúng ta đi thôi. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đang muốn nói với Tử Nhi lại lắc đầu. Ta đi theo ngươi. Dương Diệp nói. Vậy ngươi cùng Tiểu Thiên tiến vào Hồng Mông Tháp đi. Tử Nhi khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một tia sáng màu tím bước vào trong cơ thể của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, Tiểu Thiên do dự một lúc, sau đó cổ tay thoáng động và lấy ra một tảng đá đưa tới trước mặt Dương Diệp. Thiên nhãn thạch, đây là sau khi con mắt thiên đạo tọa hóa biến thành, nó chỉ có một tác dụng chính là có thể chống đỡ một lần vết thương chí mạng, so với nắp quan tài còn bền hơn cứng rắn hơn, tuy nhiên chỉ có thể sử dụng một lần, ngươi xem mà sử dụng. Nói xong, cơ thể nàng thoáng động và bước vào trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. Chúng ta đi. Nói xong, hắn cùng An Nam Tĩnh phóng lên cao, khi bọn họ đi tới không trung, đột nhiên, phía dưới bắt đầu chấn động kịch liệt. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cúi đầu nhìn lại, khi thấy cảnh tượng phía dưới, sắc mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh lập tức thay đổi. Từ không trung nhìn, dãy núi Ngọa Long Sơn lại giống như một con rồng lớn đang nằm sấp, lúc này, con rồng đó đang chấn động kịch liệt, chỉ trong giây lát, dãy núi đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, một con rồng lớn màu vàng đột nhiên phóng lên cao. Gào! Một tiếng rồng ngâm ầm ầm vang vọng ở trong trời đất này, giờ phút này, khắp đại lục kinh ngạc. Rồng lớn màu vàng căn bản không quan tâm tới Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, mà trực tiếp phóng lên cao, cuối cùng biến mất ở trong không trung phía chân trời. Vẻ mặt Dương Diệp vô cùng nghiêm trọng, không cần phải nói, con rồng này nhất định là cùng một phe với nữ tử cầm quạt lông. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp nói. Tất cả mọi chuyện, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Vừa dứt lời, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao. Đến đây đi, một kiếm quyết sinh tử. Một, ngoài không gian. Cái gọi là ngoài không gian thật ra chính là tầng khí quyển bên ngoài đại lục thiên thiên, cũng chính là trong tinh không, tuy nhiên vì không ảnh hưởng tới đại lục thiên thiên, đám người Phạm Âm Vũ mở ra một chiến trường không trung ở trong tinh không. Trong chiến trường không trung, Phạm Âm Vũ cầm quạt lông trong tay, ở dưới chân nàng là con rồng lớn màu vàng này, mà ở bên cạnh nàng không chỉ có nam tử vác thương cùng nam tử cụt tay cùng với nữ tử cụt tay này, còn có ba gã mặc áo đen. Trên lưng con rồng lớn, hai mắt Phạm Âm Vũ khép hờ. Đã nhiều năm như vậy, ngày hôm nay cuối cùng có thể kết thúc rồi. Đúng lúc này, nàng đột nhiên mở hai mắt ra và nhìn về phía dưới, một đường kiếm quang cùng ánh sáng màu vàng đột nhiên đi tới đó, kiếm quang cùng ánh sáng màu vàng tản đi. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh xuất hiện. Ngươi tới làm cái gì? Huyết nữ nhíu mày, bình tĩnh mà xem xét, thực lực của Dương Diệp không kém, quả thật có thể giúp được các nàng, nhưng nàng vẫn không hy vọng Dương Diệp tham dự vào. Đây là cuộc chiến eo sinh tử, Dương Diệp bây giờ còn quá trẻ tuổi, tiến vào sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà lấy thiên phú của Dương Diệp, chỉ cần cho hắn thời gian thì không quá lâu, tối đa 10 năm, bất kỳ ngư cờ nào ở đây cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Dương Diệp lắc đầu.
thực dược không thể chết vô ích. Sở dĩ hắn lên đây vì còn có một nguyên nhân, đó chính là đinh thực dược, hắn không thể để cho nữ nhân này chết một cách uổng phí được. Huyết nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Tự mình cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn đương nhiên sẽ cẩn thận, có thể nói ở đây không có bất cứ người nào kém hơn hắn, phải nói là hắn cùng An Nam Tĩnh thuộc về tồn tại yếu nhất. Dương Diệp nhìn lướt qua ở đó, sau đó nói. Để cho ta mở đầu. Vừa dứt lời, kiếm thần ấn trên trán hắn lập tức sáng lên, trong phút chốc, kiếm ý của hắn trực tiếp được tăng lên tới cảnh giới quy nguyên. Sau khi kiếm ý tăng lên tới cảnh giới quy nguyên, tay phải của Dương Diệp vung lên, tinh hà kiếm đồ xuất hiện ở đó, theo tinh hà kiếm đồ xuất hiện, cảnh tượng ở đó lập tức biến thành một mảnh bầu trời sao. Còn át chủ bài mạnh nhất của hắn là gì? Tinh hà kiếm đồ cùng nhất kiếm luân hồi. So sánh giữa chúng thì tinh hà kiếm đồ càng tốt hơn. Mục đích của Dương Diệp rất đơn giản, chính là tới tiêu hao sức lực của đám người Phạm Âm Vũ một lát. Một đấu một thì hắn không thể đánh bất cứ người nào, nhưng vẫn có thể tiêu hao một lát. Nhưng ý nghĩ là tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Lại ở thời điểm Dương Diệp triệu hoán kiếm khí ngôi sao, Phạm Âm Vũ ở phía xa đột nhiên cầm quạt lông nhẹ nhàng vung lên, chỉ là vung lên như thế, cảnh tượng ở đó đột nhiên khôi phục lại bình thường. Dương Diệp sửng sốt, bởi vì hắn cũng không cảm ứng được những ngôi sao trong tinh không nữa. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ trầm giọng nói. Nàng phong tỏa bầu trời sao? Đóng kín bầu trời sao? Gương mặt Dương Diệp co giật, còn có thể làm như vậy sao? Bầu trời sao còn có thể bị đóng lại được à? Lúc này, Phạm Âm Vũ phía xa đột nhiên nhìn về phía nữ tử cụ tay này. Đều là kiếm tu, ta giao hắn cho ngươi. Nữ tử cụ tay khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Lần này, ngươi có thể chết. Dương Diệp đang muốn nói, Phạm Âm Vũ đột nhiên vung tay phải lên. Cảnh tượng ở đó thoáng biến đổi, ở đó chỉ còn lại Dương Diệp cùng nữ tử cụt tay. Vẻ mặt Dương Diệp xúc động, hắn cùng nữ tử cụt tay bị nữ tử cầm quạt lông này trực tiếp rời đến một chiến trường không chung khác. Mà hắn, ngay cả khả năng phản kháng cũng không có, không đúng, hắn còn không chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị đối phương chuyển đi. Thực lực thật là kinh khủng. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử cách phía trước không xa. Đối mặt với nữ tử sáng tạo ra nhất kiếm luân hồi, hắn tất nhiên không dám có chút sơ suất nào. Nữ tử chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Đã nhiều năm như vậy, ngày hôm nay cuối cùng có thể hoàn toàn kết thúc. Vừa dứt lời, cơ thể nàng thoáng động và trực tiếp biến mất. Phía xa, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém ra một phát. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, không trung ở đó lập tức chấn động mạnh, ngay sau đó. Một sóng khí khủng khiếp lập tức điên cuồng khuếch tán ra xung quanh, sóng khí đi qua nơi nào, không gian chấn động kịch liệt giống như địa chấn, vô cùng kinh người. Thoáng cái, vô số đạo kiếm quang đột nhiên giăng kín ở trong chiến trường không trung này, theo những kiếm quang xuất hiện, những sóng khí lập tức bị những kiếm quang xé rách thành mảnh vỡ. Keng! Theo một tiếng động chói tai vang lên, hai đường kiếm quang đều lui lại phía sau. Rất nhanh, kiếm quang tản đi. Dương Diệp cùng nữ tử cụt tay xuất hiện ở đó. Lúc này Dương Diệp thật sự có chút chật vật, ở trên người hắn có ít nhất mười mấy vết kiếm, những vết kiếm này đều rất sâu, đặc biệt vết kiếm ở trước ngực hắn, vết kiếm kia sâu tới mức làm cho ngực của Dương Diệp dường như sắp bị phanh ra, nếu như sử dụng tay kéo ra hai bên, khẳng định có thể nhìn thấy rõ nội tạng bên trong. Tình trạng của nữ tử cụt tay rõ ràng tốt hơn Dương Diệp rất nhiều, ít nhất nhìn từ ngoài là như vậy. Trên thân nữ tử cụt tay có rất ít vết kiếm, chỉ có hai vết kiếm ở chỗ vai. Sở dĩ Dương Diệp thảm hơn nữ tử cụt tay, ngoại trừ ở mọi phương diện đều không bằng nữ tử cụt tay, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn sử dụng là cách đánh liều mạng. Cách đánh liều mạng có một điểm tai hại, đó chính là khi đối phương có thể phá phòng ngự của hắn, hắn sẽ đặc biệt dễ dàng bị thương. Lại giống như bây giờ, cho dù phòng ngự thân thể của hắn mạnh mẽ, nhưng nữ tử cụt tay lại có thể phá được phòng ngự của hắn. Một lần giao đấu làm cho Dương Diệp hiểu rõ, ở trên tốc độ cùng thành tựu kiếm đạo đối phương thật sự mạnh hơn hắn rất nhiều. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp phát động nội đan yêu thần trong cơ thể, rất nhanh, yêu thần lực từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Sau khi yêu thần lực xuất hiện, trên thân thế Dương Diệp lập tức tràn ngập ra một luồng lực lượng thần bí. Cùng lúc đó, hồng mông tử khí trong cơ thể hắn đã chữa trị vết thương trên người hắn được 7-8 phần. Nữ tử cụt tay đi về phía Dương Diệp.
Thể chất của ngươi không phải là thể chất đặc biệt, nhưng năng lực khôi phục này còn nghịch thiên hơn so với thể chất đặc biệt. Tới đây, làm cho ta xem thử là năng lực khôi phục của nô ngươi nhanh, hay là kiếm của ta nhanh hơn. Vừa dứt lời, tay ngọc của nữ tử đột nhiên cầm kiếm cách không vung vẩy về phía Dương Diệp một hồi, trong phút chốc, một đóa kiếm sen cất lớn xuất hiện từ trong không trung trên đỉnh đầu của Dương Diệp. Khi đóa kiếm sen này xuất hiện, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, hắn đã lĩnh giáo qua chiêu này nên tâm niệm lập tức thoáng động, lấy nắp quan tài ra. Lúc này, đóa kiếm sen này đột nhiên nổ mạnh ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, rất nhiều đường kiếm khí lập tức giống như mưa xối xả lập tức bao phủ lấy Dương Diệp. Lúc này, một kiếm ý cùng một luồng ánh sáng máu đột nhiên từ trong mưa kiếm kia bạo phát ra, những mưa kiếm nhấm chìm Dương Diệp lập tức bị chấn động bắn ra xung quanh. Mà vào lúc này, nữ tử cụt tay này lại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó đâm ra một kiếm. Mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng của Dương Diệp. Cho dù bây giờ Dương Diệp đã có yêu thần lực gia tăng, nhưng hắn cũng không dám dùng cổ họng của mình miễn cưỡng đỡ lấy kiếm của nữ tử cụt tay. Cơ thể hắn lập tức hơi nghiêng qua một bên và muốn né tránh một kiếm này, nhưng vào lúc này, thanh kiếm kia lại đột nhiên cắt ngang về phía cổ họng của hắn, tốc độ còn nhanh hơn trước. Nhanh đến mức nào? Nhanh đến mức Dương Diệp chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được quỹ tích của kiếm. Dựa vào bản năng chiến đấu, thân thể Dương Diệp ngửa ra sau giống như gập lại, mà lúc này, kiếm kia lại đột nhiên ngừng lại, trong phút chốc, kiếm giống như trẻ củi từ trên chém xuống. Mà lúc này, cổ tay của Dương Diệp nhất thời chuyển động, kiếm nằm ngang trước mặt mình. Keng! Hai thanh kiếm vừa mới tiếp xúc, một tiếng nổ lớn chói tai lại vang lên ở trong không trung, trong phút chốc. Dương Diệp trực tiếp bị một kiếm này chấn động rơi xuống phía bên dưới, nhưng nữ tử cụt tay kiếm vẫn dính sát kiếm của Dương Diệp. Lúc này, khoảng cách giữa Dương Diệp cùng nữ tử cụt tay chỉ có không đến 10 cm. Im lặng trong chớp mắt, trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên tuôn ra một sát ý cùng kiếm ý nhanh chóng co lại, trong phút chốc, hai luồng ý cảnh chợt bạo phát ra. Hai luồng ý cảnh giới hạn. Sau khi lực lượng của hai luồng ý cảnh giới hạn phát ra trực tiếp đẩy lùi nữ tử, nhưng tay ngọc của nàng đột nhiên cầm kiếm cách không bổ về phía Dương Diệp. Bởi vì khoảng cách gần quá, hơn nữa Dương Diệp cũng không ngờ được vào thời điểm này mà nàng còn có thể cho hắn một kiếm, hắn lập tức trực tiếp bị đường kiếm khí này bổ trúng, cả người bị chấn động bay đến ngoài nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, Dương Diệp vừa dừng lại, nữ tử cụt tay này đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, tiếp theo lại một kiếm đâm về phía cổ họng của Dương Diệp. Từng chiêu đều muốn mất mạng. Nữ tử cụt tay này có chiêu thức rất xảo quyệt độc ác, không chỉ có vậy, kiếm khí của nàng cũng rất sắc bén, cho dù là Dương Diệp cũng không dám sử dụng cơ thể để cứng rắn chống lại, cho dù bây giờ hắn đã gia tăng thêm yêu thần lực cũng không dám. Dương Diệp không để ý tới vết thương trên người mình, lập tức giơ kiếm bổ tới. Một kiếm bổ ra, Dương Diệp bị đẩy lui mấy trăm trượng, nữ tử cụt tay cũng bị đẩy lui. Nhưng sau khi nàng lui trăm trượng thì ngừng lại, tay ngọc đã cầm kiếm cách không chợt chém một phát về Dương Diệp. Một đường kiếm khí phá không rời đi với tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, nắp quan tài xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp mang theo nắp quan tài bị đẩy lui hơn 100 trượng. Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn trên người mình, lúc này hắn đã đầy thương tích, nếu như không phải có hồng mông tử khí. Hắn thật sự đã chết được mấy trăm lần. Ngươi không phải có nhất kiếm luân hồi sao? Đúng lúc này, nữ tử cụt tay đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử cụt tay, nữ tử cụt tay lại nói. Đến đây đi, một kiếm quyết sinh tử. Vừa dứt lời, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Phía xa, Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, trong phút chốc, hai mắt nàng cũng chậm rãi nhắm lại. Trong chớp mắt yên lặng, đột nhiên. Hai tiếng kiếm ngân đồng thời vang lên ở trong chiến trường không trung này, ngay sau đó, hai người đồng thời lập tức biến mất. Cùng lúc đó, một mảnh chiến trường không trung này trực tiếp đổ nát. Chấm. Kéo vào trong tháp 1. Chiến trường không trung không ngừng đổ nát chôn vùi, qua một khắc ở đó mới dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Ở đó, Dương Diệp cùng nữ tử cụt tay này đứng đối diện nhau, hai người cách đặc biệt gần, không đến 10 cm. Từ xa nhìn lại sẽ cảm thấy như hai người hoàn toàn đứng cùng một chỗ. Trong chớp mắt yên lặng, nữ tử cụt tay đột nhiên khẽ nói. Ngươi thắng. Vừa dứt lời, cơ thể của nữ tử cụt tay dần dần trở thành ảo ảnh, chỉ trong giây lát đã hoàn toàn biến mất ở không trung.
mà vào giây phút cơ thể của nữ tử cụt tay hoàn toàn biến mất, toàn thân Dương Diệp đột nhiên nứt ra, không thể nghi ngờ cảnh tượng như vậy là đặc biệt khủng khiếp, mặt, cơ thể, toàn thân của Dương Diệp bắt đầu rạn nứt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lại khi hắn sắp hoàn toàn nứt ra thành từng mảnh, một ánh sáng màu tím đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra, ngay sau đó, rất nhiều hồng mông tử khí từ bên trong hồng mông tháp tràn ra, tốc độ rạn nứt của thân thể Dương Diệp lập tức chậm lại, dần dần cơ thể đang vỡ thành mảnh nhỏ của hắn bắt đầu khép lại. Ở đó, hai mắt Dương Diệp nhắm chặt, khóe miệng hắn không ngừng tràn ra máu tươi, cùng lúc đó, ở chỗ giữa chân mày hắn có một hòn đá rất nhỏ. Mà lúc này, hòn đá nhỏ này đang dần dần hóa thành ảo ảnh. Hòn đá này chính là thiên nhãn thạch mà Tiểu Thiên tặng cho hắn. Luân hồi nhất kiếm của Dương Diệp mạnh mẽ hơn luân hồi nhất kiếm của nữ tử cụt tay sao? Đương nhiên không. Nhất kiếm luân hồi là do nữ tử cụt tay sáng chế, thế gian này không có bất kỳ ai tinh thông nhất kiếm luân hồi hơn nàng. Sở dĩ Dương Diệp thắng là bởi vì hai điểm, điểm thứ nhất là kiếm vực. Lúc trước, hắn thi triển ra kiếm vực, mặc dù đối phương không thi triển kiếm ý, hắn không có cách nào sử dụng kiếm vực áp chế kiếm ý của đối phương, nhưng kiếm vực lại không đơn giản chỉ có thể áp chế kiếm ý. Trước đây sở dĩ hắn không dám sử dụng kiếm vực áp chế kẻ địch mạnh hơn bản thân mình, là bởi vì một khi lực lượng của đối phương vượt quá kiếm vực của hắn, hắn sẽ phải trả cái giá đắt, cũng chính là tuổi thọ. Nhưng lần này, hắn đã không chú ý tới nhiều như vậy. Chính hắn biết rất rõ uy lực của nhất kiếm luân hồi, nếu như không sử dụng kiếm vực tới chân áp và làm suy yếu một kiếm này của đối phương, hắn chắc chắn phải chết. Hắn dùng kiếm vực chân áp nữ tử cụt tay, điều này làm cho sau khi nữ tử cụt tay thi triển nhất kiếm luân hồi, uy lực của nó bị suy yếu trên diện rộng. Nhưng điều này vẫn còn chưa đủ, ở thời điểm quan trọng, hắn dùng thiên nhãn thạch do Tiểu Thiên tặng hắn. Cho dù có thiên nhãn thạch cùng kiếm vực, hắn cũng thiếu chút nữa bị một kiếm kia của đối phương đánh cho vỡ nát. Giữa hắn cùng nữ tử cụt tay có chênh lệch lớn, chính hắn cũng đặc biệt hiểu rõ điểm ấy. Từ trong giao đấu trước đó, hắn đã phát hiện ra bất kể là ở trên mặt thành tựu kiếm đạo, hay là ở phương diện khác, nữ tử cụt tay đều mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Lần này cho dù thiếu chút nữa đã bị nữ tử cụt tay giết chết, nhưng hắn vẫn được lợi ích. Đó chính là hiện tại hắn đã biết rõ chỗ thiếu hụt của mình ở trên kiếm đạo. Chắc, nói chính xác là lắng đọng, kiếm của nữ tử cụt tay vững chắc hơn rất nhiều, đây là nguyên nhân chủ yếu vì sao lúc trước hắn giao đấu cùng đối phương luôn bị nữ tử cụt tay áp chế. Muốn làm được vững chắc thì cần phải lắng đọng, kiếm đạo của hắn bây giờ có chút dao động, điều này cũng rất bình thường, người bằng tuổi của hắn bây giờ căn bản không mấy khi trải qua sinh tử, muốn lắng đọng được thì không thể nghi ngờ là chuyện không thực tế. Nhưng thật may, lần này giao đấu cùng nữ tử cụt tay, hắn biết sau này kiếm đạo của mình cần đi theo con đường nào. Sau nửa canh giờ, vết thương của Dương Diệp cơ bản đã lành được 7-8 phần. Có hồng mông tử khí, trừ khi đối phương có thể một đòn giết chết hắn trong nháy mắt, nếu không hắn có thể khôi phục vết thương trong thời gian ngắn nhất. Đây mới là chỗ yêu nghiệt thật sự của hắn. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, trong phút chốc, thân hình hắn run lên và trực tiếp biến mất. Rất nhanh, Dương Diệp nghe được tiếng đánh nhau. Tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn, chỉ trong giây lát đã có một tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng ở ngoài xa, ngay sau đó, một bóng người bay ngược về phía hắn. Nhìn thấy bóng đen này, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, vội vàng đón lấy, bởi vì bóng đen này chính là An Nam Tĩnh. Dương Diệp đi tới phía sau An Nam Tĩnh, sau đó bàn tay đỡ lấy lưng của nàng, nhưng sắc mặt hắn lập tức biến đổi, bởi vì một lực lượng cực lớn theo cơ thể An Nam Tĩnh truyền đến trên tay của hắn. Bành! An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp đồng thời bị đẩy lui chừng 10 trượng mới dừng lại. An Nam Tĩnh xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thắng sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía xa, giao đấu với An Nam Tĩnh là một nam tử mặc áo bào màu đen, đó chính là một tên trong ba nam tử áo bào đen đứng bên cạnh Phạm Âm Vũ lúc trước. Cùng nhau chiến đấu. Dương Diệp nói xong lại muốn ra tay, mà lúc này, An Nam Tĩnh lại lắc đầu. Ta tự mình làm được. Ngươi đi giúp các nàng đi, kẻ địch của các nàng còn mạnh hơn đối thủ của ta. Dương Diệp trầm giọng nói. Nàng có thể tự mình giải quyết được sao sao? Tin tưởng ta. An Nam Tĩnh nói. Ta còn đang thiếu một cường giả để luyện tay một chút, đấu cùng ngươi, ta sẽ không buông tay được, nhưng với hắn thì có thể. Dương Diệp nhẹ nhàng ôm lấy An Nam Tĩnh. Cẩn thận. Nói xong,
thân hình hắn run lên và lập tức biến mất. Hắn vẫn có lòng tin vào An Nam Tĩnh, hơn nữa, hắn cũng biết tính cách của An Nam Tĩnh không phải loại người thích để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu như nam tử mặc áo bào màu đen không phải là kẻ địch của nàng, nàng chắc chắn sẽ không cậy mạnh. Dương Diệp đi rồi, An Nam Tĩnh nắm thật chặt Liệt Thiên trong tay, sau đó nhìn về phía nam tử áo bào đen kia, trong phút chốc, chân phải của nàng nhẹ nhàng giẫm một cái vào trong không trung, cả người nhất thời hóa thành một đường ánh sáng màu vàng bắn ra. Đại chiến bắt đầu. Mặc dù mọi người đều đang ở trong chiến trường không trung, nhưng mọi người tuyệt đối không chiến đấu loạn với nhau, mà bị tách ra thành rất nhiều chiến trường. Điều này cũng là bình thường, nếu như tất cả đều tập trung cùng một chỗ chiến đấu, không cần phải nói, mảnh không trung này nhất định sẽ bị đánh nát. Chỉ trong giây lát, Dương Diệp ngừng lại, ở phía trước cách hắn không xa là Minh Nữ, Yên Nữ, cùng với Băng Nữ, đối thủ của ba nàng là hai nam tử mặc áo bào màu đen. Khí tức của hai nam tử mặc áo bào màu đen này còn muốn mạnh hơn khí tức của nam tử mặc áo bào màu đen trước đó rất nhiều, cho dù ba nàng Minh Nữ liên thủ cũng không chiếm được ưu thế, không chỉ vậy, không ngờ các nàng có dấu hiệu bị áp chế. Dương Diệp đang muốn ra tay trợ giúp, lúc này giọng nói của Minh Nữ đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Đi giúp tứ tỷ, nhanh. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Bởi vì trong giọng nói của Minh Nữ lộ ra vẻ lo lắng. Rất nhanh, Dương Diệp lại ngừng lại, ở cách hắn nghìn trượng là một con rồng lớn màu vàng đang điên cuồng sử dụng đuôi rồng càn quét người khác. Mà đối mặt với con rồng lớn màu vàng này chính là giới nữ, thiếu nữ cưỡi heo và cả quang nữ. 3-1. Nhưng cho dù là 3-1, ba nàng vẫn bị con rồng lớn màu vàng này ép chặt. Lực lượng của rồng lớn màu vàng rất mạnh mẽ. Ngay cả thiếu nữ cưỡi heo cũng không dám miễn cưỡng đối đầu. Có thể nói, thực lực của con rồng lớn màu vàng này đã vượt qua cùng kỳ, đương nhiên là khi cùng kỳ còn chưa khôi phục được toàn bộ lực lượng. Nếu như tất cả lực lượng của cùng kỳ đều khôi phục, con rồng lớn màu vàng này chắc đánh không nổi cùng kỳ, dù sao cùng kỳ cũng chảnh chọe. Còn nhìn cái gì nữa, En Tranh qua giúp đi. Đúng lúc này, giọng nói thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, nữ nhân này thật sự vẫn không khách sáo nhỉ. Hắn không xem nữa, cơ thể thoáng động xông về phía con rồng lớn màu vàng này. Nhưng hắn còn chưa tới trước mặt rồng lớn màu vàng, một long chảo đã trực tiếp nghiền ép về phía hắn. Sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi và không dám khinh thường, hắn rút kiếm đột nhiên chém mạnh một phát. Năm đường trảm thiên bạt kiếm thuật trồng chất. Bành! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, long chảo kia trực tiếp bị đẩy lui. Nhưng Dương Diệp cũng lập tức bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, Dương Diệp ngừng lại, nhưng tay hắn đang run rẩy, kiếm trong tay hắn dường như muốn rơi xuống vậy. Con rồng này là đã từng là tộc trưởng Thiên Long tộc, không thể sơ suất. Lúc này, giọng nói thiếu nữ cưỡi heo vang lên. Lực lượng của nó mạnh mẽ, có thể làm trời long đất lở, cho dù là nhị tỷ cũng không dám khinh thường nó. Tộc trưởng của Thiên Long tộc. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Hắn không ngờ được con rồng này đã từng là tộc trưởng của Thiên Long tộc. Phạm Âm Vũ không đơn giản, lại có thể làm cho tộc trưởng Thiên Long tộc cam tâm tình nguyện trở thành thủ hạ của nàng. Gào! Đúng lúc này, con rồng lớn màu vàng này đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét giận dữ, trong phút chốc, đuôi rồng cực lớn của nó chợt đảo qua, bởi vì hình dáng của nó rất lớn nên nó vừa đảo qua đã trực tiếp bao trùm tất cả không gian của bốn người Dương Diệp. Hoặc là lui, hoặc là cứng rắn chống đỡ. Lui thì không có khả năng, bởi vì đuôi rồng có tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản lui không kịp nên chỉ có thể cứng rắn chống đỡ mà thôi. Ra tay cùng lúc, thiếu nữ cưỡi heo vừa dứt lời liền vác đại đao trong tay bổ về phía đuôi rồng này. Mà ở giới nữ vẫn có quang nữ bên cạnh nàng cũng là thoáng động cơ thể xông về phía đuôi rồng này. Dương Diệp tất nhiên không nhàn rỗi, lập tức hóa thành một đường kiếm quang vọt tới. Bành 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 bành. Ở đó. Từng tiếng động nặng nề vang lên, ngay sau đó, bốn người Dương Diệp đều bị chấn động bay ra ngoài. Phụt! Dương Diệp vừa dừng lại, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, không chỉ hắn, ba nàng thiếu nữ cưỡi heo cũng vậy, lúc này sắc mặt của ba nàng trở nên trắng bệch, rõ ràng đã bị thương. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía rồng lớn màu vàng, trong mắt vô cùng nghiêm trọng, con rồng lớn màu vàng này có phòng ngự quá mạnh mẽ, cũng sắp có thể so với nắp quan tài của hắn rồi. Mà vào lúc này, đuôi của con rồng lớn màu vàng kia lại quét về phía bọn họ. Đuôi rồng đi qua nơi nào,
không gian trực tiếp chấn động mãnh liệt, dường như muốn đổ nát vậy, cảnh tượng vô cùng kinh người. Bốn người Dương Diệp biến sắc, ba nàng thiếu nữ cưỡi heo đang muốn ra tay, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên thu hồi kiếm, sau đó xông về phía đuôi rồng này, khi sắp tiếp xúc được đuôi của con rồng, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền và chợt đánh ra. Ngũ hành phá giáp quyền. Một quyền đánh ra. Bành. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của ba nàng thiếu nữ cưỡi heo, khi đuôi của con rồng kia tiếp xúc đến nắm đấm của Dương Diệp thì lập tức giống như bị chạm điện bắn ngược trở lại. Cùng lúc đó, thân thể khổng lồ của con rồng lớn màu vàng kia tự nhiên chấn động mạnh, giống như bị sốt. Mà ở trong mắt nó, ngoại trừ lửa giận ra còn có một chút đau đớn. Thiếu nữ cưỡi heo nhìn về phía Dương Diệp. Người này có lực lượng mạnh như vậy sao? Dương Diệp nhìn nắm đấm mình, hắn cũng không ngờ được nắm đấm mình tự nhiên mạnh như vậy. Này, có thể kéo con vật lớn đó vào trong tháp. Đúng lúc này, giọng nói Tiểu Thiên đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nhìn về phía rồng lớn màu vàng. Để cho ngươi đánh ta. Một, kéo tới trong tháp. Dương Diệp có chút do dự, không phải có chút mà là rất do dự. Con rồng lớn màu vàng này không có khả năng là rồng bình thường, nếu kéo nó vào, chẳng may Hồng Mông Tháp không trấn áp được, vậy hắn có thể thật sự tìm đường chết. Một khi Hồng Mông Tháp không trấn áp được, khi đó thật sự là mời thần dễ tiễn thần khó. Nhưng Hồng Mông Tháp sẽ không trấn áp được sao? Có yêu thú nào mà Hồng Mông Tháp không có cách nào trấn áp được sao? Do dự một chút, Dương Diệp lại quyết định. Kéo vào. Một khi thành công, vậy coi như tương đương với nắm giữ một thủ hạ siêu cấp. Tuy nhiên, không phải hắn muốn kéo là có thể kéo được. Bây giờ điều hắn phải làm là đánh cho con rồng lớn nửa chết nửa sống, chỉ có như vậy, hắn mới có thể kéo đối phương vào. Sau khi đã hạ quyết tâm, Dương Diệp nhìn về phía đám người thiếu nữ cưỡi heo, nói. Đánh, giúp ta đánh vào chỗ chết. Vừa dứt lời, Dương Diệp chợt dẫm chân phải vào không trung một cái, mượn lực lượng không gian truyền đến, Dương Diệp giống như một quả đạn pháo bắn ra. Một bên đám người thiếu nữ cưỡi heo đương nhiên sẽ không đứng nhìn, vào giây phút Dương Diệp xông ra, các nàng lại lập tức đi theo. Ngũ hành phá giáp quyền thêm lực lượng phản hồi. Bây giờ Dương Diệp sử dụng chính là ngũ hành phá giáp quyền cùng lực lượng phản hồi, hắn đánh từng quyền vào trên thân của con rồng lớn màu vàng, đều sẽ làm được cơ thể nó chấn động mãnh liệt một hồi. Lúc này không thể nghi ngờ lực lượng thân thể của Dương Diệp rất mạnh, bởi vì bây giờ hắn có yêu thần lực gia tăng. Đương nhiên, lực lượng của hắn vẫn kém hơn rồng lớn màu vàng rất nhiều, hơn nữa, lấy lực lượng của hắn cũng không đủ để phá hỏng phòng ngự của con rồng lớn màu vàng. Nhưng hắn không cần phá phòng ngự của rồng lớn màu vàng. Hắn thông qua đặc tính của ngũ hành phá giáp quyền, trực tiếp sử dụng lực lượng thẩm thấu vào phòng ngự của đối phương tiến vào trong cơ thể của đối phương, sau đó lợi dụng kỹ năng lực lượng hồi chấn này làm cho lực lượng bạo phát ở trong cơ thể của rồng lớn màu vàng. Đơn giản mà nói, đây là tổn thương thật sự. Hắn không thấy phòng ngự của đối phương, cho rồng lớn màu vàng tổn thương chân chính nhất. Dưới tình huống này, rồng lớn màu vàng tất nhiên không chịu nổi. Sau khi Dương Diệp đánh hết một quyền này tới quyền khiến, con rồng lớn màu vàng đã liên tục lùi lại và tháo chạy, không đúng, năng lực để lùi lại cũng không có, bởi vì giới nữ đã hoàn toàn ngăn chặn xung quanh rồng lớn màu vàng. Nếu như là ban đầu, con rồng lớn màu vàng khẳng định có thể phá hỏng kết giới của giới nữ, nhưng lúc này nó bị Dương Diệp cùng thiếu nữ cưỡi heo và quang nữ liều chết quấn quýt, nó căn bản không có cách nào phân tâm đi phá kết giới của giới nữ. Cho dù lúc này con rồng lớn màu vàng đã rơi vào hạ phong, nhưng bốn người Dương Diệp vẫn không dám có chút sơ suất nào, bởi vì lực lượng của nó quá mạnh mẽ. Đừng nói đám người thiếu nữ cưỡi heo, cho dù Dương Diệp cũng không dám sơ suất. Bây giờ, Dương Diệp chính là đang kéo dài thời gian, hắn muốn khiến cho con rồng lớn màu vàng này dần bị kiệt sức. Sau một khắc, gào, con rồng lớn màu vàng này đột nhiên phát ra một tiếng rồng ngâm, ngay sau đó. Đuôi rồng rất lớn điên cuồng càn quét ở trong chiến trường không trung này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bốn người Dương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì con rồng lớn màu vàng này đã bắt đầu sốt ruột. Lúc này, bốn người Dương Diệp lựa chọn tránh đối chọi trực tiếp. Qua một khắc sau, bốn người Dương Diệp lại ra tay lần nữa. Mà lúc này, con rồng lớn màu vàng này đã hoàn toàn bị bốn người Dương Diệp áp chế, nó đã có vẻ đặc biệt mệt mỏi. Tấn công vào chỗ yếu của nó. Đúng lúc này, thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên nói. Không nên. Dương Diệp vội vàng nói.
mục đích của hắn là kéo con rồng lớn màu vàng này vào trong Hồng Mông Tháp, mà không phải là một thi thể. Vì sao? Đám người thiếu nữ cưỡi heo nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói, tạm thời dây dưa nó một lát, ta có chỗ cần dùng. Đám người thiếu nữ cưỡi heo do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, cho dù các nàng không biết Dương Diệp muốn làm gì, nhưng các nàng vẫn lựa chọn nghe theo Dương Diệp. Sau khi dây dưa với con rồng lớn màu vàng một giờ, lúc này, con rồng lớn màu vàng gần như chỉ có thể bị động chịu đòn. Đương nhiên không hoàn toàn là công lao của Dương Diệp, phải biết rằng ngoại trừ thiếu nữ cưỡi heo ra, quang nữ cùng giới nữ đã đạt được cảnh giới luân hồi, các nàng vốn chính là yêu nghiệt siêu cấp, các nàng đạt được cảnh giới luân hồi nên thực lực kinh khủng tới mức nào. Có thể nói, nếu như không phải nhờ có các nàng kiềm chế, bảo Dương Diệp cùng con rồng lớn màu vàng này một đấu một, Dương Diệp căn bản không phải là đối thủ của con rồng lớn màu vàng này, cho dù là ngũ hành phá giáp quyền thêm lực lượng hồi chấn của hắn cũng không được. Một lát sau, Dương Diệp nhân lúc này rồng lớn màu vàng không chú ý, hai tay ôm lấy đuôi của con rồng lớn màu vàng này, sau đó điên cuồng vận chuyển vòng xoáy nhỏ trong cơ thể, trong nháy mắt, đuôi rồng màu vàng kia trực tiếp bị vòng xoáy nhỏ hút đến bên trong Hồng Mông Tháp. Mà lúc này, con rồng lớn màu vàng dường như cảm ứng được điều gì đã lập tức điên cuồng cùng vẫy, Dương Diệp lại liều chết ôm đuôi của con rồng lớn màu vàng, dần kéo nó vào trong Hồng Mông Tháp. Một bên, đám người thiếu nữ cưỡi heo trợn mắt há hốc mồm, Dương Diệp đang làm gì vậy? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía các nàng, nói. Còn nhìn gì nữa, nhanh tới giúp đi. Thiếu nữ cưỡi heo ngẩn người, sau đó nói. Giúp thế nào? Dương Diệp nói. Các ngươi dùng sức đánh nó cho ta, đánh mạnh vào. Đám người thiếu nữ cưỡi heo liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc, ba nàng lao về phía con rồng lớn màu vàng này, có ba nàng gia nhập, con rồng lớn màu vàng lập tức bớt ra một bộ phận tinh thần và sức lực đối phó với các nàng. Mà lúc này, Dương Diệp đã kéo rồng 1/10 cơ thể của con lớn màu vàng tới bên trong Hồng Mông Tháp. Nhưng Dương Diệp lại đặc biệt không dễ chịu. Rồng lớn màu vàng có lực lượng vốn vượt xa hắn, hắn muốn kéo đối phương vào thì hoàn toàn không dễ dàng. Hơn nữa đuôi của rồng lớn màu vàng điên cuồng chuyển động, càng tiêu hao lực lượng của hắn, đến bây giờ hắn cũng sắp kéo không được rồi. Tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, kêu. Tiểu Thiên, nhanh giúp ta đi, ta sắp kiệt lực rồi. Bây giờ hắn thật sự sắp kiệt lực. Bên trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Thiên nhìn đuôi rồng màu vàng không ngừng chuyển động trước mắt, sau đó nhìn về phía Tử Nhi. Quá lớn, kéo không nổi. Tử Nhi liếc nhìn Tiểu Thiên. Ngươi có biện pháp nào không? Nàng không quá quen thuộc với Tiểu Thiên, nhưng nàng biết tiểu nữ hài này không bình thường. Trước đó Tiểu Thiên đã nhìn thấy cảnh tượng ở trước nhà Trúc. Tiểu Thiên liếc mắt nhìn đuôi rồng đang lắc lư mạnh, sau đó nói. Không có cách nào tốt, chỉ có thể kéo. Nói xong, nàng bay trước đến đuôi rồng này, sau đó dùng hai tay ôm lấy đuôi rồng này và kéo về phía sau. Nhưng chẳng bao lâu, đuôi của con rồng kia cố đập mạnh, trực tiếp đánh cho nàng bắn ra ngoài. Tử Nhi. Phía xa, Tiểu Thiên chớp chớp mắt, đột nhiên, cơ thể nàng thoáng động và lập tức biến mất, rất nhanh, nàng xuất hiện ở bên trong tầng thứ hai, tiếp theo, nàng đi tới trước lò luyện đan này. Bên trong lò luyện đan là Lục Đinh Thần Hỏa, tuy nhiên lúc này Lục Đinh Thần Hỏa vẫn đang ngủ say. Tiểu Thiên cười hì hì. Cho ta mượn lửa dùng một lát, ta đếm 3 tiếng, nếu như người không đồng ý thì gật đầu. Ta bắt đầu đếm, 1, 2, 3, qua, người đồng ý rồi. Nói xong, bàn tay nhỏ bé của nàng chộp một cái giã trực tiếp cầm lên một phốc lửa, ngọn lửa vừa vào tay, bàn tay nhỏ bé của nàng lập tức run rẩy. Thật là nóng. Nói xong, thân hình của nàng rung lên và lập tức biến mất. Rất nhanh, nàng lại xuất hiện ở trong thế giới tầng thứ nhất, sau đó nàng cầm ngọn lửa này và đi đến chỗ đuôi rồng, trên mặt cười lạnh. Cho ngươi đánh ta nha. Nói xong, bàn tay nhỏ bé của nàng ném đi, ngọn lửa này trực tiếp rơi vào trên đuôi của con rồng kia. Gào. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, con rồng lớn màu vàng này đột nhiên điên cuồng kêu lên thảm thiết, nó không ngừng giãy giụa, rất nhanh, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, con rồng lớn màu vàng này tự nhiên tiến vào trong cơ thể hắn. Đám người thiếu nữ cưỡi heo đờ người ra. Tâm thần Dương Diệp vội vàng tiến vào trong cơ thể, lúc này, ở trong cơ thể hắn, con rồng lớn màu vàng này đang điên cuồng giãy giụa, mà ở trên đuôi rồng của nó có một ngọn lửa nhỏ. Cũng chỉ là một ngọn lửa nhỏ có kích thước bằng nắm đấm thôi.
Nhưng một ngọn lửa nhỏ như thế lại làm cho rồng lớn màu vàng này sống không bằng chết. Bên trong Hồng Mông Tháp, từng tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Dương Diệp nói, được rồi, còn đốt nữa thì nó sẽ chết mất. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, sau đó tay ngọc của nàng vẫy một cái, ngọn lửa này lập tức bay đến trong tay nàng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nheo mắt, ngọn lửa này là lục đinh thần hỏa. Ngay cả hắn cũng không dám động vào ngọn lửa này, trước đây khi ngọn lửa gia tăng lên người, đó là dưới tình huống lục đinh thần hỏa có ý thức, có thể khống chế mình không tổn thương hắn, mà bây giờ, lục đinh thần hỏa đã ngủ say, hắn tuyệt đối không dám động tới những ngọn lửa này. Ngươi không thấy nóng sao? Dương Diệp hỏi. Nóng. Tiểu Thiên chớp chớp mắt, sau đó nói. Có hơi nóng. Có hơi nóng. Dương Diệp lắc đầu và không để ý tới Tiểu Thiên nữa, nữ hài này thần bí đến mức có thể so với Hồng Mông Tháp. Ở trên người nàng xuất hiện bất kỳ chuyện gì cũng không khiến hắn thấy kỳ quái nữa. Dương Diệp lại hỏi. Bao giờ nó mới tỉnh? Tiểu Thiên nhìn ngọn lửa trong tay, sau đó nói. Nhanh thôi. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Thật ra, nếu ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ ngọn lửa này, nhất định sẽ đặc biệt lợi hại. Dương Diệp nhún vai. Ta cũng muốn lắm chứ. Lục đinh thần hỏa mạnh mẽ thế nào, hắn đã tự mình lĩnh giáo rồi. Nếu như có thể nắm giữ ngọn lửa này, khi đó, cường giả cảnh giới luân hồi ở trước mặt hắn chính là cặn bã. Đáng tiếc là hắn căn bản không có năng lực nắm giữ lục đinh thần hỏa. Cho dù có năng lực đó, nhưng lục đinh thần hỏa người ta có nguyện ý hay không vẫn còn chưa biết đâu. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía con rồng lớn màu vàng này, nói. Theo ta lăn lộn, nếu không, hì hì. Lúc này trong lòng Dương Diệp dĩ nhiên rất vui mừng, thực lực của con rồng lớn màu vàng này rất biến thái. Nếu như có thể thu phục nó, không cần phải nói, sau này cũng không cần hắn tự mình ra tay với cường giả cảnh giới luân hồi nữa. Ong! Lúc này, ở đó đột nhiên vang lên một tiếng rồng ngâm, ngay sau đó, rồng lớn màu vàng này trực tiếp lao về phía hắn cùng Tiểu Thiên và Tử Nhi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp lập tức nở nụ cười lạnh. Tới Hồng Mông Tháp còn dám kiêu ngạo với ta à? Ở bên cạnh Dương Diệp, trên gương mặt Tiểu Thiên cũng là nụ cười xấu xa. Trong mắt đầy vẻ chờ mong. Dưới tình hình chung, nàng không hy vọng Hồng Mông Tháp ngược đãi yêu thú, nhưng đây không phải là tình hình chung. Vừa rồi rồng lớn màu vàng dùng đuôi rồng đánh cho nàng văng ra, chuyện này đã làm cho nàng có chút tức giận. Nhưng khi rồng lớn màu vàng đi tới trước mặt Dương Diệp cùng Tiểu Thiên khoảng 10 trượng, Hồng Mông Tháp lại không bất cứ động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệp có phần không bình tĩnh được nữa. Ở bên cạnh hắn, Tiểu Thiên chớp chớp mắt, sau đó bắt đầu di chuyển bước chân lùi lại phía sau. Rồng lớn màu vàng càng lúc càng gần, nhưng Hồng Mông Tháp vẫn không có động tĩnh. Trán Dương Diệp đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Đại ca, không thể chơi như vậy đâu. Vây đánh mới là con đường tốt nhất. Một. Mà lúc này, Tiểu Thiên đã lùi đến ngoài nghìn trượng. Cho dù trong tay nàng cầm một ngọn lửa nhỏ, nhưng nàng cũng không muốn bị con rồng lớn này đánh lên, cảm giác đó chắc chắn không dễ chịu. Ở đó, tay phải của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt và muốn ra tay, mà vào lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên đánh vào trên thân của con rồng lớn màu vàng này. Âm! Con rồng lớn màu vàng này trực tiếp bị lực lượng này đánh cho nằm ở trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp lập tức thả lỏng, món bảo vật thần bí bên trong Hồng Mông Tháp này cuối cùng đã ra tay. Nhưng vì sao trước đó nó không ra tay? Nói đùa với mình chắc. Dương Diệp lắc đầu. Không suy nghĩ về vấn đề này nữa, chỉ cần đối phương ra tay là được. Trước mặt Dương Diệp không xa, con rồng lớn màu vàng này ngẩng đầu liếc nhìn qua xung quanh, trong mắt kèm theo một chút mờ mịt. Rõ ràng, nó còn chưa hiểu rõ có chuyện gì xảy ra. Mà vào lúc này, lại một lực lượng trực tiếp đánh vào trên người nó. Ầm, rồng lớn màu vàng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó cơ thể chấn động mạnh. Rất nhanh. Từng lực lượng thần bí không ngừng công kích vào con rồng lớn màu vàng này. Dần dần, cơ thể của con rồng lớn màu vàng này bắt đầu vỡ ra thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, Tiểu Thiên xuất hiện ở trước mặt con rồng lớn màu vàng này, sau đó nàng khoát tay với không trung. Tạm thời chờ một lát đã. Vừa dứt lời, lực lượng thần bí này lập tức ngừng xuất hiện. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Thiên, tiểu nữ hài này có mặt mũi thật lớn.
Tiểu Thiên đi tới trước mặt con rồng lớn màu vàng này, nàng liếc mắt nhìn con rồng lớn màu vàng, sau đó khẽ nói. Ta hiểu được rồi. Ngươi hiểu gì? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên khẽ nói. Hiểu rõ tại sao cường giả cấp bậc như vậy lại thuần phục nữ nhân kia. Hóa ra nàng xóa sạch ký ức trong đầu con vật lớn này. Xóa sạch ký ức. Dương Diệp nhíu mày. Nghĩa là gì? Tiểu Thiên liếc một cái Dương Diệp. Thật là một kẻ ngu ngốc. Có nghĩa là người phụ nữ kia sử dụng năng lực nào đó, khiến ký ức của hắn trở nên trống rỗng. Đơn giản mà nói, bây giờ hắn không có trí nhớ trước kia, hơn nữa, tâm trí của nó đã biến thành giống như tiểu hài tử vậy. Chính bởi vì như vậy, con vật lớn này mới có thể cam tâm tình nguyện nghe theo lời nàng nói. Nói đến đây, nàng lắc lắc đầu. Thật đáng thương cho con vật lớn này. Dương Diệp khẽ gật đầu, ký ức bị xóa sạch, vậy còn là mình nữa sao? Nghiêm khắc mà nói, đó đã không phải là bản thân nó trước đó nữa. Mà con rồng lớn màu vàng này chắc chắn cũng đã từng là một vị cường giả siêu cấp, bây giờ bị đối phương biến thành như vậy, quả thật có chút đáng thương. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói. Thủ đoạn của nữ nhân này quả thật có chút lợi hại. Dương Diệp lắc đầu. Tạm thời mặc kệ chuyện đó. Ngươi hỏi xem con vật lớn này có nguyện ý theo ta lăn lộn không, nếu như không nguyện ý thì tiếp tục cho nó chịu chút khổ sở. Ngươi thật tàn nhẫn. Tiểu Thiên trừng mắt với Dương Diệp. Dương Diệp đảo mắt. Vừa rồi là ai còn cầm lửa đốt nó? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thiên ửng đỏ, nàng hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía con rồng lớn màu vàng trước mặt này. Ngươi tu luyện tới loại cảnh giới như bây giờ cũng không dễ dàng. Theo hắn 3 năm sau, ngươi sẽ lấy lại tự do. Hơn nữa, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi khôi phục ký ức. Khôi phục ký ức? Dương Diệp nhíu mày. Còn có thể khôi phục được sao? Đương nhiên. Tiểu Thiên nói. Ký ức bị xóa sạch, nhưng đây chỉ là ngoài mặt, có một vật gọi là hạt giống ký ức, đó là nguồn gốc của tất cả ký ức của chúng ta, vật kia không bị hủy thì có thể khôi phục. Ta vừa mới nhìn qua, nữ nhân kia tuyệt đối không làm quá đáng, bởi vì hạt giống ký ức của nó vẫn còn. Hạt giống ký ức còn nên có thể khôi phục. Hơn nữa, cho dù không có chúng ta, đến thời gian nhất định thì nó cũng sẽ có khả năng tự mình khôi phục. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Vậy giao nó cho ngươi. Ngươi giúp ta khuyên bảo nó thêm, ta cũng không muốn dùng sức mạnh, ta luôn là người thích lấy đức thu phục người khác. Chà chà. Tiểu Thiên liếc mắt nhìn Dương Diệp. Da mặt của ngươi thật dày. Dương Diệp trừng mắt một cái Tiểu Thiên, sau đó thân hình run lên và lập tức biến mất. Trong hiện thực, Dương Diệp vừa mở mắt ra, thiếu nữ cưỡi heo đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Con vật lớn kia đi đâu rồi? Dương Diệp đương nhiên hiểu rõ đối phương nói con vật lớn là ai, lập tức nhún vai. Bí mật. Thiếu nữ cưỡi heo khẽ nhướng mày. Không thể nói sao. Dương Diệp cười hì hì. Chỉ có nữ nhân ta mới có khả năng biết được, người muốn biết sao? Bịch. Thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên đánh một quyền vào bụng Dương Diệp lập tức bị đẩy lùi mấy trượng. Dương Diệp trừng mắt với thiếu nữ cưỡi heo một cái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 116.